chương 76, cô gái mang thai. Đúng vậy, trước mắt cô gái đang là cô bé đáng thương mà lúc trước mở chiếc Porsche 911 suýt chút bị dương thần hù chết. Nếu như nhớ không nhầm thì tên cô bé đó là Đường Đường, chỉ có điều là bớt đi màu sắc tóc nhuộm và thay bằng một cô gái bình thường. Kiểu tóc cũng là kiểu của những cô gái ngoan hiền mà suýt chút không nhận được ra. Cái gì mà kêu học sinh trung học, tôi vốn dĩ là học sinh cấp 3 và còn là một trong những học sinh xuất sắc nữa. Thế nào, làm con mắt chó của ngươi sợ rồi chứ đường đường nhổ một bãi nước bọt dương thần không thể phủ nhận mà bĩu môi có chuyện gì sao con người ngươi sao lại có thể như vậy chứ không có chút nhẫn nại nào hết mỹ nữ chủ động nói chuyện với ngươi thì ngươi mà ngươi không thể có chút phong độ thân sĩ được sao cứ làm như ta là chủ nợ của ngươi đến thúc nợ ngươi không bằng ý đường đường không hài lòng nói chúng ta không giống nhau ngươi có gì thì cứ nói thẳng ra đi Dương thần không mấy thích tiếp xúc nhiều với những cô gái con nhà giàu đỏng đành, đêm hôm đó làm cho bản thân còn phải nói lời xin lỗi, đương nhiên thái độ không được tốt. Ngươi, đường đường hận tới mức ngứa cả răng, lúc đầu nhìn thấy Dương thần điều khiển xe thật kỳ diệu, lúc đánh nhau thì lại càng có nghĩa là cao thủ võ lâm, nên mới tò mò mà muốn kết giao một chút, nhưng không ngờ rằng hắn lại không tán thưởng, hắn cho mình là ai chứ? Thực sự nghĩ rằng người khác đều sợ hắn sao? từ trước tới giờ đường đường chưa từng phải chịu sự đãi ngộ thế này nên trong lòng rất phẫn nộ. Nhưng nếu động thủ thì không phải là đối thủ của hắn, mà gọi người thì cũng chỉ như đưa đồ ăn cho hắn mà thôi, trong đầu nghĩ ngợi một chút, đột nhiên nghĩ ra một quỷ kế. Audio điện tử võ tấn bền Sau khi hạ quyết tâm rồi, đường đường mắt ngân ngấn nước, mặt dần dần chuyển sang tái nhợt, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ sắp khóc, thần sắc bi thương. Cô làm sao vậy? dương thần thấy buồn bực cô bé kia khả năng kháng kích kém vậy sao còn chưa mắng cô ta mà đã muốn khóc à đường đường nức nở khóc rút khăn tay lau nước mắt đột nhiên chặn ngay trước mặt người đi đường to tiếng gào khóc dương thần ngươi là người con trai không có trách nhiệm tôi mang thai đứa con của anh rồi anh lại không cần tôi nữa anh là người không có lương tâm dương thần ngẩn người ra người đi đường cũng ngẩn người ra đứng lại nhìn về phía cô gái đang gào khóc đường đường có vẻ cổ quái đường đường bỗng nhiên xông lên ôm lấy eo dương thần vừa khóc vừa lay người anh ta như đúng là kích động đến mức không thể kiềm chế được vậy hức hức dương thần anh đừng rời bỏ em đừng bỏ mặc em với con anh đi rồi thì em phải làm sao đây con của chúng ta chẳng lẽ sinh ra lại không cần cha mẹ sao hức hức đường đường khóc đến nỗi khản tiếng còn những người đi đường cũng đều bắt đầu chỉ trỏ không ít những cô thím lộ rõ vẻ cảm thông than ngắn thở dài dân chúng ngược lại nhìn dương thần bằng ánh mắt căm ghét dương thần dở khóc giờ cười cô bé này đúng là kiếm chuyện đây mà loại chuyện cười này có thể tùy tiện nói ra sao có điều đầu chọc đâu sợ nắm tóc vốn dĩ ta đã không để ý đến những điều tiếng này rồi còn gì đáng sợ chứ nghĩ một lát dương thần nảy ra ý hay đột nhiên đưa tay ôm lấy đường đường vào lòng vòng eo thon gọn mềm mại của thiếu nữ tuy là cách quần áo vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của vài tơ tằm xúc cảm không tồi đường đường cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay của dương thần đỡ lấy phần eo của mình phần eo mềm mại không khỏi run rẩy thầm mắng một câu háo sắc nhưng không chịu khuất phục mà tiếp tục khóc nức nở kêu to đừng vứt bỏ em và con người đi đường đều đang nghị luận về điều này đều cho rằng cô gái mang thai đường đường này bị oan ức không công bằng con gái bây giờ đều thế cả tôi thấy cô gái này rất đáng thương tuổi còn trẻ như vậy sau này làm người như thế nào chứ Chàng thanh niên này làm người cần phải có trách nhiệm gánh vác, đùa bỡn con gái người ta sẽ bị ông trời trừng phạt đó. Em gái đừng có sợ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, phẫu thuật chỉ mất 10 phút thôi. Dương thần lười giải thích, một tay ôm chặt đường đường không cho cô trốn thoát, tay kia sờ mạnh ngực của đường đường. Thiếu nữ còn đang trong giai đoạn dậy thì nên nụ hoa cơ bản đã có hình dáng cơ bản, một tay xoa, vừa vặn có thể đặt trọn toàn bộ lòng bàn tay, Sức đàn hồi mềm mại làm cho Dương Thần hưởng thụ một chút mà nhéo một cái. "Anh?" Đường Đường sợ hãi mà kêu lên một tiếng như vừa bị điện giật vậy, như thế nào cũng không thể ngờ đến trước mặt nhiều người như thế này mà anh ta không một chút thảm hại, ngược lại còn có tâm trí khiếm nhã bản thân mình, mặt cô không tránh khỏi đỏ ửng lên. Đường Đường bắt đầu giãy giụa định rời khỏi vòng tay của Dương Thần nhưng sức lực của cô không đủ để thoát ra được, chỉ cảm thấy tay Dương Thần đặt nơi ngực của mình không ngừng quấy phá một số bộ phận nhạy cảm đã có chút khác thường, đôi môi anh đào hơi hé mở, hơi thở trở nên gấp gáp, cơ thể mềm nhũn như nước vậy. Dương Thần mừng rỡ, không ngờ tới là cô gái này cũng là một cô gái khá nhạy cảm, kích thích một chút như vậy mà đã không thể chịu nổi rồi. Xung quanh những người qua đường cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy đôi nam nữ này vừa mới diễn cảnh đáng tình, sao bây giờ đột nhiên cô gái lại nằm bất động trong lòng người con trai, để mặc cho anh ta sờ mó loạn lên đường đường chú ý tới những ánh mắt nhìn khác lạ của những người xung quanh liền cảm thấy mình trở thành cô gái bình thường trung tâm của đường phố vậy tất cả đều bị mọi người nhìn thấy hết bất giác sắp khóc rồi anh buông tôi ra đường đường lên tiếng khẩn cầu dương thần cúi đầu xuống nói với đường đường đang mắt ngấn lệ trong lòng mình đều là người con gái mang thai đứa con của tôi rồi bị cha của đứa nhỏ sờ mó thì có sao tôi tôi không dám nữa tôi sai rồi dương thần anh mau thả tôi ra đi đại thúc tôi cầu xin anh đấy đường đường lúc trước là giả vờ khóc lần này thật cần phải lấy nước mắt lau mặt rồi vốn dĩ nghĩ là có thể dạy cho anh ta một bài học kết quả bây giờ chính mình bị oan ức ngực cũng bị sờ rồi thể diện cũng bị mất hết dương thần cười lạnh nói cô gái trẻ tuổi này thiếu sự quản giáo tôi thay bố mẹ cô dạy dỗ cô một chút nói xong dương thần buông đường đường ra nhưng thuận tay phát một cái thật kêu vào mông cô gái. Bộp, âm thanh vang lên đó làm cho đường đường xấu hổ đến nỗi chỉ muốn chui ngay xuống đất. Mắt ngân ngấn nước, cắn chặt đôi môi hoa đào, thật ấm ức. Nhưng lại không dám phản kháng, so tên đáng khinh này lại sờ loạn chính mình. Đường đường lùi nhanh mấy bước, mắt ngân ngấn lệ nhìn Dương Thần, oán hận nói. Dương Thần, món nợ hôm nay tôi nhất định sẽ đòi lại đấy. Quỳ cô, Dương thần bị cô gái nhàm chán này khiến cho phải phiền lòng, thò tay vào trong túi định lấy thuốc ra hút, hút xong sẽ về nhà. Nhưng trong đúng lúc này, trên trung tâm con đường cái xuất hiện một chiếc xe màu đen frey có rèm che đột nhiên từ làn đường một chiều lại chạy sang một làn đường ngược chiều khác. Trong lúc này làn xe ngược chiều cũng không có chiếc xe nào, chiếc xe tuyết frey này chạy với tốc độ nhanh như gió, motor xe phát ra tiếng động, xe chạy hướng đến chỗ đường đường đã đứng đó. Chiếc xe màu đen đột một lao đến như nhanh như đạn bay, mắt thấy là sẽ đâm cô gái vừa khóc bên đường. Mấy người vừa định đi khỏi nơi này vừa nhìn thấy cảnh tượng đó liền hô to lên. Cô gái hãy cẩn thận. Đường Đường có linh cảm tiếng gọi đó là từ phía sau mình, chiếc xe màu đen đó dường như chỉ trong trước mắt là lao đến trước mặt mình, cô sợ hãi đến nỗi ngây người ra đó. Bản năng sống của Đường Đường vẫn chưa kịp có hành động nào để thoát khỏi hiện trường, liền thấy chiếc xe màu đen đó sắp đâm tới đường đường thậm chí trong giây phút này còn cảm nhận chính xác thấy mình sắp bị đâm chết một cách không hiểu ra sao cả nhưng cũng đúng lúc này đường đường đột nhiên cảm nhận thấy một lực rất mạnh ôm trọn vòng eo của mình sau đó cơ thể mình liền đột nhiên rời khỏi mặt đất và chuyển hướng những người xung quanh đó nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra đã lại là một cảnh tượng khác chỉ nhìn thấy dương thần từ chỗ đứng ban đầu chợt phát lực nhanh như chớp đã kịp hành động đưa đường đường ra khỏi chỗ cũ và chuyển sang đường dành cho người đi bộ rồi chiếc xe frame màu đen đó vẫn chạy như điên mà qua, sau đó rất nhanh lại nhập vào làn đường trước đó, giống như chỉ xuất hiện hóng gió một vòng vậy. Tim đường đường vẫn còn đang đấp mạnh, sau khi ý thức được mình không sao thì liền ngơ ngác nhìn Dương Thần. Tôi tưởng rằng tôi đã chết rồi. Tôi đề nghị cô lần sau đừng ra đường nữa, nếu không thì lại bị xe đâm chết cũng không biết. Dương thần làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì mà lôi thuốc ra hút dân chúng xung quanh đã phát ra những tràng vỗ tay tán thưởng tỏ ra khâm phục hành vi anh hùng của dương thần tuy nhiên bọn họ cũng rất tò mò vì sao tốc độ của dương thần lại có thể nhanh đến như thế đường đường dần bình tâm lại mới có chút sau khi sợ hãi mà vỗ vỗ ngực dọa chết tôi mất nếu như không có anh thì tôi đã chết chắc rồi nói đi anh cần tôi phải cảm ơn anh thế nào hả chỉ cần cô không gây phiền phức kiếm cứ gây chuyện với tôi là tôi phải cảm tạ trời đất rồi dương thần nói xong lắc lắc đầu dự định bỏ đi đường đường thật ra cũng không dám nữa liền tiến lên trước ngăn dương thần lại không được ít nhất thì cũng phải cho tôi số điện thoại lần sau tôi sẽ mời anh ăn cơm nếu như anh không cho tôi 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 sẽ vẫn đi theo anh đấy dương thần bất đắc dĩ đành phải nói cho đường đường số điện thoại di động của mình đường đường còn gọi điện xác nhận là không sai mới tươi cười rạng rỡ được rồi tôi còn phải tham gia lớp học bổ túc nữa cũng sắp muộn học rồi, tạm biệt trước nha. Khi nào rảnh tôi sẽ mời anh ăn cơm. Đường đường vẫy vẫy tay, xem ra cũng không bởi vì thiếu chút nữa tai nạn xe cộ mà bị rối loạn quá mức. Nhưng không chờ đường đường đi được vài bước, chiếc xe thương vụ Toyota màu bạc đột nhiên dừng lại ở bên đường, mấy tên mặc đồ đen hùng hổ bước xuống. Tiểu thư, cô không sao chứ? Một gã đeo kính dâm, tai nghe bộ đàm, tướng mạo đàng hoàng, dáng người không cao, dường như là người cầm đầu, vừa xuống xe đã hỏi han quan tâm đường đường, còn quan sát rất kỹ xem cô có bị thương ở đâu không. Đường đường không kiên nhẫn được liền bĩu môi nói. Anh Tiểu Dũng, tôi đều nói với các anh bao nhiêu lần rồi, tôi học lớp bổ túc không cần nhiều người đi theo như vậy đâu. chương 77, Hoa Lạ Ban Quan Hệ Xã Hội Đây là ân nhân cứu mạng tôi, vừa nãy tôi xém chút nữa là bị xe đụng, chính là chú đã kéo tôi lại. Đường đường trả lời chi tiết. Cái gì, thấy mấy người vệ sĩ lộ vẻ chăm chú nghiêm trọng, đường đường cũng không giấu giếm đem chuyện mới xảy ra kể lại, nói đến chỗ nguy hiểm, khiến cho mấy vệ sĩ đổ mồ hôi lạnh. Thực sự mà bị xe đâm chết, bọn họ cũng không cần đi làm tiếp nữa, thậm chí muốn sống cũng khó. Tiểu Dũng ca nhìn Dương thần ánh mắt kỳ quái, đi lên trước nói. Cảm ơn ông Dương đã cứu tiểu thư nhà chúng tôi, không biết có thể hân hạnh mời ông đi cùng chúng tôi một chuyến, để lão ra nhà chúng tôi thể hiện chút lòng cảm ơn. Ý tứ trong lời nói, chẳng qua là hoài nghi bản thân Dương Thần có ý đồ gây rối, hoặc là cùng một bọn với kẻ bắt cóc kia, đang diễn trò lừa gạt lấy lòng tin mà thôi. Dương Thần làm sao không biết ý tứ trong đó, đừng nói bản thân không rảnh để đi qua đi lại với bọn họ như thế, dù cho có rảnh cũng không buồn chán đến giải thích cái gì, khoát tay nói. Tôi biết các anh đang nghĩ cái gì, chuyện và tôi không liên can gì, chủ nhân các anh đắc tội với ai thì đi tìm người đó tôi chỉ tiện thể cứu mạng cô bé này thôi đừng có vu cho tôi tiểu dũng ca nhíu mày nếu ông dương không làm việc gì hổ thẹn với lương tâm thì không nên sợ hãi mà gặp mặt chủ nhân nhà tôi một lần dương thần cười lầm bầm nói cái này không liên can tới sợ hay không sợ chủ nhân nhà các người dựa vào cái gì nói muốn gặp ta thì phải đi gặp gã sao không gọi gã đến gặp ta ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với gã ông dương nếu không chịu phối hợp Đừng trách chúng tôi vô lễ." Tiểu Dũng ca thấy Dương Thần không chịu đi cùng bọn họ, càng cảm thấy người đàn ông này đáng nghi. Mấy tên vệ sĩ khác thấy người đứng đầu có ý dùng biện pháp mạnh, lập tức vây vòng quanh Dương Thần, không cho Dương Thần rời khỏi, từng hung thần mang vẻ căm thù. Lúc này Đường Đường ở bên không chịu được nữa. "Tiểu Dũng ca đây là thái độ gì thế? Dương Thần cứu tôi các anh làm sao muốn làm khó chú ấy, nếu thật sự chú muốn hại tôi cứ để xe đâm chết tôi không phải xong rồi sao? Cô bé này còn hiểu biết hơn các người. Dương thần thở dài nói. Tiểu Dũng ca vẻ mặt cảm thấy kính nể lại nói. Tiểu thư có điều không biết, rất nhiều người thông qua cách này để tiếp cận mục tiêu, lại thu về lợi ích lớn hơn, tiểu thư đừng gây khó khăn cho chúng tôi. Dương thần bật cười ha hả. Người nói không phân biệt hay là, ta không đếm xỉa tới bọn thần kinh chúng mày, không muốn hối hận thì mau tránh ra cho ta vậy thì xem bản lĩnh ông Dương rồi. Tiểu Dũng ca nói, sai khiến đám người. Trói lại, đem về. Muốn chết. Dương thần thực sự nổi giận rồi, lúc đầu thấy đang trên phố, trước mặt người qua lại, không muốn huynh hoang khoác lác quá mức, nhưng bọn người này quả nhiên cứng đầu, không chết không ngừng. Không đợi mấy tên vệ sĩ lại gần, Dương thần liền cầm đầu mẩu thuốc lá ném đi một phát, lực tay mạnh mẽ khiến đầu mẩu thuốc bay ra như biến thành một quả trứng thép, đánh mạnh vào giữa chán tên vệ sĩ đối diện. Tên vệ sĩ kia bị đầu màu thuốc lá đập thẳng tới xây sầm mặt mày, ngã xuống đất choáng không đứng dậy nổi. Tay chân Dương Thần cũng không để không, bằng mọi cách chuyển động một vòng phạm vi nhỏ, vì không để động tác của mình quá khiến người khiếp sợ, sử dụng vài động tác karate nhẹ nhàng và khéo léo, đánh vài cước với mấy tên vệ sĩ, các tên này không bị gãy xương thì là đau như bắp thịt ngã xuống đất không dậy nổi. Nếu không phải kiềm chế tâm tính hơn nửa năm nay, Dương Thần đã giết hết bọn họ rồi tiểu dũng ca trong lòng chấn động khó nói nên lời anh ta đương nhiên nắm rõ trình độ võ thuật của bọn đàn em bao nhiêu một trọi một với cao thủ đai đen karate cũng còn dư sức nhìn những động tác karate bình thường của người đàn ông này làm sao có sức lực mạnh mẽ như vậy ông quả nhiên không phải người thường tiểu dũng ca toát mồ hôi lạnh che chắn đường đường đang ngẩn người ngơ ngác ở phía sau dương thần trừng mắt nhìn anh ta như nhìn thằng mốc vậy cười lạnh nhạt nói đúng vậy không phải người thường ta muốn hại tiểu thư nhà ngươi. Thế nào, ngươi thân mình còn chưa lo xong, còn bảo vệ tiểu thư, đừng nói đùa được không? Dù có chết cũng không cho ngươi làm hại tiểu đường cưng nhà ta. Tiểu Dũng ca toàn thân bắp thịt căng thẳng, nói với đường đường đang đứng sau lưng. Tiểu thư chạy mau, người này rất nguy hiểm. Đường đường sốt ruột nói. Tiểu Dũng ca đừng đánh nữa, các anh không đánh lại chú ấy đâu, Dương Thần sẽ không làm hại tôi đâu lần đầu tiên dương thần vì một người đầu óc không tốt mà kích động muốn giết hắn nhìn bằng nửa con mắt tức cười nói dù ta biết khi ta nói người khác ngốc cần nghĩ thử bản thân có phải ngốc hơn người đó không nhưng ta không thể không thừa nhận có nhiều người chính là vậy tên khốn này đúng là ngốc hơn hướng về phía tiểu dũng ca đang căng thẳng này giơ ngón tay giữa lên dương thần lắc đầu quay người đi khỏi người đi đường chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng cũng không ai dám chặn đường dương thần Tiểu Dũng ca thấy Dương Thần không có ý động thủ, thở phào một hơi, vội vàng đỡ đường đường lên xe Toyota, nói. Tiểu Thư mau vào đi, chút nữa gã đó quay lại thì hỏng. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Nhìn Tiểu Dũng ca đổ mồ hôi đầy đầu, đường đường không nói gì vỗ vỗ vào chán mình, cảm thán than oán nói. Tiểu Dũng ca, trước đây thật không có ai nói anh ngốc sao. Tiểu Dũng ca sừng sốt một chút với câu hỏi không sao nói rõ được, gật gật đầu, trả lời. Không có, sao vậy tiểu thư? Thế bây giờ có rồi. Ngốc. Đường Đường quát to một tiếng, quay mặt bỏ đi. Chỉ để lại một mình Tiểu Dũng ca dương mắt nhìn, nhìn đám huynh đệ đứng trên mặt đất, lại nhìn Đường Đường đi xa xa, vẻ mặt ngỡ ngàng. Thứ hai, Dương Thần lại lần nữa đem món điểm tâm nóng hổi vào văn phòng, đã mua nhiều điểm tâm rồi, cũng phải rút ra một ít kinh nghiệm tổng kết, như là thịt nhân bánh nhà nào nhiều bột nhà nào đủ cứng, thậm chí sữa đậu nành nhà ai pha ít nước cũng rất tinh tường. Những chi tiết nhỏ này trong cách nhìn của người bình thường có lẽ cảm thấy không sao cả, nhưng Dương Thần hưởng thụ cuộc sống giản đơn lại làm cho có mùi có vị, luôn cảm thấy hiệu quả kỳ diệu như bán xiên thịt dê nướng, quen tay hay việc mà. Dĩ nhiên rồi, ý tưởng này nói ra, thế nào cũng lại dẫn tới sự coi thường của một đám người. Trương Thái đến tương đối chế xem ra tâm trạng rất tuyệt, kiểu tóc hơi uốn xoăn một chút gương mặt càng tỏa ra vẻ dịu dàng xinh đẹp, mặc chiếc váy thắt lưng màu lam, tất lưới trắng, với eo thắt đáy lưng ong, mông to dáng người đi uyển chuyển, chỗ váy ngắn sát mông, thậm chí có thể nhìn thấy mơ hồ một dòng khe mờ mê người. Sau khi nhìn Dương Thần cười vui vẻ, xách lên một cái túi bao quán thang, trần trừ một chút, Trương Thái lại cầm lấy hai cái sủi cảo dầu, nói. Cảm ơn nhé, ngày nào cũng cung cấp điểm tâm phong phú như vậy, tôi đã béo lên hai cân rồi. Dương Thần đang cắn bánh nướng, đề xuất: "Hôm nay bánh nướng rau khô mới mua hương vị không tồi, cô có thể thử xem." "Anh tự giữ lấy ăn đi, tôi không thích ăn bánh nướng." Triệu Hồng Yến một bên trêu chọc. "Trương Thái lại tăng thêm phần điểm tâm như vậy nữa, ông xã sẽ không cần cậu nữa đâu." "Hừ, ông xã không cần mình thì cùng lắm tìm lại người khác, bản thiếu phụ sợ không có đàn ông cần sao?" Trương Thái cười đắc ý nói, nhìn Dương Thần, ánh mắt đong đưa nói: đúng không anh dương dương thần bị tiếng anh dương này kích động thiếu chút nữa mắc nghẹn vội vã gật đầu đúng đúng anh ta không cần tôi cần háo sắc triệu hồng yến cười mắng một câu đúng lúc này một dáng người gầy nhỏ đi đến bên cạnh dương thần nói dương thần làm phiền anh một chút người đi đến là người từ trước đến nay trong văn phòng không hay nói chuyện trần bác là một người đàn ông có bề ngoài y như phụ nữ cũng xem như một đóa hoa lạ trong ban quan hệ xã hội. Chuyện gì, nói đi. Dương thần cười nói. Trần bác đột nhiên mặt hơi ửng đỏ, như là rất bẽn lẽn, ấp úng nói. Có chuyện muốn làm phiền anh một chút, chuyện gì, nói đi. Dương thần giờ khóc giờ cười. Trần bác thu hết can đảm, mới nói. Tôi nghe nói anh có xe, muốn nhờ anh đi đến nhà ga đón giúp em gái tôi. Tôi không quen đường ở Trung Hải, em gái tôi cũng lần đầu đến Trung Hải, chúng tôi sợ bị taxi lừa, hơn nữa rất đắt. Muốn hỏi anh có rảnh không? Càng nói về sau, âm thanh nhỏ tới mức gần như không nghe thấy. Trước chuyện này anh dùng dáng vẻ nói không nên lời sao. Dương thần cười đáp. Nói đi, khi nào, tôi ngày nào cũng rất rảnh. Trần bác lộ ra vẻ cảm kích tươi cười. Chính là thứ tư tuần này, xe lửa buổi chiều, thật là làm phiền anh quá. Đến lúc đó gọi tôi một tiếng là được rồi. Dương Thần trả lời tiếp. Mấy cô gái ban quan hệ xã hội ngồi gần nhìn thấy cảnh này, thần sắc đều tỏ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Trần Bác chủ động tìm người giúp đỡ thật là hiếm thấy. Đợi Trần Bác trở về xong, Dương Thần tiếp tục bắt đầu chơi trò chơi, nhưng đã không còn là trò, tinh mắt nữa, mà là một loại tương tự với trò chơi nhảy nhót siêu cấp Mary, điều khiển một người nhỏ bé ăn trái cây trong các màn. Cảnh tượng này bị các nữ đồng nghiệp nhìn thấy, lại lần nữa Dương Thần không có gì để chống đỡ. Không bao lâu, Mạc Thiện Ni mặc một bộ âu phục màu đen toàn thân, áo trong màu trắng, tay sách chiếc túi sanen da nâu nhà thước tha đi đến, đến bên cạnh bàn Dương Thần cầm lấy gói sữa đậu nành và một gói bánh bao, nói một tiếng cảm ơn liền đi vào trong phòng làm việc của trưởng ban. Dương Thần, anh có phát hiện thấy sắc mặt của trưởng ban chúng ta không tốt lắm, khá tiểu tụy, có phải thất tình rồi không? Triệu Hồng Yến bỗng nhiên dựa sát vào nói. Dương Thần nhìn vào văn phòng bên kia như thoáng chút suy nghĩ, cười nhẹ nhõm nói: "Tôi làm sao biết được, nhưng thái độ tốt rất nhiều rồi chứ, ít nhất cầm điểm tâm và nói cảm ơn." Nói xong lại tiếp tục chơi trò chơi, cũng không để ý Triệu Hồng Yến đang ở bên nói thầm thì đoán giả đoán non. Chương 78, lần đầu tiên từ lúc sinh ra. Khi xe đến đường cao tốc, quay gấp ngược trở lại, theo con đường nhỏ chạy đến hướng khác, hướng tới khu công nghiệp mới phía đông thành phố Trung Hải và khi chạy đến chỗ đất mở mang công nghiệp đã ngừng sản xuất, Dương Thần giảm tốc độ xe, dừng xe ở ven đường đất bùn, tự mình lần trong túi quần rút ra điếu thuốc, lặng lẽ châm lửa, dựa người vào thân xe, nhìn mục tiêu đi đến. Cách đó không xa, một chiếc Honda đen cũng lặng lẽ dừng lại, chỉ chốc sau, từ trên xe bốn gã ăn mặc bẩm trợn bước xuống, bốn người cao thấp mập ốm, tướng mạo khí chất cũng không giống nhau, nhưng ánh mắt bọn chúng nhìn Dương Thần lại đều ẩn chứa ác ý, thậm chí có chút bạo lực mày làm sao phát hiện ra chúng tao một tên da ngăm đen mặc áo sơ mi hoa há mồm hỏi giác quan thứ sáu của đàn ông dương thần nhe răng cười tên áo hoa nhíu mày khó hiểu hỏi đã phát hiện tụi tao đang theo dõi mày tại sao còn muốn dẫn tụi tao tới nơi này chẳng lẽ mày cho rằng thay đổi đường về nhà tụi tao sẽ không theo mày chắc dương thần hút mấy hơi thuốc dù có nhiều tiền nhưng mùi thuốc lá rút ra vẫn là khá sặc nhưng cũng đủ sâu cay hưởng thụ tới nhả ra mấy vòng khói xong, Dương Thần mới nhếch miệng cười nói. Tôi cũng không nói muốn các người đừng theo, chỉ là có lòng chọn một chỗ dừng xe thích hợp cho mấy người thôi. Có ý gì? Tên áo hoa nhìn tình hình trước mắt có chút mơ hồ, bọn họ chỉ là làm theo chỉ thị theo dõi đường đi nước bước của người đàn ông này, hành động tiến thêm một bước, nhưng hôm nay biến cố khiến gã một lần nữa không thể không cân nhắc bước tiếp theo. Dương thần hít mắt thành hai kẽ hở, cười quái dị mấy vị huynh đệ chẳng lẽ chưa phát hiện xung quanh nơi này đều chưa có camera sao do đây là một vùng khai thác xa xưa hiện nay đất đai này công nghiệp đã ngừng sản xuất cho nên cơ sở phương tiện xung quanh cực kỳ hỗn độn và đổ nát đến đường cũng chưa hoàn toàn khai thông xe cộ qua lại hầu như không có camera tên áo hoa nhe răng cười gần nói vậy nên tao nhận lời khuyên chân thành của mày nơi không có camera tụi tao xuống tay không cần bận tâm rồi nếu mà là ngược lại thì sao? Dương thần nhún vai. Đại ca, thằng nhóc này muốn động thủ, xem ra đầu óc ngu rốt ghê. Một tên lâu la cười hô hố nói. Gã áo hoa sắc mặt không hài lòng, nói. Cậu thanh niên, mạnh miệng nói thì có thể, đừng để mấy anh em tao nặng tay, dù chúng ta chưa nhận được chỉ thị đánh cậu, nhưng tiền trảm hậu tấu không phải là không thể. Các người thấy có phiền không? Dương thần cười nói. Muốn động thủ cho nhanh, ta còn vội về nhà ăn cơm tối. Tiểu tử thối chán sống rồi. Một gã dâu rìa không nói không rằng tiến lên phía trước, ba gã còn lại cũng không nói thêm gì nữa, triển khai thế bao vây dương thần. Để bố mày nói cho biết, lời thối tha vô dụng, nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn. Gã dâu phun ra miếng đàm, thu nắm tay hùng hổ tấn công dương thần. Dương thần dễ dàng né được, đồng thời di chuyển bước chân, khóe miệng phơi phới cười ta từ khi làm thổ địa đất này, đã thầm hạ quyết tâm, người khác không chọc ta, không chủ động đánh ta, không uy hiếp ta, ta tuyệt đối không ra tay đánh trước, cho nên bây giờ ta phải cảm ơn nắm đấm này của mày, khiến cho ta có thể yên tâm thoải mái làm thịt bọn mày. Mọi người cùng tiến lên. Tên áo hoa trong cơn giận dữ, lão ta quả thực không thể dễ dàng tha thứ cho một người trẻ tuổi miệt thị bốn người bọn họ như vậy được. Có thể bốn người bao vây tấn công dễ dàng nhận thấy là phí công, Dương thần thuận tay thực hiện mấy cú đấm, tốc độ ngang ngửa ánh sáng và lực mạnh mẽ, khiến bốn tên không phải bị gãy ngón tay, cánh tay thì cả bàn tay cũng bị quăng một cách hung hăng, sưng lên một cục lớn. Trận hỗn chiến năm người một lúc thành ra Dương thần đang đùa bỡn vỗ tay với bốn người vậy. Cứng đầu, đánh không lại. Tên Zoria ra tay trước chửi bậy một tiếng, che cái mặt đã bầm tím sưng vù. Tên Áo Hoa cũng ý thức thấy tình huống không ổn, nhưng trong lòng không cam nhưng anh ta thấy bốn người hắn cơ bản không phải đối thủ của người đàn ông trước mặt quay xe chạy tên áo hoa ra lệnh một tiếng bốn người mau lẹ chạy quay về phía chiếc honda dương thần cũng không ngăn cản nửa cười nửa không nhìn bốn tên vội vã lên xe hấp tấp đóng cửa kính xe rồi khởi động xe mau chóng quay đầu ý đồ chạy thoát đợi chiếc honda rời đi dương thần cũng cúi người xuống đất nhặt lên một cục đá cuội sấp xỉ quả trứng gà để trong tay áng chừng tên áo hoa ngồi trên xe đợi bốn người khởi động xe xong mới thở vào một hơi nhẹ nhõm dù rằng đánh không lại có thể cho là trốn chạy hơn nữa cậu thanh niên này còn có thể đánh nữa dù sao cũng không có khả năng đuổi kịp theo xe đến lúc đó trở về báo cáo cấp trên đem một băng huynh đệ đến còn sợ thù này không báo được hay sao nhưng khoảng cách giữa sự thật và lý tưởng luôn rất xa dương thần cầm lấy cục đá xong nhắm một mắt lại hơi ngắm vào thì lập tức cong người gấp khúc tư thế như một người ném lao vậy, duỗi thẳng tay, ngửa người từ phía sau, phần eo đột nhiên phát lực về phía trước. Tay phải quang ra một cục đá. Cục đá như một quả đạn pháo mini vậy, tua nhỏ không khí đem theo tiếng xe gió vun vút. Bịch, mắt thường không có cách nào để nhận ra tốc độ, cục đá đập vào mặt hông gần bình xăng của chiếc Honda. Âm âm, chiếc xe Honda còn đang chạy giống như châm mồi cho ngọn lửa đằng sau, ngọn lửa hừng hực bừng cháy, bao phủ toàn bộ chiếc xe, nhắm phía cây cột điện bên đường chạy tới. Trong nháy mắt, chiếc xe Honda vừa mới hoàn hảo đã trở thành một đám cháy đen sạm. Dương Thần thì giống như nhìn án mạng bốn người mà mình vừa tạo ra như nhìn ngắm một tác phẩm nghệ thuật vậy, sở dĩ chờ bọn chúng lên xe xong mới ra tay giải quyết tính mạng bốn người như vậy, chính là sợ bị cảnh sát tra ra dấu vết để lại. Khi người cho rằng an toàn nhất, thoải mái nhất, giết chết những người đó. Trong lòng Dương Thần cũng có chút hít cảm giác thỏa mãn, đây cũng coi như quá khứ nhiều năm dưỡng thành bệnh tâm lý rồi, đáng tiếc Dương Thần vẫn chưa định trị liệu căn bệnh tàn nhẫn này. Kiếp sau đầu thai nhớ mua xe nước Đức, xe Nhật rất yếu nhé. Dương Thần mỉm cười vài câu, quay về xe, tiếp tục chạy nhanh về nhà. Trên đường đi, Dương Thần suy nghĩ là ai ra tay với mình. Thứ nhất người đó khẳng định còn chưa đủ quen thuộc với mình, nếu không đã không phái người theo dõi thăm dò nơi mình ở, mối quan hệ. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Thần cũng không thể xác định là ai, cuối cùng đành thở dài, mặt không chút thay đổi lầm bẩm Muốn kiếm ta gây phiền phức thì có thể, nhưng liên lụy đến người thân của ta đều đáng chết. Buổi tối, sau khi ăn bữa tối thịnh soạn ở biệt thự xong, Phú Vương lại cầm lên một túi tạp chí thời trang, cười nói với Dương Thần. Cậu, đây là tạp chí cô chủ đặt, hôm nay vừa mới đưa tới, chút nữa cậu thay tôi đem đưa cho cô chủ nhé dương thần đang xem tin tức trên tv nghe xong vui vẻ nhận nên thế mà vú vương chỉ cần nấu thức ăn thật ngon cho chúng tôi mấy việc hỗn tạp này nên cho đàn ông chúng tôi làm không không vú vương vội vàng nói cậu đừng nói như vậy chính là tôi cảm thấy cậu nên đi thăm cô chủ nhiều chút như vậy cô chủ sẽ nhớ cái tốt của cậu về sau tình cảm hai người sẽ càng thân thiết hơn dương thần gượng cười vú vương sao vú cứ tin tưởng tôi như vậy đem lâm nhược khê cứng ngắc đẩy vào lòng tôi. Vú Vương nghiêm mặt nói: cậu, tôi là người nhìn thấy cô chủ lớn lên, tôi cả đời chẳng sinh đẻ được, nói ra thì có chút ngượng mồm, nhưng cô chủ như một nửa con gái tôi vậy. Sau khi lão gia và phu nhân mất đi, tôi luôn hy vọng cô chủ tìm được nơi trốn tốt. Cô chủ từ nhỏ đã xinh đẹp như vậy, đàn ông thích cô chủ tất nhiên lan tràn Trung Hải, nhưng những người đó đều quá giả dối. Vú Vương vừa nói vừa nhìn Dương Thần cười hài lòng. Không giống cậu, tôi già rồi, nhưng mắt chưa hoa. Cậu tuy rằng không nói ra miệng, nhưng vẫn thật lòng quan tâm đến cô chủ, từ sau ngày cô chủ mất đó, tôi có thể nhìn thấy trong mắt cậu, cậu rất quan tâm đến cô chủ, chỉ là đối với cô chủ vẫn thế, bình thường không quen biểu đạt mà thôi. Tuổi trẻ của cô cậu là như thế, có đôi khi quá sĩ diện, nhưng thể diện đâu có quan trọng bằng tình cảm chứ. Dương Thần trầm mặc hồi lâu, cười nhạt nói: "Vũ Vương nên đi làm chuyên gia tâm lý học." nói đến mức tôi cũng hoài nghi chính mình rồi. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, coi như bà già này nói bừa vậy, thôi mau đem tạp chí cho cô chủ đi, chậm tí nữa có thể cô chủ ngủ mất. Phú Vương cười thúc giục. Dương thần cầm túi tạp chí lên, nhìn nhìn, phần lớn đều là giới thiệu các thương hiệu nổi tiếng quốc tế và mốt mới, nhớ đến Lâm Nhược Khê làm tổng giám đốc công ty thời trang, tất nhiên tự mình đi tìm hiểu các sản phẩm này rồi. Rất nhanh đi từ Long Cảnh Huyền đến bệnh viện, khi chạy đến phố thương mại, Dương thần liếc mắt đến một cửa hàng đèn sáng bên đường, bất giác để lộ ra nụ cười tủm tìm hiểu ý. Khi vào phòng bệnh trong bệnh viện, đã gần 10 giờ rưỡi đêm, các phòng bệnh đã tắt đèn gần hết, nhưng phòng bệnh lâm nhược khê vẫn còn sáng. Dương thần nhẹ nhàng mở cửa, dương mắt lên nhìn, phát hiện trong phòng không chỉ có mình lâm nhược khê. Người đến là thư ký lâm nhược khê, cũng chính là ngô nguyệt có vóc dáng sân bay, người đó không biết vốn đã lạnh băng hay là học theo lâm nhược khê một phụ nữ mộc mạc cực kỳ lạnh lùng lâm nhược khê nằm trên giường cái bàn trước mặt để đầy các loại văn kiện trong tay cầm cây bút máy màu bạc đang viết cái gì mà ngô nguyệt vẻ mặt chăm chú đứng ở bên cạnh luôn thu văn kiện lại rồi đưa một văn kiện khác lên nhìn thấy dương thần vào cửa ngô nguyệt nhíu mày hỏi anh đến đây làm gì dương thần nhấc cái túi trong tay lên đem mấy quyển tạp chí tới làm sao cần anh tới đưa, anh là gì của tổng giám đốc? Ngô Nguyệt không vừa lòng trách cứ. Dương thần nghĩ, dù sao cũng xem như là thân tín của Lâm Nhược Khê, thì nói ra cũng không sao cả, nhưng không đợi Dương thần mở miệng, Lâm Nhược Khê liền thản nhiên chen một câu. Anh ta là bà con xa thông gia của chị. Nói xong, Lâm Nhược Khê hơi đưa mắt nhìn Dương thần ra hiệu cho hắn đừng nhiều lời. chồng hợp pháp trở thành, bà con xa thông gia, đại bác bắn không tới, Dương thần sờ sờ cái mũi, khóe miệng có chút cay đắng cười một chút, vốn tưởng những ngày này chỉ có hai người quan hệ sẽ thâm mật hơn rất nhiều, nhưng bây giờ xem ra, hắn trong mắt Lâm Nhược Khê cũng chỉ là cùng bọn với hợp đồng diễn trò, cô ấy cũng không thực sự tiếp nhận mình là một người bà con thân thiết, càng không có ý nghĩ thừa nhận mình là chồng của cô ấy. Hơi có chút thất vọng, nhưng do tâm lý chịu đựng không tồi, cũng sớm có tâm lý chuẩn bị, sẽ không quá ngây thơ cho rằng cô nàng núi băng dễ dàng chinh phục như vậy. Dương thần chỉ vị ý cười cười, cũng không nói gì thêm, đem túi để lên tủ đầu giường Lâm Nhược Khê, nói. Phú Vương bảo anh đem tới, nói đây là tạp chí em đặt tháng này. Ngô Nguyệt chợt giật mình, nghĩ đến một đào kép áo văn quan hệ xã hội xuất hiện trong công ty, chính là vì tên tuổi, bà con xa thông ra, mới có thể vào công ty, ánh mắt nhìn Dương Thần càng thêm coi thường, có chút ác y nói. Không có chuyện gì thì để đồ này ở đây rồi đi đi, đừng làm phiền tổng giám đốc làm việc. Dương Thần vốn muốn khuyên giải một câu, muốn Lâm Nhược Khê buổi tối đừng quá cực nhọc, nhưng nhìn thấy cô cúi đầu chỉ lo giấy tờ, căn bản không muốn chú ý nhiều tới bộ dạng hắn, cũng không tự làm bẽ mặt mình nữa. Thế tôi đi đây. Dù trong lòng có chút không vừa lòng với Ngô Nguyệt, nhưng suy cho cùng người ta là thư ký Lâm Nhược Khê, không tiện nổi giận, Dương Thần cũng buồn giọng thờ ơ với hiểu biết của cô ta. Đợi Dương Thần xoay người đi khỏi, Lâm Nhược Khê mới hơi ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn theo bóng dáng Dương Thần, cái bóng ngày thường bất kham, thoải mái đó Lúc này dưới ánh đèn, lại có chút xa sút và cô đơn, bất giác trong lòng Lâm Nhược Khê có chút hối hận, mình đến tiếng cảm ơn cũng chưa nói với anh ta, nhưng tính cách xấu hổ khiến cô căn bản không biết mở miệng như thế nào. Đóng cửa phòng lại, Lâm Nhược Khê bất giác thở dài một cái, tiếp tục xử lý văn kiện. Khoảng chừng hơn một giờ đồng hồ sau, đêm đã khuya, Ngô Nguyệt nhìn nhìn đồng hồ, có chút không nhẫn nại nói: "Tổng giám đốc, hôm nay đến đây đi, tôi đem văn kiện đi chỉnh sửa lại." Ngày mai đem giao cho trưởng ban mạc. Những cái quan trọng dù sao cũng đã giải quyết xong rồi, chị cũng nên đi nghỉ đi. Lâm Nhược Khê day day huyệt Thái Dương. Mấy ngày nay uống thuốc bắc, làm điều trị, còn phải tiếp đón người đến thăm bệnh. Đến tối, cô thực sự có chút mệt mỏi rồi, cũng liền gật đầu nói. Nói với trưởng ban mạc, phần kiện buổi trình diễn thời trang mùa thu, kế hoạch khai thác thị trường Nhật Bản, chị sẽ tự giải quyết. Những cái khác, cô ấy xem mà xử lý đi. Vâng, tổng giám đốc. Năng suất làm việc của Ngô Nguyệt rất cao, chưa đến 5 phút đã sắp xếp xong hoàn chỉnh tất cả các văn kiện. Chương 79: Tiếp khách. Sau khi rời khỏi bệnh viện Dương Thần thấy hơi bực mình, lái xe trên đường cao tốc một lúc mới thấy thoải mái hơn nhiều. Lúc này đã là 11, 12 giờ đêm, nhiều nơi ở vùng ngoại ô Trung Hải đã thấp thoáng những ngọn đèn đủ màu sắc sáng bừng, nếu như là một tháng trước, Dương Thần có lẽ đã cảm thấy rất thích thú với cái ánh sáng hồng lấp lánh ấy. Nhưng giờ thì chỉ muốn buông thả một chút, đến Rose tìm Sắc Phi có lẽ sẽ không làm mình phải thất vọng. Tự nhiên ngẫm lại, tất cả những việc mình đã làm thực sự đều rất khó hiểu. Sắc Phi toàn tâm toàn ý đối tốt với mình như thế. Cô gái nhỏ lý tinh tinh bình thường chỉ cần nhìn thấy mặt là đã vui đến cả nửa ngày. Những người con gái như thế mà hàng ngày hắn còn chẳng hề quan tâm. Vậy mà giữa đêm lại chạy đi mua bánh nếp cho cô Sơn nữ lạnh lùng lâm nhược khê. Có lẽ là bởi vì cô ấy quá giống với cô gái trong sâu thẳm ký ức có lẽ của mất rồi mới thấy quý, câu nói này luôn đúng. Trong lòng thực sự ái náy với sắc vi, Dương Thần quyết định không đi tìm cô ấy nữa, khi xe đi đến một khu chợ đêm, hắn dừng xe, định tìm một quán ăn nhỏ, uống chút bia, ăn bát mì nóng. Thành phố Trung Hải về đêm, trong khắp các ngõ lớn nhỏ, chỉ cần không phải ngoài đường lớn, thì đủ các cửa hàng nhỏ không biển hiệu bắt đầu việc kinh doanh đêm của mình, khi nào may mắn thì chẳng ai quản lý, lúc vận hơi đen thì bị dân phòng dẹp hết. Dương Thần chọn đại một quán mì nhỏ, ngồi xuống lớn tiếng gọi chủ quán. Ông chủ cho tôi một bát mì thịt xé với hai chai bia nhé. Ông chủ quán là một người trung niên, nghe thấy liền cười đáp lai. Like. Vâng, quý khách đợi một lát ạ. À. Nghe tiếng đáp Dương Thần thấy quen quen liền nhìn kỹ lại rồi bất chợt mỉm cười. Sao lại là anh? Chủ quán bực mình ngẩng đầu lên, nhìn kỹ mặt khách, cuối cùng cũng nhận ra Dương Thần, chân bỗng mềm nhũn thiếu chút nữa thì ngã sóng xoài nét mặt khổ cực nhăn nhúm như quả mướp đắng. Hóa, hóa ra là cậu sao, ha ha, ha ha ha. Thật là có duyên. Người chủ quán chính là người quen ngày trước đã áp giải dương thần đến cục cảnh sát là Phùng Biêu, Phùng đội trưởng. Vốn là cảnh sát cục khu vực phía Tây, người mặc cảnh phục, vinh mặt hất hàm sai khiến mà giờ đây đã trở thành một tên bán hàng rong không giấy phép hành nghề, mặc cái áo ba lỗ cáu bẩn, người quấn tạp dề, bán mì dạo bên đường. Dương Thần suy nghĩ một chốc, hỏi Vu Vơ: Anh đổi nghề hay là bị khai trừ? Phùng Bưu đỏ mặt, nhăn nhó nói: Bị, bị khai trừ. Là ác giả ác báo đấy thôi. Dương Thần cười lắc lắc đầu. "Nhưng anh yên tâm, chuyện ngày trước tôi không để bụng đâu, anh làm mì tiếp đi, mì nhũn hết cả rồi." Phùng Bưu vốn tưởng Dương Thần định kiếm chuyện, giờ mặt đã vui trở lại, gã hiểu rằng nếu làm ầm lên, bản thân không thể đánh lại được bán hàng lại còn không có giấy phép nhất định là sẽ chịu thua thiệt người ta lại không thèm để bụng chuyện trước đây phùng biu sao có thể không mừng cơ chứ đội ơn anh đội ơn anh người anh em phùng biu cảm động tới mức suýt chút nữa thì rơi nước mắt tôi cũng biết trước đây tôi đã làm sai quá nhiều việc đa tạ người anh em đã rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân này dương thần nói bình thản anh làm mì đi chứ vâng vâng bữa cơm này là tôi mời cậu người anh em tôi không tính tiền đâu. Phùng Biêu như được tha bổng nói không ngất lời. Dương thần hơi mỉm cười, ông anh này cũng phải lăn lộn khổ sở quá, lúc trước Thái Nhiên nói phải nghiêm trị, mình còn tưởng chỉ là nói xuông, nào ngờ cô bé này còn khai trừ Phùng Biêu thật, chuyện khai trừ không đơn giản là địa vị cao hay thấp là có thể quyết định được. Có lẽ hậu thuẫn của Thái Nhiên cũng chẳng hề đơn giản một chút nào, nếu không cũng sẽ chẳng nào nói một hai câu mà hất phùng biêu xuống tận đáy vực được nghĩ đến lời thái nghiên nói trong phòng bệnh của Lâm Nhược Khê, còn cả chuyện liên quan đến ông nội của Lâm Nhược Khê, Dương Thần không khỏi thấy buồn bã, dù sao thì hai cô ấy cũng quen biết nhau từ khi còn nhỏ, lẽ nào vợ mình cũng có hậu thuẫn trong giới quan chức hay sao? Vì lẽ gì Lâm Nhược Khê lại hận ông nội cô ấy như thế? Đang nghĩ về mấy chuyện không thể giải thích, thì Phùng Biêu đã trộn xong mì, y cầm hai chai bia nguyên chất hiệu xeo haha đi đến trước mặt. Người anh em cứ thoải mái ăn uống, còn cần thêm gì thì cứ nói nhìn phùng biêu đã quen mắt trong bộ dạng người bán hàng rong dương thần lại cảm thấy người này không phải quá kém cỏi ít nhất anh ta hiểu được vị trí của bản thân mình biết tiến biết lùi tóm lại là không làm gì quá mức tồi tệ ăn được mấy miếng mì uống được vài hớp bia dương thần cảm thấy tinh thần khoan khoái nhưng đột nhiên từ xa bỗng vọng lại tiếng ồn ào huyên náo thằng nhóc đừng có chạy đứng lại còn chạy nữa là tao đánh đấy Đứng lại. Một người đàn ông đang la hét chạy theo một kẻ đang chạy trốn, vừa la to phẫn nộ vừa đuổi theo một cái dáng khá nhỏ bé. Dương Thần tinh mắt nhìn thoáng, tự hoài nghi liệu có phải là mình tưởng tượng, bởi cái bóng đang bị đuổi kia là một người đàn ông mặc chiếc áo trắng ngắn tay, da trắng như tuyết, chính là một đồng nghiệp của hắn, Trần Bác. Trần Bác có vẻ rất hoảng loạn, vẻ mặt hốt hoảng nhằm hướng quán ăn mà chạy, mà đám người đuổi theo anh ta có đến 7, 8 người đang ra sức truy đuổi lại còn chạy nhanh hơn anh ta rất nhiều có vẻ như sắp bắt được anh ta rồi dù dương thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhất định là phải giúp trần bác thế là hắn cầm lấy chiếc ghế dài bên cạnh tiện tay ném mạnh chiếc ghế xoay tròn rồi đập mạnh chúng ngay đùi hai tên đi đầu tiên hai tên này kêu rống lên rồi ngã xuống đám người còn lại cũng bị kinh sợ dừng lại đưa mắt nhìn về phía dương thần rất nhiều vị khách trong quán đã được chứng kiến màn biểu diễn vừa rồi họ đều cảm thấy tình hình có vẻ xấu vội vàng giạt sang một bên không dám tới gần trần bác bỗng nhiên nhìn thấy dương thần nét mặt đầy vẻ kinh ngạc do quá sợ hãi nhưng cũng không thể bỏ mặc mọi chuyện thở hồng hộc chạy lại phía sau dương thần run lẩy bẩy không dám đối mặt với đám người kia trần bác anh chui ở đâu ra vậy dương thần quay đầu lại cười hỏi không biết là vì quá sợ hãi hay vì chạy hết sức trần bác mặt đỏ rực giọng nói đứt quáng hắn ta bọn họ muốn bắt tôi 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 không muốn đi bắt anh bắt anh để làm gì không đợi dương thần hỏi tiếp đám người kia đã đùng đùng nổi giận mắng chửi ầm ĩ mày ăn mật gấu gan hùm rồi hay sao biết bọn tao là ai không hả anh ta là đồng nghiệp của tôi trước khi tôi biết nguyên nhân các người đánh anh ta tôi phải bảo vệ anh ấy dương thần nói trần bác nghe được lời này mắt tự nhiên đỏ lên rõ ràng là vô cùng xúc động thằng nhóc này mày cũng muốn chết rồi hả vậy thì để bọn tao giúp mày được toại nguyện nhé. Có mấy tên côn đồ đã tiến đến sát bên, không nói thêm lời nào ầm ầm xông đến, nhưng Dương Thần lại chẳng coi đám tay chân loạn xị ngậu kia ra gì. Chỉ bằng mấy đòn nhẹ nhàng bằng tay và mấy cái đạp vào bụng đã khiến bọn người hung hăng kia lãnh đủ, cả đám ngã xuống như ngả dạ. Trần Bác đờ người nhìn Dương Thần nhanh chóng giải quyết phiền toái, không thể không nhìn Dương Thần bằng ánh mặt kính nể. Tiểu tử mày đợi đấy, xem đại ca tao xử lý mày như thế nào một tên lưu manh đeo dây truyền bạc gào lên không đợi hắn nói hết câu một tên khác đã kêu lên đại ca đến rồi đại ca đến rồi chỉ nhìn về hướng mấy thằng truy đuổi ban nãy quả nhiên lại thấy một toán khác đang đi đến tên cầm đầu mặc áo sơ mi trắng hai tay đút vào túi quần vẻ mặt bất cần gã chính là kẻ mà đám người kia gọi là đại ca mấy tên lưu manh kia sợ hãi vội vàng đứng dậy hăm hở xông đến định báo cáo với đại ca của bọn chúng nhờ đại ca xử lý dương thần một trận nhưng chẳng thể ngờ còn chưa đến nơi đại ca kia đã chủ động chào mừng anh dương lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau chào tổng giám đốc quách chẳng ngờ lại gặp anh ở đây dương thần suýt chút nữa bật cười thì ra đại ca của bọn chúng lại là quách tử hằng người đã tặng tiền cho mình ngày trước cũng chính là thủ lĩnh của công ty lưu manh ngày đó anh chàng này cầm súng mà không thể khống chế được mình cuối cùng bị mình đánh đến thảm hại hữu duyên thiên lý năng tương ngộ xem ra tôi và anh dương đây rất có duyên thì phải quách từ hàng dường như đã quên mối thủ năm xưa nét mặt tươi cười chủ động bắt tay với dương thần dương thần cũng hào phóng bắt tay với hắn giống như những người bạn lâu ngày không gặp thật tình không biết suy nghĩ thật trong lòng hai người hoàn toàn một trời một vực nếu như đã là tổng giám đốc quách đây thì tôi nghĩ cũng không cần nhiều lời nữa dương thần thản nhiên nói mấy tên lưu manh vừa mới hống hách kiêu ngạo kia đều ngơ ngác nhìn sao đại ca lại diễn bộ mặt thân thiện với tên xa lạ này nhỉ điều này khiến chúng chỉ biết trơ mắt ếch nói không nên lời quách tử hằng nét mặt đờ đẫn cười khổ não anh dương không biết chứ thật ra chúng tôi cũng chỉ sống nhờ vào người khác nhận được mệnh lệnh phải bắt người đang đứng sau lưng anh về nếu không thì quách tử hằng tôi thật tình không biết phải báo cáo thế nào dương thần không ngờ quách tử hằng khá hiểu thực lực của mình nếu hắn động thủ thì sẽ chịu thiệt nhưng vẫn muốn cứng đầu mang trần bác về Rốt cuộc Trần Bác là người thế nào? Tổng giám đốc Quách, người bạn này của tôi lẽ nào đã mắc phải điều cấm kỵ gì hay sao? Hay là anh ta thiếu tiền của các anh? Dương Thần băn khoăn hỏi. Quách Tử Hằng cười khiêm tốn, thở dài nói: "Sao anh Dương không hỏi bạn mình là đã xảy ra chuyện gì?" Dương Thần gật đầu, nhìn Trần Bác. Trần Bác đầu gối run run, mồ hôi ướt đẫm lưng, nhìn thấy ánh mắt dò so hỏi của Dương Thần, khẽ mở miệng: "Tôi tôi tôi họ bắt tôi đi tiếp khách tiếp khách dương thần nhíu mày mặt trần bác đỏ như gấc cúi đầu nói gần như không nghe thấy gì họ muốn tôi đi tiếp một người đàn ông dương thần thoáng giật mình một lúc mới hiểu ý của trần bác nói thật trong lòng cảm thấy có chút quái dị không ngờ trần bác bình thường vốn rất nữ tính lại bị đàn ông khác để ý nhưng bây giờ mà cười thì cũng không hay ho lắm may mà khi còn ở nước ngoài đã thấy không ít chuyện tương tự Dương thần không quá ngạc nhiên, quay lại nói với Quách Tử Hằng. Như thế không được, anh xem bạn tôi không hề muốn, các anh không nên ép buộc anh ấy nữa. Quách Tử Hằng cười khổ. Anh Dương, có anh ở đây, tôi nào dám ép buộc anh ta, chỉ là... Cái người đó, thật sự không thể đùa được, chương 80 kiếp sau sẽ nói. Dương thần đã hiểu, xem ra có thể sai khiến Quách Tử Hằng đi bắt người, cũng xem như là một nhân vật quyền lực, ít nhất cũng là kẻ thủ lĩnh đám lưu manh, kẻ mà quách tử hằng không dám đắc tội nhưng quách tử hằng cũng không đánh lại được ta gã vẫn chưa quên nỗi sợ đối với ta bởi vậy mới định thoái thác trách nhiệm được rồi được rồi không cần diễn cái vẻ mặt hồ ly đâu dương thần cười có vẻ không để tâm cậu cứ báo với người ta tên của tôi nếu muốn kiếm chuyện thì đến gặp tôi tôi đợi ở ban quan hệ xã hội quốc tế ngọc lôi anh dương quả là người thẳng thắn quách tử hằng cười ha ha nhắc nhở bọn thủ hạ Suốt thôi. Dương Thần sao có thể để bọn chúng dễ dàng đi như thế, vung tay bảo. Từ từ đã nào, tôi vẫn chưa nói hết. Quách từ Hằng dừng bước, dự cảm có chuyện không hay sẽ xảy ra, đờ người ra hỏi. Anh Dương còn muốn chỉ bảo gì ạ? À? Dương Thần cười hi hi bảo, "Tổng giám đốc Quách, tôi nhận việc này cũng phải có chút phí giấy tờ." Nói xong lấy hai ngón tay xoa xoa. Quả nhiên là một con quỷ hút máu đội lốt lưu manh trong lòng quách tử hằng đang chửi bới tơi bời, nhưng ngoài mặt chỉ dám biểu lộ vẻ vui mừng khôn xiết, bảo mấy tiểu đệ đằng sau đưa chi phiếu, soạt soạt viết, hai tay dâng đưa dương thần, cười nịnh nọt. Anh Dương nói phải, quách tử hằng tôi còn thiếu suy nghĩ quá. Đám tiểu đệ ngơ ngác nhìn, đại ca nhà chúng ta sao vậy nhỉ? Đã cho người ta tiền lại còn ra vẻ nịnh bợ nữa. Dương thần hài lòng gật gật đầu, búng búng tờ chi phiếu trong tay, tên quách tử hằng coi như mất toi 20.000 đồng hoa hạ, hắn cười nói. Mấy người đi đi, những việc khác tôi sẽ chịu trách nhiệm. Quách tử hằng chẳng dám ở lại thêm, sợ trần trừ thêm phút nào khéo lại mất thêm mấy chục nghìn nữa, y dẫn theo đám thủ hạ vội vàng rút lui, lẩn nhanh như chạch. Nhìn thấy đám người lũ lượt kéo đi, dương thần mỉm cười quay người lại, nhìn trần bác đang đứng ngây người nói. Anh không có gì muốn giải thích với tôi sao? Trần bác nuốt nước bọt, nói quanh co. Cảm, cảm ơn anh, Dương Thần chỉ có vậy thôi sao? Dương thần nửa đùa nửa thật hỏi. Hai tay Trần Bác Vân về mép áo, khuôn mặt đỏ lượng nói không nói nên lời. Dương thần đến góc quán sách mấy chai bia nói với Phùng Biêu đang trốn một chỗ, nói như ép. Ông chủ Phùng, tôi lấy mấy chai nữa nhé, có vấn đề gì không? Đương nhiên, đương nhiên là được rồi. Trong lòng Phùng Biêu đang chửi bới tơi bời, tên này từ trước tới giờ lúc nào cũng là ôn thần, mình đã suy bại đến mức độ này mà vẫn không thoát khỏi tai họa, đám lưu manh này vào đây đánh lộn, có khác nào phá chỗ bán hàng của mình hay sao? Dương thần đưa mắt ra hiệu cho Trần Bác. Đi theo tôi. Suốt đường đi đến đê ven sông ngoại ô hai người đều trầm tư không nói, trong gió hưu hưu, không gian yên tĩnh nhưng có phần kỳ dị. Đến chỗ sườn dốc, Dương thần ngồi trên cỏ, dừng lại, Trần Bác hơi do dự, ngồi xuống bên cạnh. Anh biết uống không? Dương Thần cầm chai bia, bật nắp chai rơi xuống đất. Trần Bác nuốt nước bọt, gật đầu, sau khi cầm chai bia, anh ta uống một hơi dài, nhưng mới uống được vài ngụm thì bị sặc, ho vài tiếng, rồi nước mắt cứ chảy ra, nhưng lát sau đã lấy lại được tinh thần, lại bắt đầu uống từng ngụm lớn, cứ như có thủ oán gì với chai bia. Dương Thần không ngăn cản, tay cũng cầm chai uống vài ngụm. Tử lượng của Trần Bác rõ ràng rất kém, mới chỉ uống vài ngụm mà mặt đã đỏ lừ, mắt lờ đờ gió đêm thổi qua bên sông khiến đầu óc con người tỉnh táo hơn đôi chút trần bác đã uống kha khá hơi thở cũng đều đặn hơn nhiều đột nhiên ném cái chai không xuống đất quay người nhìn thẳng vào mặt dương thần khuôn mặt con trai nhỏ nhắn thanh tú quá mức biểu lộ một vẻ thành thật chưa từng thấy trước đây dương thần anh sau này có coi thường tôi không trần bác hỏi nếu tôi coi thường anh thì đã không cứu anh lúc ở quán ăn dương thần đưa mắt nhìn cậu ta trần bác môi run run nói tôi không phải loại người đó tôi bị ép buộc tôi không thích đàn ông nói thật anh cũng biết tôi là người từ nước ngoài về mà anh ở trong mắt tôi không có gì quái dị đâu nên anh cũng không cần phải giải thích với tôi chuyện đó chuyện của anh cũng không có gì là to tắt cả tôi chỉ muốn biết tất cả chuyện này xảy ra như thế nào thôi dương thần nói trần bác gật gật đầu dường như đã chuẩn bị tâm lý chậm rãi kể lại anh giúp tôi nhiều như thế tôi phải nói thật với anh tất cả cho dù nghe xong anh sẽ khinh thường tôi. Khi tôi còn nhỏ gia đình rất nghèo, nhưng kết quả học tập của tôi lại rất tốt, bởi vì tôi vốn yếu ớt nên ở trường hay bị bắt nạt, nhưng dù sao vẫn được bảo vệ. Tôi lên học ở Đại học Bắc Kinh, vì rất giống con gái nên khi đi học tôi thường bị trêu chọc. Khi tôi học năm thứ ba, đội trưởng đội bóng rổ của trường hẹn tôi đi ăn cơm, nhà cậu ta rất giàu có, tôi không dám từ chối. Nhưng sau buổi ngày hôm ấy, cậu ta cho tôi uống thuốc mê, rồi làm chuyện đó với tôi. Trần Bác nói đến đây, bao nhiêu nước mắt của nỗi khổ sở và căm hận trào ra, không cam chịu. Sau đó tôi mới biết cậu ta thích con trai, nhưng cậu ta nghĩ tôi sẽ không nói ra, tôi cũng không dám báo cảnh sát, bởi ở thủ đô tôi chỉ có một thân một mình không người thân thích, hầu như chẳng có ai có thể giúp đỡ tôi, hơn nữa lúc đó tôi lại sợ mọi người khinh thường tôi, nghĩ tôi là loại người kia, tôi đành chỉ biết nhẫn nhịn, sau lần đó, tên đội trưởng nhiều lần tìm tôi để làm chuyện đó. Nhưng mỗi lần như thế hắn đều cho tôi một ít tiền, số tiền đó giúp tôi sống ở thủ đô dễ chịu hơn một chút, có lúc có nhiều tiền, tôi còn gửi về cho bố mẹ ở nhà, lúc đó tôi nghĩ, chịu nhục một chút cũng thôi, có thể kiếm được ngần ấy tiền còn hơn cam chịu mà không nhận được gì. Nhưng về sau đội trưởng ấy bắt đầu gọi nhiều người đàn ông khác đến, lúc đó tôi mới biết bọn họ có một hội chuyên làm việc này, những người đó đều rất giàu, tôi không có cách nào chống lại, bởi vậy sau khi tốt nghiệp đại học tôi hầu như không hay nói chuyện với người khác, vì sợ sẽ để lộ ra điều gì, người khác sẽ khinh thường tôi. Trong lòng Dương Thần cũng thấy thổn thức, thì ra quá khứ của Trần Bác đã trải qua những chuyện buồn như thế, mặc dù đối với mình, chuyện đó không có gì quá tệ hại, nhưng đối với các sinh viên đại học bình thường ở trong nước, muốn được chấp nhận chuyện đó không phải là điều đơn giản, việc đó không chỉ bán đứng tư cách đàn ông, mà nó còn bán đứng cả linh hồn. Trần Bác nói tiếp, sau này tôi tốt nghiệp, có rất nhiều công ty muốn mời tôi, nhưng tôi vẫn đến Trung Hải, làm như thế tôi mới thoát khỏi đám đàn ông đã tra tấn tôi, may mà tôi thành công, bọn họ hầu như đều đã chán tôi, thế nên tôi làm ở ban quan hệ xã hội quốc tế Ngọc Lôi đến tận bây giờ, những kẻ ngày xưa cũng không bao giờ đến tìm tôi. Nhưng, nhưng, cách đây một thời gian tôi gặp phiền phức, trong một thời gian ngắn mà tôi lại cần rất nhiều tiền. Chuyện phiền phức gì? Dương thần nghi ngờ hỏi khi còn trẻ cha tôi làm việc quá sức nên mắc bệnh lần trước đi khám thì phát hiện bị suy thận phải thay thận mới dù nhà tôi có đỡ nghèo khó hơn trước đây nhưng cũng không có nhiều tiền như thế vậy nên tôi vậy nên anh muốn kiếm tiền bằng cách khác dương thần suy nghĩ một lát rồi hỏi mấy hôm trước tôi gặp một người rất giống anh ở thiên phủ tri quốc người đó là anh sao trần bác ngạc nhiên anh ở thiên phủ tri quốc anh người anh nhìn thấy chính là tôi tôi làm ở đó Thảo nào mới sáng ra mà anh đã ngủ gà ngủ gật, hóa ra là vì buổi tối không ngủ. Dương Thần giật mình, trong thiên phủ chi quốc có phục vụ loại đó? Trần Bác xem ra cũng trở nên cởi mở hơn, nói tự nhiên: Khách nam trong đó nhiều người cũng thích đàn ông, tôi đến đó có lúc nhận được khá nhiều tiền bơ hơ, mặc dù có chút khó chịu, nhưng tối nào may mắn cũng kiếm được kha khá, phụ giúp gia đình. Hơn nữa trước đây tôi đã từng làm chuyện đó rồi, tôi cũng cứ làm liều, ít nhất có thể giúp cha chữa bệnh vậy việc ngày hôm nay thì sao dương trần lại hỏi trần bác cắn môi nói với giọng đau khổ đó là một kẻ biến thái gã đàn ông đó vốn là một thằng điên tôi nhìn thấy gã chơi đùa với những đàn ông khác ở thiên phủ tri quốc cách gã chơi khiến người kia bị tra tấn đến chết lần đó vừa mới thấy tôi đã sợ có lúc nào đó sẽ đến lượt mình tôi luôn luôn trốn tránh nhưng hôm nay gã đó muốn tôi đến tên đại ca lưu manh vừa nãy định bắt tôi dâng cho gã tôi đã không định làm ở đó nữa định ngày mai sẽ xin thôi đi tìm việc ở nơi khác. Anh có biết tên của gã ta không? Dương thần gần như đã hiểu hết đầu cuối sự việc, xem ra tên biến thái mà Trần Bác nhắc đến đã là một kẻ biến thái hành động không biết xấu hổ nữa rồi. Trần Bác lắc đầu. Tôi chỉ biết gã ta họ Chu, bọn họ đều gọi gã là công tử Chu, ngoài ra tôi không biết gì thêm, nhưng có vẻ như quyền lực của gã rất lớn, tên đầu sỏ họ hằng kia thường hay nịnh bợ gã. Dương thần thoáng suy nghĩ rồi gật đầu, cười nhẹ, vỗ vỗ vai Trần Bác. Anh cũng đừng lo lắng quá, nếu bệnh của cha anh thiếu tiền chữa trị thì có thể hỏi mượn tôi, sau này từ từ trả tôi cũng được, dù rằng tôi không giàu có nhưng cũng có thể giúp đỡ bạn bè, hơn nữa, tiền tiêu rồi thì còn kiếm được, chứ người mất rồi thì chẳng còn gì nữa. Cảm ơn anh. Trần Bác không kìm được nước mắt, anh ta lau mắt rồi lại cười bảo. Tôi biết anh là người tốt, nhưng tôi không muốn lại mượn tiền của anh nữa tôi và em gái đã nộp đủ tiền rồi, đã mượn tiền của bao nhiêu anh em bạn bè, em gái tôi thứ tư sẽ đến Trung Hải, định sẽ tìm việc làm ở đây, hai anh em tôi cùng cố gắng làm việc trả nợ. Em gái anh đến Trung Hải làm sao? Không đi học nữa ư? Dương thần vẫn nghĩ em gái Trần Bác đến chỉ để thăm anh trai mà thôi. Trần Bác chua xót lắc đầu. Em gái tôi rất hiểu chuyện, con bé nghỉ học giữa trường, nhưng trường đại học họ bảo lưu thành tích, hai năm sau lại đi học tiếp mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh anh đã nói là không cần mượn tiền nữa thì tôi cũng không ép nhưng nếu cần giúp đỡ gì thì anh cứ nói với tôi tôi rất rảnh rỗi anh cũng biết mà dương thần nháy mắt trần bác đã nói hết tâm sự lớn nhất trong lòng mà thấy dương thần vẫn không hề khinh thường mình tâm trạng tốt lên rất nhiều bất giác đỏ mặt nói dương thần nếu tôi mà là con gái tôi nhất định sẽ cưới anh anh là một người đàn ông đích thực nhìn anh chàng công tử bột trần bác đỏ mặt ngượng ngùng nói ra những lời này, Dương Thần giật mình, gạt tay nói cứng. Chuyện đó, chuyện đó để kiếp sau nói. Ha ha. Audio điện tử võ tấn bền. mươi 81, người chẳng là cái quái gì cả. Sáng hôm sau khi vác theo túi to túi nhỏ đồ ăn sáng đến văn phòng, thì các người đẹp của phòng đều đang díu ra díu rít khác hẳn mọi ngày. Một đám các cô gái trang điểm mỹ miều, phấn thơm nước mũi đang xuống xít tụ tập bên tờ công văn thông báo dán trên tường phòng làm việc, các cô ấy nhìn một lượt bảng thông báo và đang hớn hở bàn tán cái gì đó. Lần đầu tiên mang đồ ăn sáng đến mà không có ai hưởng ứng, Dương Thần hơi bực mình, Hiếu Kỳ chạy lại xem, đó là một tờ thông báo về kỳ nghỉ du lịch tập thể. Phúc lợi ở Ngọc Lôi nổi tiếng khắp Trung Hải về các chính sách đãi ngộ, vậy nên năm nào cũng có tổ chức cho các nhân viên công ty một kỳ nghỉ du lịch, thứ nhất là để nâng cao tinh thần làm việc, hai nữa là để tăng cường tình đoàn kết tập thể. Trương Thái mặt mày hớn hở, nét mặt hồng hào, nhìn thấy Dương Thần đến liền cười vỗ vỗ ngực Dương Thần. Dương Thần, anh xem này, năm nay có rất nhiều địa điểm du lịch để lựa chọn, tôi cũng không biết nên chọn đi đâu nữa. Dương Thần xem kỹ các danh mục lựa chọn trên công văn, đúng là rất phong phú, không chỉ có một lộ trình du lịch nội địa độc đáo từ Vân Điền, Tây Bắc đến Tam Giác Châu, còn có một số nơi ở Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, đương nhiên phí du lịch ở các khu vực khác nhau cũng không giống nhau vậy nên sự sắp xếp cho nhân viên cũng là luân phiên bên tài vụ sẽ cân đối điều chỉnh nếu tiền du lịch còn thừa nhiều thì sẽ chia thưởng cho nhân viên mọi người chọn đi đâu dương thần hỏi tất nhiên là đi nhật bản rồi thời gian này ở đó đang là mùa đông đi như thế vừa vặn có thể đi ngắm tuyết ở hokkaido lãng mạn lắm đó một cô gái tươi trẻ tràn đầy sức xuân nói tôi muốn đi hàn quốc biết đâu lại gặp được mấy anh chàng ngôi sao đẹp trai ấy chứ. Tôi thấy có mà là cô muốn đến đó đi thẩm mỹ thì có, ha ha. Cô muốn chết hả? Đám các cô gái trêu đùa nhau ẩm ý. Lưu Minh Ngọc Hào hứng hỏi. Dương thần, anh muốn đi đâu, không thể không chọn đâu, đây là hoạt động tập thể, không tham gia sẽ bị tập thể coi thường. Cô này, Dương thần vẫn không dự định sẽ đi, dù sao thì mình mới về nước có hơn nửa năm, thực ra không hề có hứng thú đi phiêu diêu nước ngoài nữa nhưng nếu nghe thấy mấy người đẹp sẽ nổi giận đùng đùng mất nên chỉ bối rối nói mọi người đi đâu thì tôi đi đấy thực ra tôi thấy mấy địa điểm trong nước cũng tốt đi xa chẳng thú vị gì cả mấy cảnh đẹp nước ngoài còn thua xa phong cảnh của hoa hạ hừ triệu hồng yến nhăn nhăn mũi anh từ nước ngoài về nên mới nói như thế chúng tôi thì rất hiếm khi được ra nước ngoài đến cả máy bay cũng chỉ mới được ngồi một vài lần Đúng rồi đúng rồi, đến lúc đi cùng chúng tôi, thì tiện thể giúp chúng tôi sách đồ nhé. Trương Thái hào hứng vỗ tay, nói xong thì vui vẻ chạy đi lấy đồ ăn sáng. Giữa lúc văn phòng đang náo nhiệt bàn tán, Mạc Thiện Ni mặc chiếc váy xám nhạt gọn gàng đột nhiên bước vào, dáng người yểu điệu mềm mại, đôi tất trắng ôm sát phía dưới chiếc váy ngắn để lộ đôi chân thon thả, trên tay mang chiếc túi công sở, cặp kính tròn gọng bạc, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đứng đó toát lên một khí chất mạnh mẽ chỉ trong giây lát phòng làm việc bỗng trở nên yên tĩnh, các nhân viên nữ hớt hải chạy về chỗ của mình, ngước mắt nhìn sếp không dám làm ồn nữa. Mạc Thiện Nhi bước vào, tiếng giày cao gót kêu lộc cộp, giọng cô khoan thai cất lên. Kỳ nghỉ là vào mùa đông, có được đi hay không thì phải xem thành tích làm việc của mọi người, đừng trách tôi không nhắc trước. Mãi đến khi Mạc Thiện Nhi bước vào phòng làm việc, đám nhân viên nữ mới nhỏ tiếng thì thầm. Xem ra mấy hôm nay tâm trạng của sếp không tốt chắc là áp lực công việc lớn quá, tuy đã lên chức phó tổng rồi nhưng cũng không dễ làm đâu. Hay là nhiệm kỳ kết thúc sớm? Xuyệt, cẩn thận bị nghe thấy bây giờ. Dương thần có chút khó hiểu, hình như mấy hôm nay Mạc Thiện Ni cũng ít đến chỗ lâm nhược khê, hôm nay cũng không lấy đồ ăn sáng trên bàn mình, xem ra trong lòng đang ngổn ngang tâm sự. Trời nhá nhem tối, đã đến giờ tan sở, Dương thần đang băn khoăn xem có nên đến thăm nhà ông Lý hay không, lâu rồi không liên lạc, trong lòng cũng thấy hơi nhớ cô bé Lý Tinh Tinh, không biết ở trường cô ấy có bị tưởng thạc quấy dày không, nhưng không đợi Dương Thần gọi điện thoại đến thì Vú Vương đã gọi đến trước cho hắn rồi. Cậu à, có người khách đến tìm cậu. Bà Vương nói trong điện thoại. Có khách hả, à, là ai? Dương Thần không nhớ ra người nào mình quen biết mà lại biết địa chỉ nhà mình. Bà Vương hơi ú ớ. Tôi cũng không biết, nhưng xem ra không phải người tốt, trông đều không có vẻ gì đứng đắn, nói chuyện hơi cáu gắt đều, nghĩa là có rất nhiều người ạ. À. Cậu à, hay là cậu cứ về nhà xem tình hình thế nào đã. Vú Vương rõ ràng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi lái xe về đến nhà, vừa mới xuống xe, Dương Thần đã nhìn thấy hai chiếc Passat đen nhưng điều đáng chú ý là biển số, biển 0007 và 0008, chữ màu đỏ nổi bật, mặc dù Dương Thần không nắm rõ về nhiều cơ quan ở trong nước Hoa Hạ, nhưng cũng biết loại xe này chắc chắn là thuộc về nhà nước. Không đợi Dương Thần bước vào cửa, mấy tên mặc áo đen đã bước ra khỏi nhà, vẻ mặt nghiêm khắc, hơi có phần ngạo mạn, bộ ngực to lớn vạm vỡ. "Vị này là ngài Dương?" Một người có vóc dáng cao lên tiếng hỏi. "Mời anh đi theo chúng tôi." Lời nói này hoàn toàn như một lời ra lệnh, Dương Thần tự nhiên thấy bọn họ thật khó gần, ra lệnh cho ta sao? Từ 10 năm trước đã không còn tồn tại kiểu người hay ra lệnh như thế nữa rồi. "Các người là ai?" Tôi không muốn theo các người đi đâu hết, tôi không phải là trẻ lên ba, các người không bắt cóc tôi được đâu." Dương Thần cười nhạt nói. Tên có dáng người cao kiều lạnh lùng nói: "Anh không cần hỏi điều đó, chỉ cần làm theo chúng tôi, anh không có quyền được hỏi." Nước Hoa Hạ từ lúc nào lại trở thành xã hội phong kiến thế này? Cái này xem ra phải xem xét lại về quyền tự do cá nhân rồi, các người không hỏi rõ trắng đen phải trái đã bắt tôi đi cùng, như thế này có khác gì bắt cóc đâu? tên có dáng cao kêu cười lạnh lùng. Dương thần, tôi hỏi lại anh, có đi hay không, anh phí lời với chúng tôi cũng không có tác dụng gì đâu. Lúc này Vú Vương bước từ trong nhà ra, nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra, bà kinh ngạc lớn tiếng quát. Đám người các ngươi làm sao vậy hả? Cậu của chúng tôi không phải là phạm nhân, các người dựa vào đâu mà nói bắt là bắt chứ? Phải biết rằng bây giờ trong lòng Vú Vương, Dương Thần chính là người đàn ông chủ gia đình, cũng là người mà cả bà và Lâm Nhược Khê đều vô cùng yêu quý, mặc dù Lâm Nhược Khê không nghĩ vậy, nhưng Vú Vương từ lâu đã coi Dương Thần như người thân, hôm nay đám người kia đột nhiên định cưỡng ép Dương Thần đi, vẻ mặt không phải người lương thiện, Vú Vương đương nhiên không chịu rồi. Trong mắt tên có dáng cao kia ánh lên vẻ chán nản, hắn khoát tay, đám người mặc Âu phục từ phía sau chạy lên sốc tay Vú Vương đưa vào trong nhà, chẳng thèm để tâm đến việc bà ra sức la hét phản kháng. Nhìn thấy cảnh đó, hai mắt dương thần lập tức cau lại, không thèm chú ý đến vây cánh của đám người kia là ai, là cái sức mạnh bí mật kinh thiên động địa nào ở hoa hạ. Việc này tuy rằng sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, nhưng xem ra lúc này không thể chịu được cảnh bọn chúng cương ép trói tay vú vương vốn yếu đuối. Các người hôm nay không cần phải quay về nữa đâu. Dương thần cho chìa khóa xe BMW vào túi quần, sắc mặt lạnh lùng nói. Tên cao kiều biết rõ được ý định của Dương thần, bất thần lớn tiếng cười. Dương thần, chúng tôi nói là, mời, là đã xem trọng anh rồi, tôi nói thật cho anh biết người đó muốn gặp anh chính là phúc lớn anh tu mấy kiếp mới được đấy, theo ý chúng tôi thì cứ bắt anh như bắt kẻ tính nghi phạm pháp, đỡ rách việc, nhưng người đó lại rất khoan hồng độ lượng, muốn gặp mặt anh trước và không tán thành việc đó, người đó cho rằng anh thông thuộc mấy ngón công phu, nhưng trong mắt chúng tôi, anh chẳng là cái quái gì cả. Anh nói lắm lời thừa thái quá đấy. Dương thần không kiên nhẫn thêm nữa tiến dần về phía tên cao kiều mắt tên cao kiều trượt lóe lên một tia độc ác hắn quát lớn bắt lấy hắn vài tên lực lưỡng mặc đồ tây nhanh chóng tiến đến dương thần đôi tay như kìm sắt định giữ chặt lấy tay dương thần dương thần đương nhiên không để cho bọn chúng được vừa ý không đợi cánh tay của họ chạm vào vai đôi tay dương thần đã tạo thành hình móc câu mổ vào tay của hai tên thủ hạ nhẹ nhàng mà đầy sức mạnh á à, hai tên hộ pháp gần như không thể phản ứng kịp thấy hai tay chỗ bị đánh đau thấu xương nhưng không đợi bọn chúng tiếp tục động thủ, dương thần lại giang rộng hai tay, kẹp chặt cổ của hai tên hộ pháp, đập thật mạnh vào nhau. ầm, um, hai tên đập đầu vào nhau, chẳng mấy chốc đã mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. các người lên hết cả đây, tôi chán đánh từng người một rồi. dương thần lại đi về phía tên cao kiều, khuôn mặt lạnh lùng toát lên một chút điên cuồng. những kẻ này thực sự đã làm ta tức giận, đã lâu máu nóng trong người không sôi sục như thế này tên cao kiều cuối cùng cũng đã nhận ra rằng vấn đề không đơn giản, vẻ mặt nghiêm trọng, cơ bắp khắp người cũng căng thẳng, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho năm, sáu tên cùng vây chặt lấy dương thần. Mấy kẻ này rõ ràng đã được rèn luyện nhiều về chiến thuật bao vây, hơn nữa lại được huấn luyện kỹ năng võ thuật của bộ đội đặc trùng, vì thế động tác nhuần nhuyễn, ra đòn tàn độc, khi đã lâm trận thì cực kỳ chú ý và kiên quyết. Người ta vẫn thường nói rằng, người càng đông sức mạnh càng lớn, có đông người thì kiếm được nhiều củi, nhưng khi đứng trước một sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều trở nên yếu ớt bạc nhược. Không đợi mấy tên đó cùng bao vây lại đồng loạt tấn công, Dương Thần thẳng tay tóm chặt lấy cổ tên Cao Kiều. Ông nghĩ đơn giản quá đấy. Tên Cao Kiều cho rằng Dương Thần vốn khinh thường mình nên mới ra tay trực tiếp như vậy, hắn nổi giận đùng đùng xoay người thật mạnh, đá trúng cánh tay Dương Thần. Dương Thần không khỏi cười thầm, cánh tay hoàn toàn không có dấu hiệu gì thay đổi, đồng thời chụp lấy tên Cao Kiều, cánh tay bị cái chân đi giày ra kia hung hăng đạp vào nhưng vẫn không hề hấn gì, vẫn nắm chặt như cú cổ của tên cao kiều. Trong lòng luôn tự hào, tên cao kiều hiểu rằng đôi chân mình có sức mạnh ghê gớm, cho dù là một khối đá cẩm thạch thì chắc chắn cũng bị vỡ vụn rồi. Tiểu tử này mình đồng ra sắt hay sao? Dương thần cũng chẳng cho hắn nhiều thời gian để suy nghĩ, sau khi ra đòn nhanh như chấp, trực tiếp tóm cổ được tên cao kiều, dùng sức bóp chặt, từ từ lúc đánh lúc nghỉ, rồi lại nâng tên đó lên khỏi mặt đất dễ như nâng một con chim nhỏ. mấy tên thủ hạ còn định tấn công nhìn thấy cảnh này đều run sợ không nói nên lời. vốn tưởng rằng tên nhóc phát mũi chưa sạch này sẽ bị đại ca đập gãy tay, chứ ai ngờ được đòn cước mạnh như thế của đại ca cũng chẳng ăn nhầm gì cả. tên cao kiều bị nhấc lên khỏi mặt đất nhẹ như đang nhấc một con búp bê vải, gã không ngừng khoa chân múa tay định tấn công dương thần, nhưng dương thần mới chỉ hơi động thủ, tên cao kiều đã thở dốc sắc mặt tái nhợt mồ hôi túa ra như tắm, gần như chẳng còn sức lực để phản kháng. Câu này giờ trả lại cho người đấy, người chẳng là cái quái gì cả. chương 82, Nhà Ga Dương thần nói thản nhiên, thuận tay vung lên thẳng tay quật tên cao kiều ném lên chiếc xe Passat cao cấp có rèm che. Tấm bản thép dày cứng của chiếc xe đức khiến tên cao kiều vô cùng đau đớn, đột nhiên bị một cú như búa tạ đập khiến gã bị chấn động phun cả máu tươi ra ngoài. Đội trưởng, Mấy tên mặc đồ tây khác thấy tên Cao Kiều bị hạ gục dễ dàng như thế mà đối thủ lại không hề hấn gì thì vô cùng kinh sợ, vội chạy lại xem vết thương của tên Cao Kiều như thế nào, nhìn Dương Thần mà thấy giờ tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào. Tên Cao Kiều thở hồn hển, trong mắt ánh lên vẻ vừa sợ hãi lại vừa không cam tâm, lau máu dính trên miệng, run run nói: "Đi, đi trước đi." Mấy tên thủ hạ như chút được gánh nặng, vội vàng mở cửa xe chui vào, hấp tấp cho xe chạy khỏi biệt thự dương thần cũng không lái xe đuổi theo nữa dù sao thì vú vương trong nhà cũng đang kinh sợ hơn nữa xem ra bọn này có hậu thuẫn không hề tầm thường cũng không phải là đã đến bước đường cùng dương thần cũng không muốn làm kinh động tới mức long trời lở đất trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời dương thần hiểu rằng mặc dù bản thân hoàn toàn có thể làm được những việc mà người khác không thể nào làm được nhưng nó lại có thể khiến những người xung quanh mình bị tổn thương dương thần không cam tâm để chuyện đó xảy ra bởi vậy mà học được hai chữ nhẫn nhịn Tất nhiên là sự nhẫn nại của con người cũng chỉ có giới hạn thôi. Khi bước vào trong biệt thự, quả nhiên hắn thấy Vũ Vương đang ngồi lau nước mắt trên sàn nhà, thấy Dương Thần bước vào, Vũ Vương đứng dậy nắm chặt tay Dương Thần. "Cậu à, cậu có sao không?" Nhìn thấy những giọt nước mắt lo lắng của Vũ Vương, Dương Thần bỗng cảm thấy ấm lòng. "Tôi đương nhiên là không sao rồi, đã khiến Vũ phải lo lắng rồi, cho tôi xin lỗi nhé." "Cậu đừng nói như thế." Rõ ràng là thái độ của những kẻ đó không tốt, có chuyện gì mà không bàn bạc được chứ, xem ra bọn chúng thuộc loại có chức có quyền, rất có uy lực. Vũ yên tâm, nếu như bọn chúng lại đến thì Vũ đừng có làm gì, cứ gọi thẳng điện thoại cho tôi, chúng không dám làm gì đâu. Dương thần nói như đinh cóng cột. Vũ vương khẽ cười rồi lại thở dài. Thật ra tôi có chịu chút oan ức cũng không sao, nhưng chỉ lo cho cậu thôi, cậu à, có phải là cậu chót chọc dẫn nhân vật tai tiếng nào rồi không? Nhìn họ có vẻ là người làm trong nhà nước, khi lão phu nhân của chúng ta ở nhà đã nói, dân không đấu lại được với quan, dân đen sao dám chống lại quan chứ? Nếu có thật là cậu có chuyện gì phiền phức thì có thể nói với tiểu thư, tiểu thư cũng có quen biết với một số quan chức cấp cao, biết đâu còn giúp được chút ít. Dương Thần lắc đầu. Tôi không chọc giận ai cả, tôi cũng không biết họ đến đây làm gì, chuyện này vú không được nói với Nhược Khê, để tôi tự giải quyết là được rồi thấy Dương Thần không muốn nói nhiều, Phú Vương vào bếp chuẩn bị bữa tối, cuộc sống vẫn phải trải qua theo lẽ thường như nó vốn phải như thế. Dương Thần bước vài bước trong đại sảnh, suy nghĩ một hồi, cuối cùng bấm số điện thoại. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Trương Hổ vẫn giọng thô kệch như mọi khi cất tiếng. Dương Tiên Sinh, hiếm khi thấy anh gọi điện thoại cho tôi đấy, ha ha. Dương Thần chẳng còn tâm trí để nói đùa, nói luôn. Trương Hổ, lần này có việc cần nhờ anh giúp, tôi cần mấy anh em có bản lĩnh một chút, giúp tôi âm thầm bảo vệ một nơi và một người. Ở đầu kia điện thoại Trương Hổ đột nhiên chứng lại, trần trừ một lát rồi nói với Dương Thần. Anh Dương, có tiểu thư Sắc Phi muốn nói chuyện với anh. Sắc Phi, cô ấy ở chỗ anh sao? Dương Thần ngạc nhiên, liền cười khổ, vốn định cố ý giấu Sắc Phi nên mới gọi cho Dương Hổ mượn người, ngờ đâu nòng súng lại chĩa đúng họng rồi giọng của sắc phi vẫn thật ngọt ngào cho dù dương thần không nhìn thấy mặt cô nhưng cũng vẫn có thể tưởng tượng được sắc phi lúc này đã nắm được điểm yếu của đối phương nên đang mỉm cười đắc thắng chồng ơi cần người sao không hỏi thẳng em đây này sao lại muốn hỏi trương hổ thế hả lời nói của sắc phi thẳng thắn khiến dương thần á khẩu giọng nói có chút tâm trạng là anh sợ khiến sắc phi của anh bận rộn cương ạ à? nghe nói mấy ngày hôm nay em đều phải đối phó với hội tây minh nên anh nghĩ chút việc nhỏ này không cần làm phiền đến em thôi mà không thể nói như thế được chỉ cần là việc của chồng thì cho dù có bận đến đâu em cũng phải đích thân làm chứ nói đi anh cần người làm gì nào sắc phi dí dỏm hỏi dương thần biết rõ sự tinh tế của cô gái này chắc chắn là không thể giấu được cô ấy cũng đành nói dạo này anh gặp phải một vài điều phiền phức quấy dày hôm nay còn đến thẳng chỗ anh ở anh nghĩ không biết em có thể cho vài người nhanh nhẹn một chút đến bảo vệ ở xung quanh nhà anh được không đương nhiên không thể khiến người trong nhà bị thương quan trọng nhất lúc này là phải thật nhanh có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào ồ là chỗ anh và chị cả ở đấy hả trước đây anh không chịu nói cho em biết rốt cuộc là ở đâu chứ dương thần cho rằng việc này không thể tùy tiện nói ra nhưng lúc này đây cũng chẳng còn cách nào khác có lẽ sau này rồi cũng sẽ biết nên cứ nói thẳng ra Sắc phi nghe xong thì cười khanh khách nói: "Có thể ở trong Long cảnh huyền thì đều là những nhà quyền quý hàng đầu ở Trung Hải, chồng nói như thế khiến tình nhân như em thấy có chút áp lực. Thôi được rồi, em không cần phải chế giễu như thế đâu, sau này có cơ hội thì sẽ để hai người gặp mặt, nhưng bây giờ thì không được, anh sợ đêm nay người ta sẽ cắt điện." Dương Thần bất đắc dĩ nói: "Lại không được gặp mặt, mất mặt quá." Sắc phi lắc đầu: "Em muốn gặp thì sẽ đi gặp." Đây là chuyện của phụ nữ, đàn ông không được tham gia." Dương Thần lo lắng nói. "Sắc phi, Cưng ơi, em sẽ không dùng luật sang hồ chứ?" Sắc phi cười ha ha, không chút dè dặt, nghĩ đến việc người ở đầu dây bên kia đang run rẩy. "Chồng ơi anh thật biết đùa, em nào dám chứ, nhiều lắm em cũng chỉ dám xin một chút không gian nhỏ bé ở ngôi nhà rộng thênh thang ấy thôi, lấy lòng còn không kịp ý chứ, thật sự phải ra tay thôi, không để cho chồng được nghỉ ngơi rồi." Dương Thần cười bối rối, sau khi bàn bạc xong với Sắc Phi về việc bảo vệ Vũ Vương, hắn đồng ý hai ngày nữa sẽ qua Rose để thăm cô ấy rồi cúp điện thoại. Về bệnh viện, Dương Thần không lo lắng, hơn nữa không nhắc đến việc những người đó có biết mối quan hệ của mình và Lâm Nhược Khê hay không, cứ cho là biết, chắc cũng sẽ không dám làm bừa. Lâm Nhược Khê là một nữ doanh nhân nổi tiếng, có liên lạc với các bộ ngành chính phủ thì không thể chỉ là một người ra tay mà đơn giản không suy nghĩ. Sắp đến buổi trưa ngày tiếp theo, Tại nhà ga phía tây của Trung Hải, tiếng còi tàu vang lên, chiếc tàu cũ kỹ chậm chậm tiến vào sân ga. Trên ban công, vẻ mặt ung dung của Dương Thần và nét mặt nôn nao của Trần Bác tạo thành một cặp đối lập hoàn hảo. Dương Thần đang hút thuốc, hai mắt lim dim như đang buồn ngủ, ngồi trên ghế gỗ hỏi Trần Bác đang ngồi bên cạnh. "Anh nói là chuyến này, nếu tôi nhớ không nhầm." "Không sai, tôi tuyệt đối không thể nhớ nhầm được." Trần Bác rất phấn chấn đây là lần đầu tiên em gái tôi đi xa lần này đến trung hải khiến cả nhà tôi đều lo lắng sao tôi có thể nhớ nhầm được chứ em gái anh học đại học ở tỉnh tứ xuyên luôn à trần bác đáp bằng giọng có chút buồn bã trước đây nó cũng thi đỗ trường đại học luật ở bắc kinh nhưng nghĩ đến việc phải chăm sóc cha mẹ nó đành chọn trường đại học ở tỉnh nhưng năm nào cũng có học bổng thành tích cũng rất tốt hai anh em nhà anh đều học giỏi thật đấy dương thần cười nói không giống tôi, chưa từng học hành bao giờ." Trần Bác nghi ngờ nói. "Dương Thần, không phải là anh tốt nghiệp đại học Harvard hay sao? Sao lại bảo chưa từng đi học?" Dương Thần cười ngượng ngùng, cũng không giải thích, cũng không thể nói ra rằng là do bà hiệu trưởng trường Harvard muốn lấy lòng mình mà cấp cho cái bằng tốt nghiệp đó, có lấy một xe cũng được. Một lúc sau, tất cả các toa tàu đều mở ra, hành khách đều lục tục mang túi lớn túi nhỏ hành lý xuống tàu, nhìn xung quanh rồi bắt đầu ra khỏi ga trần bác không thôi ngóng cổ tìm kiếm bóng dáng em gái không thể không lo lắng khi mọi người đã đi gần hết mới bỗng nhiên bật cười như thể vừa chút được gánh nặng nói cuối cùng cũng đến rồi anh ơi một giọng nói trong trẻo mang cả niềm vui từ tận đáy lòng vang lên từ phía một toa tàu cách đó không xa dương thần đứng dậy quay đầu nhìn chỉ thấy một cô gái tóc tết bím sợi tóc hơi lòa xòa mặc chiếc áo may mỏng màu vàng chiếc quần bằng vải đai rộng thùng thình tay sách một chiếc túi du lịch cũ kỹ đang chạy đến. Khi đến gần mới thấy cô gái gầy nhom, giống hệt như Trần Bác, nước da cũng trắng như tuyết, nét mặt tinh tế. Vì trời nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái lấm tấm mồ hôi, nụ cười hồn nhiên ngây thơ, các cô gái thành phố phần lớn đều không có được vẻ trong sáng tự nhiên như cô bé này, vẻ đẹp khiến mắt người ta sáng ngời. Trần Bác ôm em gái thật chặt, rồi lại ân cần hỏi han mọi chuyện trên đường đi, chuyện gia đình, phải chừng khoảng gần nửa tiếng đồng hồ mới dừng lại đột nhiên nhớ ra có dương thần đang ở bên cạnh trần bác bối rối cười nói xin lỗi anh tôi xúc động quá hơn một năm rồi không được gặp em gái hai anh em anh giống nhau lắm có lẽ nào là song sinh không dương thần cảm thấy nếu trần bác là con gái thì chắc chắn họ sẽ là hai đóa hoa tỉ muội khiến sao xuyến lòng người trần bác cương chiều xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của cô em gái nói có phần tự hào bạn bè họ hàng đều nói như thế nhưng tôi sinh sớm hơn mấy năm dù vậy anh em tôi còn thân thiết hơn cả song sinh anh vị này là ai ạ à? cô gái nhìn dương thần có phần sợ hãi cảnh giác hỏi trần bác vội giới thiệu đây là đồng nghiệp cũng là bạn của anh dương thần anh dương thần chào anh dương thần em tên là trần dung trần dung đỏ mặt không biết là do vì chạy hay do thẹn thùng đừng lo lắng Hôm nay anh làm tài xế cho em, anh là bạn của anh trai em mà, không phải là cấp trên đâu, em cứ làm vẻ kính trọng như thế, anh không có lì xì, cũng chẳng phát tiền lương cho anh trai em đâu." Dương Thần mỉm cười, Trần Dung bật cười. "Anh Dương Thần đến đón như thế này em rất cảm kích." Vẻ hài hước của Dương Thần cũng khiến cô bé thoải mái hơn, ba người vừa cười vừa nói, chậm chậm ra khỏi sân ga. Mới đi một đoạn, ánh mắt Dương Thần bỗng liếc về phía ban công phía xa có một bóng người quen thuộc đang đứng ở đó, một mình, mặc chiếc váy màu xanh lam, phong thái tao nhã, hơn nữa người phụ nữ ấy không phải ai khác mà chính là cấp trên của mình, Mạc Thiện Ni. Mạc Thiện Ni dường như không nhìn thấy mấy người dương thần, có vẻ như vẫn đang chờ đợi một ai đó, tâm trạng nặng nề. Lúc này còn phải đưa anh em Trần Bác về, dương thần cũng không định chỉ lên chào hỏi, nhìn một lát rồi thôi cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Vào trong xe, Trần Dung nhìn mọi thứ trong xe có chút rụt rè, lại có phần hiếu kỳ nhưng cũng không dám nghịch ngợm linh tinh. Nhưng chỉ một lát sau, Trần Dung cũng không quan tâm đến mấy đồ vật kỳ lạ ấy nữa, ngồi ghế cứng tàu hỏa đã mệt lắm rồi, lại phải lặn lội đường xa như thế, Trần Dung thấy mí mắt cứ híp lại, vài phút sau đã tựa lưng trên ghế sau ngủ ngon lành. Dương thần nhìn thấy từ kính chiếu hậu, khẽ nói với Trần Bác. Em gái anh đến Trung Hải làm thì định tìm việc gì? Trần Bác Trìu mến nhìn Trần Dung đang ngủ trên ghế sau, cười khổ nói: "Từ từ tìm thôi, tôi cũng đang kiếm chỗ làm, bây giờ việc làm không đòi hỏi bằng cấp càng ngày càng ít, tôi không muốn Tiểu Dung làm ở những chỗ như tôi làm, tôi muốn tìm cho nó chỗ nào an toàn và sạch sẽ hơn." Dương Thần nghĩ một lát rồi nói: "Tôi có một nơi có thể giới thiệu cho em gái anh, lương sẽ không cao lắm, nhưng tuyệt đối an toàn, anh xem xem thế nào." Chương 83, lần đầu tiên của người ta mà Chỗ mà Dương Thần giới thiệu cho Trần Bác chính là quán rượu Rose của Sắc Vi, quán rượu này thuộc tầm trung, không phải vì Sắc Vi không muốn mở rộng mà và quán là do mẹ của Sắc Vi để lại, vì thế theo như ý bà thì cứ để quán như thế còn ý nghĩa hơn nhiều so với việc biến quán thành trốn kinh doanh. Sau khi sắp xếp hành lý của Trần Dung vào căn phòng trọ nhỏ bé của Trần Bác xong xuôi, ba người cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản tại một quán ăn nhỏ rồi nhanh chóng tới quán Rose. Ban ngày quán rất hiên ắng ngoài nhân viên phục vụ ra thì hầu như không có khách như vậy cũng thích hợp để dương thần dẫn hai anh em họ tới sau khi nhận ra đây là một quán rượu trần bác có chút lo lắng hỏi dương thần con phố này buổi tối rất phức tạp tôi thấy hơi lo lắng tôi đã nghĩ giúp anh việc này rồi tôi và chủ quán ở đây rất thân thiết hoàn toàn có thể nhờ người đưa tiểu dung về nhà vào buổi tối trần bác không hỏi thêm nhiều nữa sau khi bước vào quán rượu Nhìn xung quanh thấy quán sắp xếp bài trí rất trang nhã lịch sự liền gật đầu, quán rượu kiểu này nhìn có vẻ khá đàng hoàng. Tiểu Triệu một nhân viên phục vụ của quán thấy Dương Thần đi vào thì lập tức lấy lại tinh thần, khẽ cười hỏi. "Anh Dương sao hôm nay lại rảnh rỗi ban ngày đến đây thế này? Lại còn dẫn cả bạn đến nữa." Dương Thần chào mấy người phục vụ trong quán, nói: "Sắc Phi có ở quán không? Tôi giới thiệu cho cô ấy một nhân viên mới đây. Cô chủ vừa mới ngủ chưa dậy." tôi đi gọi cô ấy đến nhé. Tiểu triệu vui vẻ nói xong thì chạy vào phía trong. Sắc Phi chọn ở tận trong cùng là không muốn cho ai biết, bởi vậy Dương Thần quyết định ở ngoài đợi cô ấy cùng với hai anh em Trần Bác. Lát sau, Sắc Phi mặc một chiếc váy dài màu trắng ánh kim bước ra nhẹ nhàng, khuôn mặt trái xoan không trang điểm còn đang mơ màng với thân hình thước tha gợi cảm và vẻ đẹp chín mùi, thật là một cô gái kiêu sa kiểu diễm. Trần Bác và Trần Dung đều ngơ ngẩn nhìn Sắc Phi đang mỉm cười tiến lại, Họ chẳng thể tin chủ nhân của quán rượu lại là một cô gái trẻ xinh đẹp như này. Dương Thần, anh giới thiệu cho em nhân viên nào mới thế? Có người ngoài, sắc phi tinh ý gọi thẳng tên của Dương Thần, dáng vẻ đoan trang từ tốn. Dương Thần chỉ về phía Trần Dung. Đây là bạn anh và em gái của anh ấy, vừa mới từ tứ xuyên lên, nhà có xảy ra chút chuyện nên phải bỏ trường đại học đến trung hải làm thêm kiếm tiền trả nợ. Anh nghĩ chỗ này khá tốt, có thể làm ở đây thì cũng sẽ yên tâm hơn sắc phi nhanh chóng hiểu được ý định của dương thần bắt đầu đánh giá trần dung cẩn thận trần dung thấy sắc phi đang mỉm cười ngắm mình bằng đôi mắt đầy ẩn ý thì không khỏi đỏ mặt tim đập thình thịch cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt sắc phi em tên gì sắc phi cúi người thân mật hỏi han giống như chị gái đang hỏi em mình vậy trần dung là chữ dung trong liên dung hoa sen ạ à. trần dung khẽ đáp lời sắc phi khẽ cười đừng căng thẳng cứ nghe chị nói này Mặc dù em là người do anh Dương Thần giới thiệu, nhưng chị cũng vẫn phải dạy em làm từ những việc đơn giản nhất, bưng bê, quét dọn vệ sinh, làm mấy việc này vừa mệt lại bẩn, nếu khách tức giận có khi em còn bị mắng nữa, em có chịu được không? Em chịu được ạ, à, ở nhà em chăm sóc cha mẹ, những việc đó em đều làm cả rồi, em cũng đã từng làm thêm ở mấy nhà hàng ăn nhanh ngoại quốc nữa. Trần Dung đáp vội. Sắc Phi cười đầy hàm ý, giơ tay xoa xoa hai má Trần Dung vậy sau này em cứ làm ở đây chị sẽ bảo mấy người tiểu triệu giúp đỡ dạy bảo em nếu có gì khó khăn thì cứ nói với chị đừng khách sáo chị sẽ không để nhân viên của mình phải chỉ ức hiếp đâu vâng ạ à. mắt trần dung long lanh nước mỉm cười hồn nhiên sau khi tiểu triệu đưa trần dung đi làm thủ tục hợp đồng họ trao đổi vài việc trần bác vốn không dám mở miệng trước mặt sắc phi đột nhiên cất tiếng cảm ơn cô tôi biết dương thần là một người tốt cô là bạn của dương thần Tôi nhờ cô và mọi người giúp đỡ chăm sóc con bé. Nói xong Trần bác cúi dặp người xuống. Sắc phi giờ khóc giờ cười đỡ anh ta dậy, nói. Em gái anh trong sáng như nước suối khiến người ta phải cảm động. Xã hội bây giờ rất hiếm. Nói thật, tôi đang thiếu một cô gái giống như cô bé làm trợ lý. Nếu như em gái anh đồng ý, thực lòng tôi rất muốn để cô ấy bên cạnh mình. Dạy cô ấy một vài việc chỉ sợ anh trai cô ấy không đồng ý thôi. Nghe xong câu này. Trong lòng Dương Thần thấy ngạc nhiên, nhìn Sắc phi bằng ánh mắt kỳ lạ, không ngờ là Sắc phi có ý định thu nhận đồ đệ, chẳng trách ban nãy ánh mắt cô nhìn Trần Dung có chút phức tạp, vừa mới nghĩ đến việc cô gái trong sáng Trần Dung bị tỉ tỉ hắc ám chỉ bảo là Dương Thần chỉ muốn bật cười. Trần Bác làm sao biết được thân phận thật của Sắc phi là nữ vương của thế giới ngầm ở Trung Hải, cho rằng lời của Sắc phi là do sự nghiệp kinh doanh mà muốn mang theo Trần Dung, sao có thể không vui mừng, vội nói. Chỉ cần Tiểu Dung đồng ý, tôi là anh trai nó cũng sẽ thuận theo cô sắc phi không đời nào lại làm hại chúng tôi tôi yên tâm lắm anh tin tưởng dương thần và tôi đến như vậy sao sắc phi cười lạ lùng hỏi lại trần bác gật đầu thành thật tôi tin tôi vừa nghèo lại vừa vô dụng dương thần vẫn quan tâm đến tôi giúp đỡ tôi không giống người khác vẫn khinh thường tôi tôi mà không tin anh ấy thì tôi chẳng bằng loài súc vật cô chủ sắc phi là bạn của dương thần người xưa đã từng nói như tầm nghiêu mã tầm mã dương thần là người vô cùng tốt vậy cô sắc phi bả của dương thần đương nhiên cũng là người đáng tin cậy rồi sắc phi không kìm nổi liền phi cười anh dễ thương hơn dương thần đấy lời nói cũng rõ ràng rành mạch anh đã nói như thế đấy nhé tôi sẽ mặc định là anh đã đồng ý cho tôi mang trần dung theo sau này đừng có nói là do tôi tự quyết đấy nhé trần bác cười đỏ mặt không sẽ không thế đâu tôi nói câu này cô sắc phi đừng để ý nhé ngoại trừ chủ tịch công ty tôi thì cô là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp đấy người như cô sao có thể làm điều gì có lỗi với mấy kẻ tiểu tốt như chúng tôi chứ ha ha chủ tịch công ty anh ư đôi mắt diễm lệ của sắc phi lóe lên nhìn dương thần bằng ánh mắt đầy ẩn ý vậy chắc là đẹp như tiên nhỉ chán dương thần lấm tấm mồ hôi không dám nhìn thẳng mặt sắc phi trần bác nào biết nội tình nói với vẻ có phần sùng kính đúng vậy lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy đã ngẩn ngơ cũng giống như hôm nay nhìn thấy cô sắc phi vậy nhưng người trong công ty tôi đều rất kính trọng cô ấy rất nhiều người coi cô ấy là thần tượng sắc phi cười nhạt gật đầu nói vài câu với trần bác về chuyện gia đình rồi nói với dương thần dương thần em có chuyện muốn nói riêng với anh tối nay anh có rảnh không dương thần thấy rõ vẻ mặt sắc phi có nghĩa anh không đến là chết chắc đấy cứng đơ người nói rảnh anh nhất định sẽ đến ha ha. Khi giải quyết xong việc của Trần Dung, Dương Thần vui vẻ chờ hai anh em về phòng trọ, Trần Bác nhanh chóng sắp xếp chỗ cho em gái, cũng không đi làm nữa. Một mình Dương Thần không có việc gì, sắc phi hẹn buổi tối, đi đến bệnh viện thăm nhược khê thì sợ gặp người khác, Lý Tinh Tinh thì chắc là giờ này đang ở trường, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có đến công ty chơi trò chơi thôi. Nhưng vừa định quay về quốc tế Ngọc Lôi thì điện thoại đổ chuông, người gọi điện đến khiến Dương Thần chẳng hiểu là ai, mãi sau mới nhíu mày nghĩ ra người đó chính là đường đường vừa mới nhấc điện thoại thì đầu bên kia đã nghe tiếng nói vui vẻ của đường đường chú ơi chú đang ở đâu đấy có chuyện gì sao dương thần thấy cứ hỏi rõ trước thì hơn con bé này phiền phức lắm đường đường nói dứt khoát hôm nay cháu thi xong rồi chiều nay được nghỉ nên muốn mời chú đi ăn cơm lần trước chú đã đồng ý rồi không được từ chối đâu đấy dương thần nghĩ lại chuyện đó xoa xoa bụng nói hôm nay chú không đói muộn một chút nhé không được chú là người lớn sao lại keo kiệt thế chứ cứ nhất định là mời chú ăn cơm thì chú mới đi cùng cháu hay sao cháu đang đứng một mình trên phố chán lắm này chú cùng cháu đi chơi đi hai tiếng sau rồi đi ăn cơm đường đường cầu khẩn cô bé nũng nịu khiến dương thần bối rối lưỡng lự đề nghị cháu về nhà đi cha mẹ cháu lẽ nào cũng không quan tâm cháu hay sao hừ Họ mới không có thời gian quan tâm đến cháu, chẳng có ai yêu thương cháu, họ ngày nào cũng bận suốt ý. Thế bạn bè cháu đâu? Đều là một lũ trẻ con ngốc nghếch lắm. Đường Đường xem ra đã bắt đúng mạch Dương Thần, cứng rắn không bằng mềm mỏng thật. Dương Thần rất bực mình, tội nghiệp con bé, cha mẹ không ai yêu thương, giống hệt lúc mình hồi nhỏ, cho dù được đi xe Porsche nhưng những tâm hồn non nớt vẫn rất cô đơn. Được rồi, thế cháu đang ở đâu để chú đến đón? Dương thần cũng không có việc gì, đi cùng con bé cũng không sao, mặc dù gặp mặt cũng chẳng có gì hay ho. Ở ngã tư chỗ giao nhau của phố 4 và phố 13 nhé, chú mau mau đến đi, cháu mặc váy ngắn màu hồng nhạt. Đường đường khanh khách cười cúp điện thoại. Dương thần bất đắc dĩ thở dài. Đúng là nhóc con vắt mũi chưa sạch. lẩm bẩm một hồi, Dương thần dùng sức nhấn ga xe. Chưa đầy 15 phút, Dương thần đã nhìn thấy đường đường mặc chiếc váy hồng đáng yêu, Cô bé đội mũ che nắng, khuôn mặt xinh xắn hồn nhiên, thật khó mà tưởng tượng đứa con gái hư hỏng đêm trước mình gặp lại có cái dáng vẻ đáng yêu đến vậy. Đợi Đường Đường lên xe rồi, Dương Thần không kìm nổi lời khen. "Cháu mặc thế này nhìn xinh lắm, xinh hơn cái đứa người không ra người quỷ không ra quỷ hôm trước nhiều đấy." Đường Đường không bằng lòng bĩu môi. "Như thế mới mốt, nhưng chú chẳng hiểu gì cả, cùng lắm thì cháu đóng vai em gái ngoan ngoãn ngây thơ trước mặt chú là được chứ gì?" với cháu thì có khác đấy dương thần lẩm bẩm hỏi đi đâu bây giờ dạp chiếu phim trung hải đi xem phim nhé đường đường thốt lên cháu đã sắp xếp trước đấy à dương thần thấy như mình bị trúng kế chắc không phải là tìm kế chọc tôi đấy chứ đường đường nghiến răng giận dỗi lôi từ trong cái túi màu xanh lá ra hai cuộn tròn màu trắng trường phát vé xem phim là phim nói về chủ nghĩa yêu nước cháu thấy không nên lãng phí dù sao thì cũng không có việc gì làm thì đi xem thôi chú thấy việc này có hại cho chú lắm sao phim này hay dương thần nhìn thấy hình ảnh chiến sĩ giải phóng dân tộc in trên vé cười bảo chú thích xem các phim có liên quan đến lịch sử hoa hạ tại sao đường đường nghi ngờ hỏi vì chú không biết những câu chuyện đó dương thần nói thản nhiên hiểu rõ về lịch sử nước mình thì mới yêu nước cách làm như trường cháu là đúng đấy đường đường lại bĩu môi đều là lời sáo rỗng hơn nữa vé xem phim mỗi đứa một đôi nhưng cả lớp chỉ có mình cháu lẻ loi đi xem thôi lại còn có một ông chú đáng ghét nữa cùng lắm thì lúc ngồi xem cúng ta ngồi riêng ra cháu ngồi chỗ cháu chú ngồi chỗ chú dương thần vừa nổ máy vừa nói không được đường đường bỗng nhiên đỏ mặt nhăn nhó xoa xoa tay dáng vẻ không hợp lắm so với tuổi của cô khẽ nói người ta lần đầu đi xem phim với con trai, sao lại ngồi riêng được. Dương thần phanh gấp, suýt nữa đâm phải chiếc xe đằng trước. chương 84, bát nhã. Suốt dọc đường đi đến cửa dạp phim, đường đường giống như một chú chim nhỏ cứ ôm chặt lấy một tay dương thần, dựa sát vào người hắn điệu bộ như một cô gái đang hạnh phúc lắm. Cháu làm cái gì vậy hả? Đóng giả bạn gái của chú, một nam một nữ đi vào như thế này mới dễ nhìn, nếu không thì sẽ bối rối lắm đường đường nói không chút giấu giếm. Dương thần xoa xoa đầu. Cháu cũng chẳng giống em gái, trẻ con mà đòi đóng giả người lớn. Cháu có bé đâu nào? Đường đường dần dỗi thu tay. Chú xem ngược cháu này. Vừa nói đường đường vừa chỉ tay vào chỗ cổ áo mình, chiếc áo cổ tròn hơi ôm sát người, đường đường lấy tay định mở cổ áo ra. Cháu làm gì vậy? Dương thần vội giữ tay đường đường. Giữa đường giữa chợ đông người như thế này, cháu mở cổ áo ra để làm gì cho chú xem đường cong của bản tiểu thư đường đường đắc y nói dù bây giờ vẫn chưa đến cỡ c nhưng hai năm sau thì sẽ lớn hơn ít nhất là sẽ được cỡ d chú cứ so của cháu với của mấy bà vừa sinh em bé thì thật không công bằng chú phải so của cháu với những cô gái khác đang đi trên phố kìa xem có của ai to bằng cháu không mặt dương thần xám lại con bé hư hỏng đột nhiên trở thành cô bé ngoan hiền thật khó mà chấp nhận điều đó hắng giọng không được xem thường những người phụ nữ đã hoàn thành thiên chức làm mẹ, họ có đóng góp rất lớn trong việc tạo ra thế hệ tương lai cho nhân loại. Không phải là tại đàn ông các người gây ra hay sao, còn giả vờ cao thượng gì chứ? Đường đường bĩu môi. Thôi, Dương Thần cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì sẽ bị thua thiệt nên nói. Chúng ta vẫn đi xem phim chứ. Không có cách nào biến cô bé này trở thành em gái rồi. Sau khi túm con bé như túm con cún vào dạp, Dương Thần đã hiểu, nhìn những đôi nam nữ thanh niên xung quanh, còn có những người tầm trung niên dắt nhau đi xem phim, lại thấy mình và đường đường cũng khá đẹp đôi. Tính cách đường đường vẫn như một đứa trẻ, cô bé mua một hộp bỏng ngô, còn mua cho Dương Thần và mình coca và nước chanh rồi mới đi vào trong. Thời gian chiếu bóng có hơi lâu, trên màn bạc là cảnh bộ đội nhân dân anh dũng quả cảm giết địch. Dương Thần không kìm nổi liền hỏi. Phim này sao lại không chiếu vì sao họ giết người nhỉ, không có bối cảnh lịch sử à? chú nghĩ là gì, phim về chủ nghĩa yêu nước đều như thế này hết, như thế là để nói với ta rằng xây dựng khó vậy đấy, có bao nhiêu người chết đi, những cái khác nếu chú muốn biết thì xem sách lịch sử ý. Nhưng thế này thì giả quá, đạn bay như ong vỡ tổ, người tại sao còn có thể đứng đó mà nói nhiều như vậy? Dương thần dở khóc dở cười nói. Đường đường nhìn hắn như nhìn kẻ có bệnh. Chú ơi, chắc là chú chưa bao giờ xem thể loại phim này trước đây hả? hơn nửa năm trước chú mới về nước đúng là chưa từng xem bao giờ dương thần thật thà nói đường đường ngạc nhiên như thể vừa phát hiện ra một lục địa mới thật sao chú ở nước ngoài về thật sao nhìn không ra đấy cháu còn tưởng chú là hộ nhà giàu mới nổi ở vùng núi mới ra chứ dương thần không thèm để ý nói tùy thôi dù chú không phải là nhà giàu mới nổi nhưng gọi người khác là nhà giàu mới nổi thì chính là mình đang ghen tị với người ta mà thôi cháu thấy đúng không hừ miệng lưỡi ba hoa nhưng đúng là có lý xem xong một bộ phim đường đường đã dựa vào vai dương thần ngủ ngon lành dương thần bất đắc dĩ đành phải lay cô dậy đường đường lúc này mới mơ màng tỉnh dậy lau nước miếng còn dính bên mép cười ngây ngô thật ra cô bé này có lúc rất đáng yêu dương thần nghĩ vậy ra khỏi phòng chiếu Đường đường ban nãy uống đầy một bụng nước ngọt vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, mấy chục phút sau mới chạy ra, Dương Thần cũng chỉ biết mỉm cười. Khi hai người ra khỏi dạp, những bóng đèn nêu ông đầu đường đã sáng trưng đủ màu sắc, trong ánh đèn huyền ảo, người qua người lại tấp nập, cuộc sống về đêm của thành phố đang bắt đầu. Ngoài trời hơi lạnh, gió vù vù khiến đường đường khẽ dùng mình, cô bé nắm chặt tay áo Dương Thần. Chú ơi, đi nhanh lên đi, chúng ta đi ăn lẩu, hôm nay trời lạnh thật. Dương thần cũng cảm nhận được mùa thu đang về, đồng ý gật đầu. Đúng lúc này, có bóng hai người đàn ông mặc Âu phục chạy về phía dạp chiếu phim, cúi chào đường đường. Tiểu thư, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi, mời theo chúng tôi về. Một người trong số họ lễ phép nói. Đường đường cau mày. Các người là do cha cử đến sao? Đúng vậy, lão gia đang đợi tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi. Đường đường bối rối nhìn Dương thần. Chú à, không sao, chú tiễn cháu, lát nữa chú về nhà ăn cơm cũng được. Dương thần nói với hai người đàn ông. Dẫn đường. Hai người đàn ông nhìn nhau, rồi làm tư thế mời. Đường đường hiếu kỳ nhìn Dương thần, rồi vui vẻ gật đầu. Hai người đàn ông một trước một sau, đường đường ôm tay Dương thần, đi về phía một ngõ nhỏ hưu hắt ánh đèn phía sau dạp chiếu phim, ánh sáng trong ngõ ảm đạm. Gió thổi vào con ngõ nhỏ vù vù khiến đường đường không khỏi giận dữ nói các anh dẫn đường kiểu gì thế, làm gì mà đi vào cái ngõ bé xíu thế này. Người đàn ông đi đằng trước bỗng dừng bước, nét mặt không cảm xúc quay người lại, khuôn mặt của họ trong ngõ nhỏ trở nên trắng bạch, đôi mắt bình thản nhìn hai người chăm chăm. Người đàn ông phía sau cũng dừng bước nhìn hai người không chớp mắt. Ngõ sâu hun hút, lúc này xung quanh không có lấy một bóng người, vắng lặng tĩnh mịch. Đường đường ngạc nhiên, dáng vẻ hoang mang, không hiểu xảy ra chuyện gì. Đường đường dương thần nhẹ nhàng hỏi cháu có nhận ra hai người này không không ạ à. đường đường đáp nhưng bên cạnh bố cháu có rất nhiều người như thế này nên không nhận ra cũng là điều bình thường có thể mà dương thần mỉm cười nói vậy mà cháu đi theo họ về cháu có giống đổ mốc đâu vậy phải làm sao bây giờ đường đường bĩu môi sao lại dừng lại đi thôi vừa dứt lời hai gã đang đứng yên bỗng động thủ toàn thân như cung tên nhắm vào dương thần. Dương thần thản nhiên né sang một bên, mũi chân chạm đất, toàn thân bay lên, mượn lực của tường ngõ nhẹ nhàng thoát khỏi vòng kẹp của hai người đàn ông. Nhưng vẫn chưa hết đòn, hai gã áo đen vòng người chuyển hướng định đánh úp dương thần. Dương thần di chuyển trên không, mũi ám khí của hai gã xẹt qua hai bên. Nhưng không đợi mũi tên rơi xuống đất, hai tên lại tiếp tục ra đòn, trên tay đột nhiên xuất hiện hai con dao găm sắc lạnh, đột ngột đâm vào thắt lưng Dương Thần. Hai chân Dương Thần lấy phản trọng lực để tạo lực tung cú đá, hất văng hai lưỡi dao găm. Cùng lúc đó hai tên kia lại bắn ra bốn vật gì đó trông như tia chớp lóe lên. Dương Thần không dám lơi lỏng, đã có sự phòng bị tiến về phía trước, nhảy lên một bước để cơ thể cân bằng mới tránh được đòn của bọn chúng. Kiếm trong tay, Dương Thần hạ xuống rồi mới cười hiểm nói: Nhìn lối ra đòn này có vẻ như là thuộc cấp thượng đẳng rồi, các người thuộc tổ chức nào vậy? Hai tên không biết đã lùi xuống tự bao giờ, lúc này mới nhìn lại chúng, toàn thân đều là một màu đen, bên hông dắt hai lưỡi lê ngắn, chỉ lộ hai con mắt bén ngót như dao găm đang chừng chừng nhìn Dương Thần. Đường Đường gặp phải sự cố đột ngột nên vô cùng kinh hãi, gương mặt tái nhợt, sau khi vội chạy lại sau lưng Dương Thần, một tay ôm chặt lấy lưng hắn, run lên bần bật. Bọn, bọn chúng là ai? dương thần không quay đầu lại đáp đừng sợ họ không làm hại cháu được đâu tất nhiên không sợ rồi giọng của đường đường vang lên từ phía sau nhiệt độ giảm xuống đột ngột một âm thanh trầm ấm ngọt ngào lại cất lên minh vương quan tâm một chút đến bản thân anh đi dương thần di chuyển một chút lùi ba bước hướng về phía đường đường hai người hướng mắt nhìn nhau chỉ thấy đường đường còn hoảng sợ khi nãy vụt trở nên vô cùng xinh đẹp dáng vẻ yêu kiều quyến rũ những tia sáng lóe lên trong mắt, giống như một con rắn độc đang thẻ lưỡi phun nọc độc. Ai ra, thật không thể đỡ nổi. Dương thần không kìm được thốt lên câu nói như trong một tiểu phẩm, cười khổ nói. Cháu làm gì với chú vậy hả? Đường đường, khanh khách cười đáp. Không có gì, chỉ là một loại độc tố phối trị gia truyền đặc biệt thôi. Sau khi thấm vào da thì sẽ truyền khắp cơ thể. Trong vòng 5 phút có thể làm mất năng lực cảm ứng thần kinh, nói giống như tạm thời trở thành phế nhân. Đương đương, Vừa mới nói xong Dương Thần đã thấy toàn thân mềm nhũn, dần dần hai chân không còn đứng vững ngã quỵ trên mặt đất. Ha ha ha, người phụ nữ không nhịn nổi cười lớn. Xem ra ý kiến của thủ lĩnh quả không tồi, Minh Vương hữu danh vô thực, cũng chẳng có gì khó đối phó cả. Dương Thần ngẩng đầu cười yếu ớt. Thuật dịch dung thi độc và thủ đoạn hạ độc của ngươi quả nhiên rất cao tay, chắc là cấp thượng đẳng, đạt đến trình độ siêu đẳng của ninja rồi đúng thế thì sao nào? Kẻ mạo danh đường đường đi đến trước mặt Dương Thần, quỳ xuống, chỉ một ngón tay vào Dương Thần nói bằng giọng ngọt ngào. Minh Vương các hạ, người nhìn ra thân phận thật của ta có phải là đã quá muộn rồi không? Dương Thần lắc đầu. Không muộn, hiện nay trong số các ninja Nhật Bản, đạt tới trình độ ninja, lại am hiểu thuật dịch dung thi độc chỉ có một mỹ nhân bậc nhất, là bát nhã. Thật là vinh hạnh, Minh Vương các hạ lai nhận ra tiểu nữ đây. Bát Nha thấy bị lộ thân phận cũng không lo lắng, cười khanh khách, thản nhiên xé toạc quần áo, để lộ bộ đồ ninja màu tím sẫm bó sát thân người. Thân hình Bát Nha cực kỳ nóng bỏng, bộ đồ ninja hầu như không giấu được bộ ngực nở nang, lớn tới mức muốn được tùy ý bứt ra ngoài, thắt đáy lưng ong, cặp mông đồ sộ, cặp đùi trắng bóc lộ ra ngoài, khuôn mặt đẹp long lanh phơi phới sức xuân, khiến người ta hồn siêu phách. Một trong ba ninja giỏi của hội Bát Kỳ quả nhiên lợi hại, dương thần nhìn say sưa vào nữ ninja quen thuộc trước mắt không biết hai vị thiên cầu và hồ ly đã đến hoa hạ chưa ta trông đợi họ khá lâu rồi bát nhã ngấm ngầm khinh thường dù sao cũng chỉ là một tên đàn ông nhìn thấy phụ nữ đẹp mà mê mẩn thôi cười lạnh lùng đáp minh vương thật thành thơi đấy còn rảnh quan tâm xem hội bát nhã chúng tôi có bao nhiêu người cơ à hôm nay chúng tôi chẳng phải là đến nói chuyện phiếm với ngài xin minh vương các hạ đừng có quanh co Dương Thần vẻ mặt ngỡ ngàng nói: "Vậy cô đến đây làm gì?" Nụ cười tươi trên khuôn mặt Bát Nhã vụt tắt ngấm, giọng lạnh như băng. "Đá thần, chúng ta muốn đá thần." Chương 85: Hoa Vũ. "Đá thần gì?" Dương Thần nhíu mày, vẻ mặt mơ hồ đáng thương vô tội. Bát Nhã đặt hai tay bắt chéo trên ngực, những đường cong bị ép chặt thu hút sự chú ý, thân hình mềm mại gập xuống rồi liền bật lên, một mùi hương ngây ngất quyến rũ tỏa ra không cần giả vờ giả việt trước mặt ta khuôn mặt bát nhã không chút biểu cảm nói nhiều năm trước mi hầu như đã dùng sức mạnh của mình phá hủy hoàn toàn zero tuy rằng xem ra sức mạnh của mi không như đồn thổi hoặc có thể trước đây mi nhờ vả được sức mạnh nào đó số đá thần mà zero có được trong lần tiêu diệt đó đều bị biến mất hết tất cả các thế lực đều đi săn tìm tung tích của zero nhưng đều không thu hoạch được gì chỉ cần là người có đầu óc đều có thể hiểu ra rằng đá thần đã nằm hết trong tay mi cũng chỉ có mi là kẻ hiểu rõ nhất về giá trị của đá thần. Bát nhã thấy dương thần không có phản ứng gì, hư giọng nói. Nếu như mi ngoan ngoãn ở trong vương quốc của mi thì có lẽ chúng ta còn có vài phần kiêng nể, nhưng nếu mi đã cố tình kiếm chuyện trở về hoa hạ, hơn nữa còn bỏ qua các thủ hạ của ngươi, vậy thì đừng trách chúng ta đã hành động như thế, chúng ta không động thủ thì sớm muộn cũng có kẻ khác động thủ thôi, chỉ là bọn họ vẫn kiêng nể mi, bao gồm cả đám người nước hoa hạ viêm hoàng thiết lữ vô tư trung thành kia, chỉ có điều bọn chúng không nhìn xa trông rộng như bọn ta mà thôi, Minh Vương cũng chẳng cần nghi ngờ chúng ta có đem mi thiêu dụi thành cho không. Trong mắt chúng ta chỉ có thiên hoàng của đế quốc Nhật Bản thôi. Ừ, Dương Thần vã vã vào miệng nói. Có thể ngươi không biết, nước hoa hạ hiện nay không còn chế độ phong kiến nữa rồi, ngươi nhắc đến vương với hoàng gì gì đó là có người đến bắn bỏ đấy. Ai chứ? Bát nhã nhíu mày cười bảo. Mi cho rằng còn có ai có thể cứu ngươi sao? chưa dứt lời một trong hai tên ninja đột nhiên ngã ngửa kẻ nào bát nhã lập tức thủ thế không hề hoang mang nghe ngóng xung quanh tên còn lại cũng không vì đồng bọn ngã xuống mà nao núng trong tay bật lên hai lưỡi dao sáng lóe cảnh giác nhìn xung quanh đúng lúc này ở phía đầu hẻm nhỏ một bóng đen bay đến nhẹ nhàng nhảy trên mấy tấm chắn mưa phong thái duyên dáng giống như đang biểu diễn cẩn thận nhìn thấy điều bất thường bát nhã lùi một bước vừa mới nhắc nhở một câu cũng là đã muộn rồi phút một âm thanh như tiếng gió lướt rất nhỏ để có thể nghe thấy tên ninja còn lại cũng không kịp né tránh trên đầu đột nhiên có một lỗ nhỏ máu túa ra không ngừng tên ninja thượng đẳng không thể hiểu được ngã vật xuống đất trong hẻm chỉ còn lại một mình bát nhã bát nhã nhìn thứ bị bắn xuống dưới chân là một loại ám khí nhỏ bé giống như cây đinh sắc mặt nghiêm trọng ngẩng đầu lên nhìn thấy người đã hạ xuống mặt đất nói là hoa vũ của viêm hoàng thiết lữ sao? Nhảy từ trên xuống là một cô gái có vóc dáng cao gầy, mặc một chiếc áo phông đen bó sát và chiếc quần bò, đường cong đầy đặn mà không khoa trương, mái tóc dài bay phất phơ trong gió đêm nhẹ chạm vào khuôn mặt hờ hứng, giống như một đóa hồng đen nở trong đêm tối. Đây không phải là nơi mà các ngươi nên đến. Giọng nói của hoa vũ có chút huyền ảo, nhưng cảm xúc ẩn giấu trong đó lại rất rõ ràng, cô rất phản cảm với người phụ nữ trước mặt mình. Bát nhã định thần, cười khanh khách nói: "Không ngờ Minh Vương và Viêm Hoàng Thiết Lữ lại hợp tác, không ngờ lại phái Hoa Vũ một trong số đám bát bộ đến đây bảo vệ, tin tức này nếu truyền ra ngoài không biết các bang hội ở quê nhà làm nhiệm vụ duy trì hòa bình bên ngoài ở các nước khác sẽ nghĩ như thế nào, phải rồi, lẽ nào đá thần đã được giao vào tay nước Hoa Hạ?" "Thảo nào ngươi chỉ đạt được đến cấp Ninja, không thể nào thăng cấp nữa, xem ra mức độ thông minh của ngươi cũng chỉ có hạn thôi." Dương Thần đột nhiên đứng thẳng người dậy, phủi bụi trên quần, nụ cười đầy ẩn ý. Nếu như ta cần sự giúp đỡ của cô ấy thì ta đã chết cách đây 10 năm rồi. Nghi sao lại? Khuôn mặt bát nhã cuối cùng cũng đã biến sắc, vẻ mặt ngạc nhiên cực độ. Sao Nghi có thể đứng dậy được? Vẫn có thể đứng dậy được mà, vừa nãy là đùa chơi với cô thôi. Dương thần lại nhìn sang phía hoa vũ đang im lặng, nói. Hơn nữa nếu tôi không diễn màn kịch này, thì cô gái này không biết tới khi nào mới suốt đầu lộ diện tôi không muốn lúc nào cũng có người bám đuôi bát nhã giận dữ đỏ mặt từ đầu mi đã biết ta đóng giả sao ban đầu ta chỉ nghi ngờ thôi bởi vì khi ngươi từ nhà vệ sinh đi ra trên đầu lưỡi không có màu vàng của nước chanh đương nhiên ngươi có thể cho rằng khả năng quan sát của ta có chút biến thái nhưng chẳng qua ta chỉ tình cờ nhìn thấy thôi dương thần nói tiếp sau đó ngươi lại bất ngờ đi theo hai người đàn ông lạ mặt hơn nữa ta thấy trong mắt chúng có vẻ rất tôn kính ngươi chứ không mang vẻ gì là quan tâm thân thiết, chỉ có thể nói là khả năng diễn xuất của các người vẫn chưa đạt. Nên mi vẫn tiếp tục lợi dụng ta. Bát Nhã cảm thấy vô cùng nhục nhã, đòn dịch dung mà cô hiểu rõ nhất lại bị tên háo sắc này nhìn xuyên thấu. Sai rồi, là hội bát kỳ các người tự tìm phiền phức đấy chứ, ta đâu có mời các người, phải vậy không tiểu thư Hoa Vũ? Dương thần nháy mắt với Hoa Vũ cô gái trẻ trung sinh đẹp này là người của viêm hoàng thiết lữ, là một thành viên của nhóm người bát bộ bỉ long gia thần bí, cũng không thể tưởng tượng nổi, dương thần cảm thấy gương mặt của cô gái này rất quen. Hoa vũ không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi lại. Anh không bị trúng độc. Dương thần lắc đầu. Có, nhưng lượng chất độc chưa đủ, chưa thể hạ gục tôi. Bát nhã nhìn dương thần như nhìn một quái vật, nói một cách khó tin. Không thể nào, Loại độc này chỉ cần một tí là đã hạ được một con voi, mi. Mi là đồ quái vật." Dương Thần cười nhe răng. Hiệp khách ngươi đoán đúng rồi đấy, tiếc là không thể tặng thêm điểm cho ngươi. Ngươi tốt nhất là để ý tới mình một chút đi." Hoa Vũ giơ tay lên, trong tay nắm một khẩu súng lục ánh bạc. Bát Nhã hiểu rõ, loại súng này không thể bắn đạn, nhưng có thể bắn ra thứ không kém hơn viên đạn, là một loại vũ khí sát thương vô thanh, là thứ mà giới sát thủ vẫn thường hay sử dụng nhưng từ lâu đã nghe nói, hoa vũ của nhóm bát bộ xuất thân từ đường môn, bởi vì kế thừa thuật mạn thiên hoa vũ, nên có biệt hiệu là hoa vũ. Ám khí sát thương của cô, ngoại trừ dùng súng thì có thể dùng bất cứ chỗ nào trên người. Vốn chỉ là một hoa vũ, mà bát nhã một trong ba cao thủ ninja thượng đẳng không việc gì lại phải sợ hãi, có khả năng liều mạng, nhưng phía sau cô ta còn có một tên nguy hiểm ngấm ngầm khó lường trước, thái độ không rõ ràng, bát nhã hiểu không thể tấn công muốn chạy thì chạy nhanh đi. Dương thần hiểu được suy nghĩ của bát nhã, nói như thúc giục. Bát nhã nhìn hắn oán hận, đứng đó mơ hồ, cuối cùng giống như một làn khói nhanh chóng biến mất. Hoa vũ nhíu đôi lông mày thanh tú, đôi mắt như sao lóe lên, khẩu súng chuyển sang tay trái, người xoay sang bên trái, hai ám khí hình đinh vọt ra. Vù, chỉ nhìn thấy hai mũi ám khí xẹt qua như một theo một quỹ đạo, không đâm vào vách tường xi măng một vài mảnh vải rách màu tím sẫm bay phất phơ rồi rơi xuống đất bát nhã biến mất hoàn toàn trong con ngõ nhỏ heo hút thuật biến thân hoa vũ có chút không cam chịu thu súng về chất vấn dương thần anh có khả năng giữ cô ta lại sao lại không ra tay dương thần nhún vai tôi mà ra tay khác nào nói tôi và các người là bạn anh là người hoa hạ sắc mặt hoa vũ lạnh lùng cô ta là kẻ địch của nước chúng ta bắt cô ấy thì càng có thêm nhiều địch dương thần nói đợi lần sau cô ta xuất hiện tôi chắc chắn sẽ ra tay nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ đồ đàn ông hèn nhát hoa vũ khinh thường nhìn dương thần xoay người bỏ đi dương thần cũng không giận dữ chỉ đang nghĩ đến một chuyện vội gọi lai like. đừng đi vội cô rất giống một nữ sĩ quan cảnh sát hai người có phải là chị em không nói thực lòng hắn chẳng để ý gì đến bát nhã nhưng chỉ thấy cô gái hoa vỗ trước mặt thật sự rất giống thái nghiên hoa vỗ bước đi một bước không quay đầu lại chỉ nói nhỏ đó là em gái tôi thì ra là thế dương thần cười hì hì gật đầu thì ra là hai chị em hắn lại hỏi vậy còn đường đường thì sao cô đã cứu con bé chưa cô bé an toàn rồi nhưng quần áo bị lột sạch sau khi tôi báo lại cho vệ sĩ của cô bé thì đưa cho quần áo rồi bây giờ có lẽ người ta đang đón về đấy Dương thần hài lòng gật đầu. Cô làm việc tốt lắm, xem ra để cô theo tôi cũng tốt đấy chứ. Nhiệm vụ của tôi thất bại rồi, sau này sẽ không đi theo anh nữa đâu, xác mấy người này lát nữa sẽ có người xử lý, anh mau đi đi. Hoa Vũ nói xong thì bước nhanh khỏi con hẻm nhỏ. Audio điện tử võ tấn bền. chương 86, thế này mới là anh. Đến cuối cùng vẫn như trước chỉ còn lại một mình Dương Thần quay trở lại đường lớn, Đường đường phải mời cơm để kết thúc đoạn cuối của vở kịch, tuy nhiên nha đầu đó đã đủ đáng thương rồi, đi nhà vệ sinh bị người ta giả mạo đánh cháo, còn lột hết quần áo, Dương Thần cũng không mong rất nhanh cô có thể nhớ đến việc mời mình ăn cơm. Ngẫm nghĩ một lúc cũng không có chỗ ăn cơm, nhìn trời cũng không còn sớm, liền đi ô tô tới quán rượu Rose, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Khi đến quán rượu Rose, bên trong đã có không ít người đang uống rượu nói chuyện, gần đây quán thay đổi phong cách trong đại sảnh vang lên giai điệu lông của mozart khách không nhiều nhưng bầu không khí xung quanh so với đến những quán rượu lung tung lộn xộn khác tốt hơn nhiều khiến dương thần có chút bất ngờ là trần dung trên người đang mặc bộ trang phục nhân viên phục vụ không ngờ đã đi là rồi thiếu nữ sau khi tắm xong thuần khiết như một cây bách hợp mặc lên người bộ trang phục trắng đen đan xen như vậy mất đi trạng thái mệt mỏi lúc đầu lộ ra sự trẻ trung hồng hào đặc biệt là gương mặt xinh đẹp vẫn còn chút trẻ con trắng nõn như tuyết mịn màng như hoa. Nhìn thấy Dương Thần đi vào, Trần Dung có chút thẹn thùng gọi một tiếng. "Dương đại ca." Dương Thần biết Trần Dung vẫn chưa quen, trêu ghẹo nói: "Nếu bọn tiểu Trần ức hiếp cô hãy nói cho tôi biết, tôi giúp cô đánh bọn họ." Mấy người tiểu Trần nghe thấy câu này, hô to kêu oan. "Anh Dương chúng tôi đâu dám, đây chính là anh đề cử, bà chủ tự mình chăm sóc, chúng tôi nịnh bợ tiểu Dung còn không kịp, làm sao dám ức hiếp cô ấy?" Trần Dung nghe xong mỉm cười, cảm động nói một tiếng. "Cảm ơn." Sau đó liền chạy đến phía sau giúp đỡ. Nhìn bóng dáng Trần Dung, Dương Thần cũng thoải mái cười cười, rồi sau đó đi vào hành lang phía sau quán rượu, cũng không biết Sắc Phi rốt cuộc muốn nói với mình cái gì, nhưng ít nhất trước tiên cũng để mình ăn cơm rồi hãy nói. Đi vào trong phòng ngủ lớn tràn ngập mùi thơm cơ thể mê người đó của Sắc Phi, không thấy bóng dáng cô đâu. Lỗ tai nhạy bén của Dương Thần rất nhanh chú ý đến, trong toilet một bên gian phòng, vọng ra tiếng nước tí tách. Đang tắm. Dương Thần cảm thấy mình nên đi cẩn thận hỏi dò một chút, có phải cần giúp đỡ hay không, như lau chùi bộ phận nào đó ở phía dưới, hoặc là muốn mát xa trong nước không, cho dù là cần một khán giả xem dáng vẻ tắm rửa cũng được. Tóm lại, Dương Thần cảm thấy mình có rất nhiều lý do vào xem sắc vi tắm. Chân tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thủy tinh ra bên trong hơi nước mờ mịt chiếc gương bị dính đầy hơi nước khúc xạ tạo ánh sáng dịu nhẹ khiến cả phòng tắm có vẻ mờ ám mà sáng bóng khi dương thần muốn tới gần phòng tắm làm khó sắc phi để tiếp xúc thân mật dương thần phát hiện sự việc có chút không đúng trong phòng tắm mờ ảo kia tuy rằng bọt nước văng khắp nơi nhưng có vẻ như không có bóng dáng xinh đẹp kia của sắc phi bị trêu chọc dương thần lập tức quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy sắc phi vẻ mặt cười tinh nghịch đang đứng đối diện cửa ra vào sát cửa sổ, bộ dạng đắc ý như một nhà siếc ảo thuật trêu đùa khỉ thành công. Người phụ nữ này càng ngày càng không đáng yêu, Dương thần căm giận nghĩ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh trên mặt, sau khi mở cửa phòng tắm, tắt vòi nước bên trong, nói. Sắc phi cục cưng, anh cảm thấy không tắm vẫn nên tắt vòi nước là tốt hơn, tiết kiệm điện nước là thói quen tốt. Sắc phi rốt cuộc không nhịn được cười khanh khách, nghiêng ngả một trận, mới miễn cưỡng cố nén cười nói. Lần này cuối cùng thắng anh rồi, xem ra biện pháp đối phó anh tốt nhất, chính là dùng biện pháp trêu đùa con sói háo sắc. Nói rồi, anh đây là quan tâm vấn đề tiết kiệm điện nước. Dương thần đánh chết cũng không thừa nhận, ngồi lên trên giường, ngửa đầu nằm xuống, quyết định chuyển chủ đề, nói. Anh vẫn chưa ăn cơm. Sắc Phi cũng không nói ra, sờ cầm ngẫm nghĩ một chút, nói. Muốn nếm thử tay nghề của em không? em biết nấu cơm. Dương thần có chút không tin, chỉ cả xã hội đen nấu cơm. Sắc phi lườm hắn một cái, đi đến trước mặt một bờ tường trắng trong phòng, hơi dùng lực đẩy, bức tường không ngờ là một cánh cửa gỗ che đậy rất tốt. Sau khi cửa gỗ mở rộng, bên trong xuất hiện một nhà bếp 7, 8 mét vuông, y hệt một gian bếp tinh xảo trong gia đình nhỏ. Dương thần há hốc miệng. Anh tại sao không biết có chỗ này? Sắc phi thầm oán hận nhìn hắn một cái mỗi lần anh đến chỉ làm chuyện xấu với em, đâu có quan tâm chuyện trong cuộc sống của em đâu. Dương thần bị nói một hồi xấu hổ gượng gạo cười, mình hái được đóa hoa tươi kiều diễm này, nhưng ngày thường quả thực làm sao không để tâm chăm sóc. Sắc Phi cũng liền dừng lại, khôn ngoan lập tức hỏi. Anh yêu, anh muốn ăn gì? Tùy ý, đầy bụng là được. Dương thần thật không có yêu cầu đặc biệt. Tay nghề của Sắc Phi vẫn là có trình độ không ngờ, lúc Dương Thần cầm được một đĩa cơm rang thịt bò điểm suyết rau mùi, ngay lập tức bắt đầu ăn uống vui vẻ. Sắc Phi còn bưng lên một bát canh cải bẹ trứng hoa, phối hợp như vậy mặc dù đơn giản, nhưng lại rất phù hợp Dương Thần kiểu người trời sinh khổ cực làm nhiều này. Sau khi ăn xong, Sắc Phi lại lấy ra tờ khăn ướt cẩn thận lau miệng, giống như người vợ nhỏ ngoan ngoãn hầu hạ chồng, bộ dạng chuyên tâm đó sắp khiến xương cốt Dương Thần yếu mềm rồi. Tiếp theo, Sắc Phi lại đem bát đũa thu dọn sạch sẽ, mang vào trong bếp rửa sạch dương thần thì mở tv xem tin tức dường như giống một gia đình bình thường vợ chồng tan làm ở nhà hai người ăn ý ai cũng đều không nói gì làm xong tất cả mọi việc sắc phi đóng cửa nhà bếp thời gian một bữa cơm dường như chưa từng xảy ra chậm rãi sắc phi đi đến ngồi bên cạnh dương thần thân thể mềm mại tự nhiên mặc chiếc váy ngủ bằng lụa trong suốt ngã vào lòng dương thần xê dịch người để mình tìm được một tư thế thoải mái yên lặng như vậy cùng dương thần xem tin tức cảm ơn một lúc sau sắc phi nhẹ giọng lẩm bẩm nói cảm ơn cái gì dương thần hỏi em thích như vừa rồi có thể nấu cơm cho anh ăn thích ngồi bên cạnh anh xem anh ăn hết cơm em nấu đợi em thu dọn bát đũa anh liền ngồi ở chỗ cách không xa em xem tv em có thể cảm nhận được anh ở bên cạnh em mà không phải trong cả căn phòng chỉ có một mình em dương thần yêu thương sờ sờ khuôn mặt sắc phi anh cũng thích nếu lượng thức ăn mà em xào nhiều chút thì tốt Thật hy vọng sau này hàng ngày có thể như vậy, tuy nhiên không thể được. Anh sẽ cố gắng để nó trở thành có thể." Dương Thần nói. "Anh rất ít khi hứa hẹn với phụ nữ, em nên tin anh. Vì sao từ sau khi anh tiếp nhận em, nói chuyện không giống lúc trước?" Ánh mắt sắc vi mơ mơ màng màng nhìn Dương Thần. "Trước đây anh chưa bao giờ yêu cầu em tin anh, bởi vì anh không cho phép em không tin anh, là anh sợ em phải không?" "Sợ mất đi em." Dương Thần khẽ lắc đầu nắm chặt tay sắc phi trên thế giới này không có đàn ông sợ phụ nữ chỉ có đàn ông tôn trọng người phụ nữ của mình nhưng những người đàn ông là thủ hạ của em họ đều sợ em sắc phi nhìn dương thần bởi vì họ không phải đàn ông của em em là phụ nữ của anh dương thần nói sắc phi thản nhiên cười đây mới là anh dương thần cưng chiều nhéo mũi cô được rồi nếu như nghe được lời em muốn nghe được tiếp theo nên đem những lời em muốn nói nói cho anh nghe anh không tin em đặc biệt gọi anh đến chỉ là muốn nghe những lời mật ngọt của anh cũng không cho người ta thời gian trở về chỗ cũ thật mất hứng sắc phi tuy ngoài miệng nói không vui nhưng trung quy vẫn ngồi dậy nghiêm mặt nói bố em gửi thư mời muốn em đi tham gia một buổi tụ họp bố em tư đồ minh trạch dương thần buồn bực nói hai bố con nhà em không phải sớm đã đoạn tuyệt rồi sao làm sao ông ta vẫn còn mặt mũi không có việc gì gửi thư mời cho em sắc phi cười nói lần này không giống nhau có khách đặc biệt ai bố con chu quang niên trước khi dương thần suy tư từ chỗ sắc phi đã được biết tài liệu thế giới ngầm ở trung hải mới nhớ ra chu quang niên là ai nếu như nói khu tây hiện nay hội tây minh và hội hồng kinh thế lực ngang nhau như vậy thế giới ngầm sẽ có vẻ thái bình hơn nhiều bởi vì mười mấy năm trước nhờ vào buôn lậu súng ống đạn dược và buôn bán thuốc việt, Chu Quang Nghiên có tên gọi, Lão Cá Nheo, đã đem toàn bộ khu đông của Trung Hải phát triển lớn mạnh hơn 10 năm nay, khiến những thủ lĩnh xã hội đen thuần túy trước đây đã trở thành bá vương khu đông nửa trắng nửa đen đến tên của bang hội trước đây, bang Đông Hưng cũng đổi thành tập đoàn Đông Hưng. Khẩu duệ của Chu Quang Niên đã nằm giải rác khắp địa bàn xếp vào trong những mảnh đất phì nhiêu của Trung Hải, bất luận là hội Tây Minh hay là Hồng Kinh hội, trước mặt Chu Quang Niên đều có vẻ có chút trẻ con. Vài năm trước Sắc Phi vẫn chưa phản bội tư đồ Minh Trạch, khi thành lập hội Hồng Kinh, lực lượng của hội Tây Minh còn có thể cùng tập đoàn Đông Hưng ngang hàng ở mức độ nhất định, nhưng hôm nay, khu Tây được chia làm hai phần, như vậy trước mặt Đông Hưng, liền tỏ ra yếu ớt không chịu nổi. Lúc này, hai người bố con Chu Quang Niên tham gia buổi tụ họp nhỏ của tư đồ Minh Trạch tổ chức, ngụ ý trong đó có ý nghĩa sâu xa. Dương thần có chút đau đầu hỏi. Em muốn làm gì? Còn có thể làm thế nào? Sắc Phi cười khổ, mặc dù em có thể không giữ thể diện cho người đó, nhưng thực lực của tập đoàn Đông Hưng, không phải chúng ta hiện nay có thể chống lại, nếu như không đi, vậy chính là thúc đẩy Đông Hưng với hội Tây Minh cùng đối phó chúng ta. Nói đến đây, Sắc Phi dừng một chút, nhìn Dương Thần nói. Có lẽ vì có anh ở đây, chúng ta có thể giống trước đây xử lý Trần Đức Hải bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu trước nhưng đông hưng sớm đã thành một đoàn thể có hệ thống quản lý cẩn thận cho dù cha con chu quang niên chết rồi như vậy sẽ có rất nhiều thành viên đông hưng đến đối phó chúng ta chúng ta sẽ không có chuyện gì nhưng em không thể không quản anh em huynh đệ phía dưới nói như vậy em biết rõ núi có hổ vẫn hướng núi hổ đi dương thần gần như hiểu rõ rồi sắc phi đột nhiên cổ quái cười ghé sát vào bên tai dương thần nói nhỏ mấy câu dương thần lập tức vuốt chán cảnh giác nhìn sắc phi nói em là hồ ly tinh còn không thừa nhận xem ra em đã quyết định phải làm võ tòng rồi sắc phi ôm lấy cánh tay dương thần dịu dàng nói tóm lại vài ngày sau đến lúc đó anh nhất định phải đi cùng em không thể để em lẻ loi cánh tay cảm nhận được cảm xúc trên bộ ngực mềm mại của sắc phi sau khi ăn no ấm áp dương thần đang nhớ chuyện nào đó cảm thấy đây là thời điểm làm chút gì đang muốn đem nanh vuốt khám phá khu vực thần bí của nửa bán cầu đó thì điện thoại trong túi kêu lên buồn bực rút điện thoại ra xem, gọi đến là Vú Vương, mấy lần trước Vú Vương gọi điện đến đều xảy ra chuyện, Dương Thần không nghĩ nhiều, vội vàng nhận điện thoại. chương 87, anh chăm sóc tôi hà Alo, Vú Vương, có chuyện gì vậy? Vú Vương đầu dây bên kia dường như có chút khó mở miệng, do so dự một lúc lâu, nói. Cậu chủ, tôi không cẩn thận vừa rồi lúc kéo đất bị chật xương, bây giờ chân trẹo rồi, không lái được xe. Vú Vương mặc dù vẫn không đến 50, nhưng suy cho cùng năm tháng không buông tha người ta, Dương Thần lo lắng hỏi. Nặng không, hay là bây giờ tôi quay về lái xe chở vú đi bệnh viện? Không không, chút chuyện nhỏ này cũng không cần đi bệnh viện, tôi nghỉ ngơi hai ngày là khỏi, nhưng chính là vừa rồi muốn gửi đồ cho tiểu thư, tôi không thể gửi được rồi, cho nên. Dương Thần yên tâm rồi, còn tưởng chuyện gì lớn? Vậy bây giờ tôi quay về, chút chuyện nhỏ này vốn dĩ tôi nên làm. Mẹ Vương Ea nói. Kỳ thực đồ này vốn dĩ thật không nên do cậu chủ chuyển đi, nhưng bạn của tiểu thư ít, có thể bớt thời gian làm chuyện này ít. Tôi cũng ngại đi nhờ và mặc tiểu thư với thư ký Ngô Nguyệt, công việc của họ bận cũng vất vả, cho nên mới bất đắc dĩ muốn mời cậu chủ giúp. Không sao, tôi sẽ quay về. Dương thần gấp điện thoại, liền nhìn sắc phi một bên vẻ mặt mang ý nghĩa sâu xa nhìn mình, bộ dạng có vài phần oán giận. Cái này, anh phải đi rồi. Dương thần sờ sờ cầm mình, ánh mắt trốn tránh nói. Quả nhiên em không quan trọng bằng bà xã." Sắc phi buồn bã thở dài nói. "Đi đi, em sẽ không tức giận đâu." Sắc phi cục cưng thật ngoan. Dương Thần cười hì hì, đặt lên khuôn mặt trắng nõn một nụ hôn. "Có muốn đợi đến tối anh lại đến không?" Sắc phi lắc đầu. "Không cần, mấy ngày nay em sẽ rất bận, dù sao tình hình Đông Hưng bên đó em vẫn không phải hiểu rõ, phải chuẩn bị nhiều." Dương Thần hiểu gật gật đầu, đang muốn bước ra khỏi cửa lại nghe Sắc Vi đằng sau đột nhiên thốt lên một câu. Vị chủ tịch nhà anh quả thật đẹp hơn em. Dương Thần chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng vững đụng vào cánh cửa, cười khổ quay đầu lại. Em đều biết rồi à. Trong lòng rất không thoải mái rời khỏi quán rượu Rose, Dương Thần lo lắng về sau sẽ xảy ra nội chiến hậu cung, giống như chiếu trong tivi, các nữ nhân cô đâm tôi tôi đâm cô, đâm đến sau đó đến chồng cũng không biết nữa. Lắc lắc đầu rú bỏ những ý nghĩ nhàm chán này dẫn chơi, đó căn bản không có khả năng, Lâm Nhược Khê bộ dạng lãnh đạm kia, nghĩ đến căn bản không để ý mình với người phụ nữ khác có quan hệ. Lái xe về biệt thự Long Cảnh Uyển, Vũ Vương đã ở cổng đợi, trong tay cầm một túi giấy lớn của ST Lauder, miệng túi gắn chặt, không để cho vật bên trong lộ ra. Dương Thần cũng không để ý nhiều, sau khi nhận túi giấy, quan tâm nhìn nhìn chân Vũ Vương. Có thể đi bộ không? Tại sao Vũ bất cẩn vậy? Mẹ Vương rát vui mừng lắc lắc đầu. "Cảm ơn cậu chủ quan tâm, cũng do không cẩn thận trượt chân, không việc gì, trước đây cũng từng xảy ra, vẫn là mau gửi đồ cho tiểu thư, muộn rồi tôi sợ tiểu thư khó chịu." "Khó chịu?" Dương Thần mặc dù tò mò Lâm Nhược Khê lấy đồ muộn tại sao sẽ khó chịu, nhưng cũng không nói nhiều, quay người rời biệt thự. Sau khi qua hai mấy phút, Dương Thần đi đến bên ngoài phòng bệnh của Lâm Nhược Khê, sau khi xác nhận bên trong không có người, mới đi vào lâm nhược khê dựa trên giường mái tóc đen dối tung ánh đèn chiếu trên gương mặt có chút hồng hào tỏ ta yêu kiểu yếu ớt cảm động lòng người giờ phút này cô đang cầm quyển sách đọc nghiên cứu cẩn thận nhìn thấy dương thần vào không có vẻ gì bất ngờ hơi gật gật đầu đây coi như chào hỏi dương thần cảm thấy có chút kỳ lạ bởi vì trước đây lâm nhược khê nhìn thấy mình đều là bộ dạng lạnh lùng khó gần đây vẫn là lần đầu tiên một mình gặp mặt mà chào hỏi mình mang đồ cho cô đây Phú Vương chân bị trẹo, không tiện qua. Dương thần để túi giấy trên ngăn tủ, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, hỏi. Hồi phục thế nào rồi, điều trị thuốc đông y vẫn là có hiệu quả. Lâm Nhược Khê đặt sách xuống, từ trong chăn rút ra một bàn tay trắng muốt say dai, dai mắt. Vẫn tốt, kỳ thực không dùng được lâu như vậy, chậm trễ thời gian làm việc. Quanh năm suốt tháng làm việc, nằm trong bệnh viện còn muốn ký văn kiện, xem sách tài chính và kinh tế, cô không mệt à, phụ nữ không phải độc ác với bản thân như vậy. Dương thần cảm thấy nên cố gắng hết sức dậy dỗ người phụ nữ cuồng công việc này. Cô vẫn còn trẻ, đừng suốt ngày ra mình trong phòng làm việc với phòng sách, có thời gian đi làm mặt, spa, ngâm nước nóng, tắm sữa, tìm một ngày mát mẻ cùng chị em của cô nói chuyện, uống hồng trà, thời tiết nóng có thể đi cửa hàng đồ lạnh gọi bánh gato dâu tây, kem. Thời tiết mát mẻ có thể đi nghỉ mát phơi nắng ở khu vực nhiệt đới, bình thường tan làm không có việc có thể đi dạo phố, không thì mua đồ, chỉ xem chỉ thử không phải những chuyện phụ nữ mấy người thích nhất sao. Còn nữa, xe trong gara của cô đều có thể lái xe du ngoạn, cho dù cô muốn đua xe cũng được, không ai cùng cô đua xe, tôi cùng cô đua tuy nhiên cô phải trả tiền xăng dầu cho tôi. Lâm Nhược khê thở ơ, sau khi nghe xong, liền chỉ cái túi bên cạnh, hỏi. Anh mang đến là cái gì? Chúng ta có thể đừng như vậy không? Tôi đưa cho cô kiến nghị tốt như vậy, cô rốt cuộc có đang nghe không? Dương thần cảm thấy thái độ của Lâm Nhược Khê rất nghiêm chỉnh. Lâm Nhược Khê yếu ớt thở dài, rõ ràng nói. Nếu tôi không nỗ lực làm việc, trong ngoài công ty nhân viên trăm ngàn người làm thế nào? Người nhà nghìn nghìn vạn vạn nhân công đó làm thế nào? Sản nghiệp Lâm ra bà nội, bố mẹ tôi để lại làm thế nào? Tôi làm thế nào, anh nuôi tôi sao? Hả? Đột nhiên một loạt vấn đề liên tiếp kéo tới khiến Dương Thần có chút đau đầu, anh nuôi tôi. Cái này Lâm Nhược Khê sẽ nói sao? Cô đây là câu hỏi nghi vấn hay là câu trần thuật? Dương thần phục hồi tinh thần, ngượng ngùng cười cười, cẩn thận cân nhắc hỏi. Lâm Nhược Khê có chút thất vọng nhìn người đàn ông, vẻ mặt sợ hãi, trước mắt, cảm thấy lời mình nói có vẻ buồn cười. Hắn làm sao có thể thay thế vị trí của mình, để một người đàn ông trước đây bán thịt dê xiên nướng, đi làm cũng cả ngày chỉ biết chơi trò chơi với lêu lỏng làm mình phải gánh vác, lâm nhược khê cảm thấy đầu mình phát sốt rồi lẽ nào chỉ vì hắn mang cho mình một hộp gạo nếp viên mình liền ôm lấy hy vọng với hắn giả dối trung quy chỉ là giả dối có lẽ vĩnh viễn cũng không thành sự thật lâm nhược khê không định tiếp tục vấn đề này cũng không trả lời dương thần từ trên ngăn tủ lấy xuống túi giấy bởi vì túi khá to lâm nhược khê ngồi trên giường từ bên trong lấy ra khá vất vả vì thế đơn giản đem túi lật ra đem toàn bộ đồ bên trong đổ xuống giường ào ào từ bên trong lăn ra một đống lớn đồ, màu sắc tươi đẹp không nói, những cái này vừa xuất hiện trong phòng, nhiệt độ không khí liền trong nháy mắt tăng lên vài độ. Chẳng trách phú vương cứ do dự có nên để Dương Thần mang đi không, để trong túi này, không ngờ là quần áo, quần lót, áo ngực, áo quây, đệm ngực, quần tất, đủ loại màu sắc, không chỉ có hoa văn vải gen đủ loại màu sắc, còn có những thiết kế chạm rỗng táo bạo, những thiết kế đường cong nhỏ nhắn xinh xắn. Nếu nói những nội y hấp dẫn giới tính này khiến Dương Thần có chút nóng mũi, như vậy vài bộ quần áo khác trên người phong cách rất khác biệt của Lâm Nhược Khê, liền có vẻ rất khủng bố, rồi. Hello Kitty, chó Snoopy, gấu trúc Winnie, cùng các loại quần lót màu trắng màu hồng với những hình hoạt hình khác, đủ để khiến Dương Thần mở rộng tầm mắt. Chết người ở chỗ, trong đống nội y này, không ngờ còn có 3-4 gói băng vệ sinh nhập khẩu của Mỹ, nghĩ đến đều là những đồ dùng con gái cao cấp của Lâm Nhược Khê quen dùng, cho nên mới cần đặc biệt mang từ nhà đi. Dương thần cuối cùng hiểu được Vú Vương nói, khó chịu, là nghĩa gì, thì ra, mấy ngày đó của mỗi tháng của bà xã đại nhân đến rồi. Trong đầu hiện lên cuộc gặp gỡ tình cờ ở quán ăn đêm lúc đầu, mà sau đó một loạt hình ảnh gần gũi gián tiếp xảy ra, chỉ cần vừa nghĩ đến thân thể kiều diễm kia của Lâm Nhược Khê mặc những đồ này, Dương thần liền khó ngăn cản những tàm miệng của chính mình, nhìn Lâm Nhược Khê thất kinh, ánh mắt nóng rực đứng lên. Không được nhìn, Lâm Nhược Khê rốt cuộc không thể bình tĩnh, dùng sức lấy chăn đậy lên những vật phẩm nhạy cảm này, một khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn trong chốc lát từ vẻ mặt lạnh lùng diễm lệ của nữ thần băng tuyết chuyển thành quả táo đỏ rực. Vừa nghĩ đến sở thích nội y lén lút mua và siêu tầm của mình, cùng những nhân vật hoạt hình mình thích bị dương thần nhìn thấy hết rồi, Lâm Nhược Khê đã có ý nghĩ muốn chết rồi. Vũ Vương cũng thật là, mang những đồ này đến cũng không nói với mình trước, hơn nữa tại sao không mang những bộ bình thường chút, bằng không mình cũng sẽ không mất mặt như vậy nếu vú vương biết được tâm trạng của lâm nhược khê lúc này nhất định sẽ dở khóc dở cười không phải không muốn mang những bộ bình thường chút chỉ là trong phòng cô quả thực không tìm thấy một bộ bình thường Khổ khổ, dương thần làm bộ vẻ mặt bình tĩnh cái này đồ mang đến rồi tôi cũng nên đi rồi cô nghỉ sớm chút ừ tiếng trả lời của lâm nhược khê yếu ớt như tiếng muỗi bay đêm hận không thể lập tức đem dương thần ném ra ngoài cửa sổ Dương thần khó khăn bước đến cửa, nhịn không nổi quay đầu lại nói. Mấy cái quần màu hồng có hình chuột mít đó của cô không tồi, tôi thích. Gạch nối. Trên đường rời khỏi bệnh viện quay về xe, Dương thần vẫn không quên được vẻ mặt cuối cùng của Lâm Nhược Khê, tức giận, trừng mắt, hai má núm đồng tiền ửng đỏ, bộ dạng muốn liều mạng với anh, nhưng so với bộ dạng lạnh lùng bình thường xinh đẹp hơn nhiều. Tiếp xúc thời gian lâu rồi, phát hiện người phụ nữ này đôi khi quả thật rất đáng yêu, người mà trước đây giống nữ vương lạnh lùng cao quý nhưng dần dần lại phát hiện cô thích xem những phim truyền hình hàn quốc về tình yêu âu sầu triền miên đó thích ăn gạo nếp viên của trẻ con thích ăn vẫn là hai tay cầm lấy cắn từng miếng nhỏ loại này hôm nay lại phát hiện quần áo mặc trên người không chỉ là rất gợi cảm đi ngược với phong cách bảo thủ bình thường còn có tình tiết phim hoạt hình của các bé gái vô thức dương thần nhớ lại từng chút một những ngày đó xe đã lái được một đoạn khá xa khi phục hồi tinh thần Dương thần kinh ngạc phát hiện, không ngờ mình theo bản năng lái xe đến một nơi có ý nghĩa hoài niệm cái quán rượu lúc trước gặp mặt Lâm Nhược Khê. Nghĩ tới lần đó sau khi uống xong rượu mang Lâm Nhược Khê về căn phòng nhỏ rách nát của mình, hình ảnh của một đêm điên cuồng, trong lòng Dương thần vừa rồi vì quần áo nội y mà ngọn lửa đã đang cháy lại bắt đầu bốc lên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, buổi tối đã bị hai người phụ nữ giấy lên ngọn lửa, nhưng đến bây giờ đều vẫn chưa bị dập tắt, Dương thần rất khó chịu đàn ông khắp nơi đều là một nửa động vật, cho nên sau khi biết rõ đã từng săn được một người đẹp ở trong này, sẽ không thể lại xuất hiện người thứ hai, hoặc cả Trung Hải cũng không có người thứ hai, nhưng Dương Thần vẫn dừng xe, quyết định vào trong ngồi. Không vì cái gì khác, chỉ vì tìm một người thích hợp giúp mình dập tắt lửa. chương 88, kỵ sĩ rút súng ra trận. Trước khi vào quán, Dương Thần chú ý đến thể chữ hoa văn của đèn neon màu lục ở cửa quán, trước đây chưa từng nhìn kỹ bụi gai. Quán này có cái tên rất kỳ lạ, tảng đá trên vách tường với màu nâu đen của gỗ trang trí, làm toát ra hơi thở của pháo đài cổ kính thời trung cổ châu Âu. Có lẽ đây cũng là một mánh khóe rất hay để thu hút đám người đặc biệt, ít nhất lúc trước Lâm Nhược Khê đã chọn đến quán quán rượu này giải sầu. Dương thần vừa bước chân vào quán, tiếng dương cầm du dương liền ập đến, nếu không nhớ nhầm, dương thần có lẽ biết đây là Hungary cuồng tưởng khúc do Listerio soạn nhạc. Tên ca khúc này thường làm cho người ta thấy một loại ảo giác thô kịch, nhưng trên thực tế lại có vẻ thanh lịch mà cao quý, giống như một du thuyền lộng lẫy của hoàng gia trang trí, từ thượng du của con sông uốn khúc thuận theo dòng chảy lúc hiền hòa lúc dữ dội giống như phiêu bạt. Trong quán rượu có vẻ nhỏ này đột nhiên truyền ra thứ âm nhạc như vậy, rõ ràng làm dạng dỡ không ít cho phong cách cổ xưa này. Một vài bàn ghế ở giữa quán rượu bị chuyển hết sang một bên, không ít thanh niên nam nữ thành phố tụ tập với nhau, cùng biểu đạt các điệu cười vui vẻ và mờ ám. Trong cái thành phố áp lực bình thường quá lớn này, dùng vũ khúc disco nhảy có vẻ không thể thỏa mãn nhu cầu tinh thần của đám người trí thức này, bọn họ lựa chọn dùng khúc đàn dương cầm nổi tiếng, tinh xảo mà không mất đi tư tưởng tụ họp trong quán rượu nhỏ, đến truyền đạt sự bất mãn trong lòng đối với xã hội, nhân tiện thỏa mãn cái kiêu ngạo nho nhỏ kia. Dương thần lúc đầu lồng ngực vẫn còn dạo rực sau khi nghe xong ca khúc này, dần dần bình tĩnh lại, cũng không có vẻ cấp thiết đi lùng tìm những người phụ nữ mặc những bộ quần áo khác nhau kia, mà thản nhiên ngồi trước quầy, hướng về phía người pha chế lấy một cốc whisky thông thường. Không khí xung quanh tràn ngập mùi hỗn độn của nước hoa và cồn, Dương Thần lặng lẽ ngồi một góc bàn, một mình nhấm nháp thứ rượu màu hổ phách, bên tai cách đó không xa nhiều kiểu người cùng với cuộc nói chuyện họ nói đến, hoàn cảnh như vậy tràn đầy khoái cảm, khiến Dương Thần rất thích thú. Tuy nhiên thời gian yên lặng kéo dài không lâu, từ trong góc u ám khác của quán rượu, chậm chậm bước đến một người phụ nữ mặc váy thắt lưng màu xanh lam, da trắng nón, chân thon dài, dáng người thướt tha, không khoa trương, nhưng cũng hoạt bát thông minh chỉ là đồ trang sức trang nhã, ngũ quan tinh xảo trên khuôn mặt như dùng thủy mực phác thảo, nhẵn nhụi mà mang khí chất tao nhã cổ điển lọn tóc đen dài ở một đầu khăn choàng hơi cuộn ở cuối, trên tai đang đeo hai hoa tai bạc khí chất có chút giống người mẫu châu Âu hết giờ làm tùy ý ra ngoài đi dạo khác nhau chỉ ở chỗ dáng người thiếu sinh sắn chút thôi. Lúc này người phụ nữ khiến người ta vừa gặp đã thích, vẻ đẹp của cô ta không quá kiểu diễm khiến người ta tim đập nhanh, nhưng lại khó có thể cự tuyệt. Tiên sinh có may mắn được mời anh ly rượu không? Người phụ nữ giơ cốc rượu trong tay lên, tư thái tuyệt đẹp ngẩng đầu, đem cốc rượu bạc hà trong tay một hơi uống hết, sau đó đặt cốc rượu không lên bàn, mỉm cười nhìn dương thần. Không chỉ đàn ông đi tìm con mồi. Phụ nữ cũng đi tìm con mồi giống đàn ông vậy. dương thần không phải lần đầu tiên bị người ta coi như con mồi cũng ít nhiều quen dần, ung dung mỉm cười, ra hiệu cho người thanh niên pha chế đứng một bên. Xin hỏi tiểu thư dùng gì? Người pha chế rất hiểu ý trực tiếp hỏi người phụ nữ. Randy Alexander cốc tai. Một giọng nói London lưu loát từ trong cái miệng nhỏ của người phụ nữ tự nhiên phát ra, không khiến cho người ta cảm thấy cô ta đang khoe khoang. Dường như vốn dĩ chính là nên nói như vậy. Cái, cái gì? Người pha chế trẻ tuổi rõ ràng tiếng Anh không tốt lắm. Randy Alexander, hoặc là Alexander Dora. Dương Thần tốt bụng giải vây cho người pha chế. Người pha chế cũng là từng gặp không ít tình huống, cảm ơn Dương Thần xong, lại quay sang cười cười xin lỗi người phụ nữ, mới bắt đầu thoải mái pha rượu. Sau khi người phụ nữ cầm được ly rượu màu ca cao trong tay, có vài phần tán thưởng nhìn Dương Thần ngại quá mấy năm trước tôi ở nước ngoài một vài cách gọi trong nước không biết rõ lắm tuy nhiên rất ít người biết tên alexander dora này xem ra tiên sinh rất hiểu biết về rượu dương thần hướng về phía người phụ nữ hơi nâng chén để kỷ niệm hôn lễ của quốc vương anh quốc edward đời thứ bảy cùng hoàng hậu alexander cho nên điều chế loại rượu quốc tai này làm lễ vật dân tặng hoàng hậu rất nhiều phụ nữ thích khẩu vị này nếu muốn tiếp cận phụ nữ những người đàn ông nên biết điều này mà cũng không có gì đặc biệt nhưng đàn ông vào chỗ này chỉ có anh không tìm phụ nữ tôi không tìm cô không phải cũng đến rồi sao dương thần khẽ cười nói người phụ nữ nhìn dương thần một lát đột nhiên giơ bàn tay trắng nõn tĩnh xảo ra an tâm an trong bất an tâm trong phiền lòng giải thích rất đặc biệt dương thần cảm thấy bắt đầu có hứng thú người phụ nữ này không chỉ rất phù hợp với yêu cầu của mình đến phương thức thưởng thức và cách nói chuyện cũng vô cùng thích hợp để trở thành đối tượng vui vẻ một đêm giơ tay bắt tay an tâm một cái dương thần đợi lúc cô cần viết tên tôi tôi sẽ nói cho cô biết là hai chữ nào sự giải thích của anh rất đặc biệt tuy nhiên thú vị hơn rất nhiều so với những người đàn ông khác an tâm cười khẽ chừng mắt nhìn chúc mừng anh đã khơi gợi lên sự hứng thú của tôi với anh hứng thú gì dương thần nói tìm hiểu cấu tạo thân thể của tôi, nếu cô đồng ý trao đổi ngang giá, chúng ta có thể tìm hiểu lẫn nhau. An tâm đối với sự ám chỉ rõ ràng như vậy không để ý. Tôi hoài nghi nói như vậy, có phải anh thật lòng không, đây chính là hứng thú đơn giản mà tôi nói, tôi muốn xem xem người đàn ông trước mắt tôi có thể thỏa mãn yêu cầu của tôi đối với bạn tình không. An tiểu thư, bộ mặt thật trên thế giới này thường không tồn tại, nếu như cô đồng ý tôi cảm thấy cô tốt nhất dựa vào trực giác nhạy bén của phụ nữ cô để phán đoán. Ánh mắt dương thần to gan lên xuống thăm dò an tâm, xem ra giống như người phụ nữ cần làm chút chuyện, như vậy rất nhiều lời liền có thể nói rõ. An tâm nghiêng đầu, thoáng che phủ sợi tóc mềm mại bởi vì uống rượu mà phả ra hơi thở mê người, ánh mắt mê mẩn nói. Có thể giải thích một chút không, tôi không hiểu ý của tiên sinh lắm. Bị dụ, dương thần đối với tâm tư của người phụ nữ là lướt này rất bất đắc dĩ, đều nói rõ muốn cùng mình qua đêm rồi, còn hỏi nhiều như vây làm gì, nhưng không khí vẫn cần tiếp tục, vì thế từ khách chuyển sang dáng vẻ chủ nhà hỏi. An tiểu thư biết người phát minh ra máy vô tuyến không? Chỉ cần đọc qua sách đều biết, Marconi. An Tâm hơi nhíu mày, bề rộng của lối suy nghĩ này có chút lớn, nhưng cô cũng thông minh, nói: "Đây lẽ nào không phải sự thật?" Theo kiến thức của phần lớn các quốc gia phương Tây trên thế giới mà nói, Quả thực, Marconi phát minh ra máy vô tuyến, nhưng lấy ví dụ đơn giản nhất, trong sách giáo khoa của Liên Xô vẫn là Popop, mà ở nước Đức là HEC, còn ở nước Mỹ là Alfred Popop của Liên Xô so với HEC mười mấy năm trước đã nghiên cứu thành công ra vô tuyến điện, nhưng vì vấn đề tài chính một nghìn rup, Lục quân nga trực tiếp phủ nhận phát minh vĩ đại mà bọn họ xem ra là vọng tưởng. Kết quả là đợi sau mấy chục năm sau, mới có Marconi nhận được giải Nobel. An Tâm chăm chú nhìn Dương Thần trong nháy mắt khanh khách cười. Dương Tiên Sinh, mặc dù tôi không biết anh nói những cái này có thật hay không nhưng từ trước tới giờ không có người đàn ông nào ở trong quán rượu dưới không khí mập mờ nói với tôi những lời này. Dương Thần uống một ngụm rượu, lắc nhẹ ly rượu đang cầm trong tay. Không sao cả, không biết An tiểu thư thích gì. An Tâm đột nhiên cong vòng eo mềm mại lên trước, để sát vào bên mặt Dương Thần, đôi môi anh đào ướt át lành lạnh hôn một cái hời hợt trên gương mặt Dương Thần, cười quyến rũ nói chúc mừng anh, tối nay tôi thuộc về anh rồi. Cam tâm tình nguyện vì cô cống hiến sức lực. Dương thần lâng lâng buông ly rượu xuống, cuối cùng cũng thành công, một tay kéo cổ tay an tâm, chuẩn bị rời khỏi quán rượu. Nhưng đúng lúc này, cửa quán rượu đột nhiên xông tới bốn năm người đàn ông cường tráng mặc co mồ đeo cà vạt, tất cả vẻ mặt vội vàng, nhìn thấy Dương thần đang kéo tay an tâm, với một tư thái thân mật, liền lộ ra vẻ giận dữ. An tiểu thư, xin mời cùng chúng tôi quay về. Người đàn ông áo đen dẫn đầu không dễ chống lại nói. Khách hàng trong quán rượu cảm thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, đều ngừng nói chuyện với nhau xem cảnh tượng sắp xảy ra. An Tâm thản nhiên liếc mắt nhìn người áo đen vài cái, sau đó lại vẻ mặt thản nhiên nhìn Dương Thần, nhìn thấy Dương Thần không có bất kỳ vẻ mặt sợ hãi nào, lộ ra vài phần tán thưởng. Xem ra chỉ thông qua khảo nghiệm của tôi vẫn chưa đủ, Dương tiên sinh, anh lựa chọn vứt bỏ cừu non đáng thương, hay là trở thành một kỵ sĩ rút súng ra trận đây? Dương Thần trong lòng thầm than, quả nhiên phụ nữ tốt đều không phải dễ ăn như vậy, nhưng hứng thú đến rồi, cũng không quan tâm phiền phức hay không, hướng An Tâm cười tinh nghịch. Nếu An tiểu thư có thể cho tôi một nụ hôn chúc phúc, tôi nghĩ tối nay chúng ta sẽ có thời gian động lòng người suốt đời khó quên. Không chút do dự, An Tâm liền giống như thiếu nữ quý tộc trong tình yêu, hai tay tao nhã ôm chặt cổ Dương Thần, nghiêng khuôn mặt tuyệt mỹ, hôn lên môi Dương Thần một nụ hôn ấm nóng, lúc sắp rời khỏi còn dùng đầu lưỡi mềm mại liếm qua một đường đánh dấu trên gương mặt dương thần dũng cảm chiến đấu kỵ sĩ tiên sinh của tôi an tâm buông cổ dương thần ra lùi ra phía sau dương thần vài người đàn ông to lớn áo đen đã tức giận người đàn ông dẫn đầu hung tợn chừng mắt nhìn dương thần người trẻ tuổi anh sẽ vì việc tối nay cảm thấy hối hận suốt đời dương thần cười nhạo thản nhiên từ trên bàn cầm lấy ly rượu của mình không hề do dự đem cốc rượu còn thừa hất hết vào người đàn ông đó. Tên dẫn đầu căn bản không nghĩ tới dương thần đi lên dùng biện pháp tạt rượu sỉ nhục, tránh không kịp, nửa người co mồ đều là rượu làm bẩn. Người muốn chết. Người đàn ông dẫn đầu tức giận chửi một tiếng, xông lên đấm vào mặt dương thần quả đấm. Dương thần rất ung dung một tay đưa qua tiếp nắm đấm bao cát mà người khác nhìn rất mạnh đó, bàn tay nhẹ nhàng khéo léo ngăn cản cánh tay của người đàn ông, không đợi cánh tay khác của hắn ra lực, dương thần liền cứng rắn đem toàn bộ cánh tay lật qua một vòng người đàn ông vừa rồi phản kháng lớn tiếng kêu thảm thiết cả người không tự chủ được đi theo sự di chuyển của cánh tay mà ở trước mặt dương thần đóng vai con quay an tâm ở phía sau dương thần lúc này hai mắt sáng lên nhìn dương thần bóng dáng thong dong kia lộ ra niềm vui bất ngờ vài tên áo đen khác cuối cùng tình hình không bình thường lớn tiếng gào thét liền tiến lên trước bao vây tấn công dương thần trả lại cho các ngươi Dương Thần nhìn mấy người lên trước, đột nhiên nắm lấy một cánh tay khác của người đàn ông, nhẹ nhàng như đùa giỡn một con búp bê vải, nhưng người vung mạnh về phía trước. Một người đàn ông đến gần được 2 mét liền giống như một cây côn dài, ầm ầm đánh vào người mấy người còn lại. Nhìn vài người mặc áo đen cao lớn người ngựa đổ cả, tất cả những người có mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi, sức lực của người đàn ông này làm sao lớn đến trình độ này. Đi, đi thuê phòng. Dương Thần nắm lấy tay An Tâm, dẫm lên người đàn ông mặc áo đen vài cái đau, bình thản ung dung đi khỏi quán rượu. chương 89, xin hãy cởi áo ra cho tôi. Rất nhiều nữ nhân đều sẽ có giấc mộng bạch mã hoàng tử, mơ mình gặp nguy hiểm, từ trên trời rơi xuống một người anh tuấn đẹp trai, vương tử cao quý uy vũ phi phàm, đánh tà ác lùi ra sau, cho mình một nụ hôn nồng nàn, hứa hẹn lời thề tốt đẹp vĩnh viễn. An tâm cũng không ngoại lệ, mặc dù lý trí của cô rất nhỏ đã hiểu, cưới bạch mã không nhất định là hoàng tử, còn có thể là đường tăng, nhưng cô vẫn thỉnh thoảng mơ giấc mơ như vậy. Đặc biệt là có một vài nguyên nhân bất đắc dĩ, vài ngày nay về nước, An Tâm thậm chí hy vọng siêu nhân đó thật sự tồn tại, cho dù anh ta thật sự ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố. Từ lúc Dương Thần nắm chặt lấy tay cô rời khỏi quán rượu bụi gai, An Tâm cảm thấy hạnh phúc đến đột nhiên như vậy. Gần như là không hề cảm nhận đang đi cùng Dương Thần dọc đường lên xe, sau đó ngồi ở ghế hành khách, đến dây an toàn cũng lười cài liền nhào vào lòng Dương Thần ôm chặt, hôn nồng nhiệt mấy cái lên cổ và má Dương Thần. Dương Thần đối với cảm xúc đột nhiên giạt rào của An Tâm có chút bất đắc dĩ, một tay ôm chặt thân hình dẻo dai mềm mại của cô, tay phải lần theo đường cong vòng eo kéo dài xuống dưới, nhéo vào cặp mông tuyệt đẹp đang cong lên, sau đó lại có tiếng đánh hai cái, bốp bốp. An Tâm khẽ rên một tiếng, hai má trong nháy mắt hồng hào toát mồ hôi, trong xe u ám, diện mạo yêu tinh phía trước không hiện ra có vẻ đẹp rung động lòng người dùng cách lý giải của Dương Thần, người phụ nữ này rất lẳng lơ. Là cô thuộc về tôi, không phải tôi thuộc về cô, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ thắt dây an toàn vào, đừng chậm trễ chính sự. Dương Thần không cho phép cực tuyệt nói. An tâm liền như con mèo ngoan ngoan thông minh, uất ức mà lưu luyến sờ sờ ngực Dương Thần, mới quay về chỗ ngồi. Động tác trêu chọc người, ánh mắt trêu chọc người, khiến Dương Thần khẩn cấp nổ máy điên cuồng rời khỏi. Lúc này đã sắp nửa đêm rồi, xe cộ trên đường đúng lúc cực ít dương thần gần như không đợi mấy cái đèn đỏ liền lái xe đến chỗ cần đến khách sạn 5 sao gần nhất khách quán rượu một con đường khách sạn bích vân tập đoàn bích vân cũng là một trong những xí nghiệp lớn lâu đời nổi tiếng ở trung hải chi nhánh dây truyền sản xuất trong huyện rất nhiều danh tiếng cũng không tồi ít nhất dương thần lần này về nước cũng chưa bao lâu cũng biết phương tiện phục vụ của nhà khách bích vân cũng nằm trong số một số hai trong mấy khách sạn 5 sao Kỳ thực nếu là đối tượng của một đêm phong lưu bình thường, Dương Thần thậm chí chọn cái khách sạn nhỏ là được. Tuy nhiên người phụ nữ trước mắt có vẻ là tiểu thư con nhà giàu, chọn địa điểm cũng cần phù hợp với sự tương xứng này. Từ trên xe xuống, Dương Thần trực tiếp đưa chìa khóa cho nhân viên phục vụ khách sạn, để anh ta đi đỗ xe, còn mình kéo tay an tâm, bước nhanh đi đến trước quầy thuê phòng. Nhìn thấy dáng vẻ Dương Thần hùng hùng hổ hổ, an tâm không nhịn được phát ra tiếng cười giống như chuông bạc không cần phải gấp như vậy, muộn một chút tôi cũng sẽ không chạy được. Dương thần ôm chặt vòng eo thon nhỏ của an tâm, hôn lên mặt cô. Yêu tinh này, còn không phải ngọn lửa do cô khơi gợi lên. Nữ nhân viên phục vụ trong khách sạn nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi như vậy xem ra chính là người có tiền, lộ liễu nói những lời tình tứ như vậy, đều cảm thấy có chút xấu hổ, tay nhanh chóng đặt phòng đôi cho Dương Thần. Hai người đi thang máy trực tiếp tới lầu 23, vừa ra khỏi thang máy, an tâm liền một tay đẩy dương thần vào tường, lại lần nữa đem thân thể mềm mại áp sát vào dương thần, tùy ý hôn chặt đôi môi của dương thần. Đáng chết, mơ hồ kêu lên một tiếng, dương thần mở rộng khớp hàm, không cam lòng yếu thế nhiệt tình đáp lại, đầu lưỡi hai người quấn quyết, nước bọt ngấm qua, giống như hai sợi dây leo quấn quyết lấy nhau, tiếp tục ôm chặt di chuyển đến cửa phòng. Dương thần căn bản không đi xem khóa cửa, thẻ trong tay liền chính xác nhét vào khe hở nhỏ hẹp, đèn cửa vừa xanh, liền bị đẩy ra. Lúc này an tâm cuối cùng vì tắc khí quản mà không thể hô hấp, đôi môi anh đào mỏng manh như đóa hoa kia đã hơi sưng, nhưng có vẻ nở nang mê người. Thở hồn hển, ánh mắt an tâm dại đi. Anh sắp hôn ngạt thở tôi rồi. Ngạt thở còn ở phía sau. Dương thần lấy chân sau đóng sập cửa lại, tay không an phận vuốt ve bộ ngực vô cùng gợi cảm kia của an tâm. Có may mắn được mời an tâm tiểu thư tắm cùng tôi không? xin mời cởi áo cho tôi dương tiên sinh thủ pháp của dương thần nhanh chóng khiến an tâm có chút hoa mắt không bao lâu hai người đã ở trong bồn tắm đủ cho ba bốn người dùng hưởng thụ sự gột rửa của làn nước ấm nóng tay dương thần đang tắm trong bồn tắm lộ ra mơn trớn trên da thịt giống như mỡ dê trắng muốt kia của an tâm mỗi một tấc đều không buông tha đôi má ửng hồng dưới ánh đèn dịu dàng của phòng tắm tỏa ra sức hấp dẫn mãnh liệt thật là người đàn ông hết lòng so với tôi tự tắm còn tắm cẩn thận hơn lúc tay dương thần mơn trớn một vài chỗ bí ẩn mờ ám an tâm không kìm nổi run rẩy hơi thở thơm như hoa lan nói dương thần cười gian tà vậy là một bạn tình đạt yêu cầu an tâm tiểu thư nên cho tôi một sự phục vụ giống như vậy an tâm hồn nhiên cắn một miếng vào bả vai dương thần lẳng lơ liếc mắt sau đó một tay nhỏ bé mịn màng ở dưới nước cầm mạnh lấy thứ oai về hung dũng kia của dương thần dương thần cảm nhận được tay của an tâm trong nháy mắt hơi run Khuôn mặt xinh đẹp của cô có chút không tự nhiên, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát. Tài sản của anh rất hùng hậu. An Tâm bắt đầu dịu dàng phục vụ Dương Thần. Đã lâu lắm không có phụ nữ phục vụ như vậy, mặc dù vẫn cùng sắc phi bên nhau, nhưng trong phương diện này sắc phi tương đối bảo thủ vẫn là thẹn thùng không dám đụng đến một vài chỗ. Giờ phút này mới nhận thức được người đẹp ngay sau đó dùng vẻ mặt mê hoặc nhìn mình, dâng tặng bàn tay nhỏ bé non nớt của cô, Dương Thần cảm thấy máu đang điên cuồng chảy lên não một tay ôm thân hình an tâm trong nước lên, dương thần lấy một tấm khăn bông lớn, lau sạch từng chút nước trên người hai người, cũng bất chấp mái tóc dài ướt súng của an tâm tí tách rơi, bước nhanh đi ra khỏi phòng tắm. Có vài phần phóng đáng đem an tâm trực tiếp ném vào giữa giường, lóa mắt với thân hình trắng như tuyết vừa mới tắm rửa xong, người đẹp toàn thân không lộ một vết tích đang mỉm cười nhìn mình, không hề vì hành động tục tần này mà bất mãn. Dương thần hít thở nặng nề bổ nhào lên cơ thể phụ nữ mềm mại như nhung này, gần như sau một lúc gặm cắn và hôn kích thích nữ nhân giơ súng trường sớm đã vận sức chờ nổ kia tiến thẳng vào khiến dương thần không ngờ chính là hang sâu tăm tối ở thân dưới người đẹp không như mình nghĩ giống như trơn bóng mềm mại như phụ nữ quý tộc mà là hiểm trở giống như đường hẹp quanh co vào được không bao lâu sau không ngờ đụng phải một tầng ngăn cản mỏng manh đầu óc dương thần liền hồi tỉnh kinh ngạc nói cô là gái trinh khuôn mặt xinh đẹp của an tâm lấm tấm mồ hôi giống như vì dự đau đớn phía dưới mà cố nhẫn nại, nhưng giờ phút này vẫn nghe răng ra cười. Phải thì thế nào? Nói xong, nữ nhân tự mình chủ động đem mông hướng về phía trước. Thẳng đến, đảo Hoàng Long, phá vỡ tất cả trở ngại, Dương Thần cảm thấy linh hồn mình chút nữa không thể bay ra. Hành động dũng cảm của An Tâm vừa làm xong, liền đau đến mức khẽ rên một tiếng, đôi lông mày trong nháy mắt khẽ trao lại, khiến người ta vô cùng thương tiếc cho vẻ đẹp hết sức kiều diễm cô đừng lo trong lòng dương thần có chút đau khổ kỳ thực hắn thật không nghĩ đến tình huống gái trinh vốn dĩ muốn tìm một thiếu nữ xinh đẹp nhưng làm sao hai lần đi quán rượu đó hai lần đều gặp phải gái trinh chết tiệt lần sau không bao giờ đi chỗ đó giải rượu nữa dương thần oán hận nghĩ an tâm dường như nhìn ra sự do dự của dương thần hai tay dùng sức đặt vào sau lưng của dương thần bất mãn nói nếu anh là đàn ông thì không được bận tâm cái gì chú ý đến tiến công tôi cần là một kỵ sĩ dũng cảm không phải lính đào ngũ sợ hãi rụt rè tôi là gái trinh còn không sợ anh sợ cái gì cô sẽ hối hận bị khơi dậy tính kiêu ngạo của đàn ông dương thần vốn dĩ cố nén cảm giác thư giãn sảng khoái rốt cuộc buông hết ra không hề quan tâm đến người đẹp phía dưới vẫn là lần đầu bị phá trinh bắt đầu trinh phạt tàn phá bừa bãi làm đi làm lại mấy lần đến cuối cùng hai người bị mồ hôi quyện lấy nhau giải phóng hết ngọn lửa nóng rực khắp người ôm nhau ngủ sáng sớm ngày hôm sau dương thần dậy có chút ê ẩm lúc này an tâm sớm đã mặc quần áo chỉnh tề hẳn là dậy lâu rồi vẫn mặc váy cũ có đai màu xanh lam thanh lịch và tươi sang chỉ là so với tối qua khuôn mặt do ửng hồng thêm vài phần kiều diễm đang ngồi trên ghế sofa màu trắng cạnh giường trên tay cầm một bình rượu bóc đô nhỏ đã chuẩn bị trong phòng rót vào hai cốc thủy tinh một chút vì sự vui vẻ của chúng ta một đêm cạn ly an tâm đưa chén rượu cho dương thần Người phụ nữ trước mắt dung mạo đoan trang, có chút khiến người ta không thể tưởng tượng được bóng dáng hoang dã điên cuồng tối qua kia với cô là cùng một người, phòng khách thượng hạng điển hình, giường ấm áp cũng vào loại nhất. Dương Thần cười tiếp nhận, cùng cô hơi chạm cốc, uống một hơi cạn. "Cảm ơn anh, Dương Thần tiên sinh." An Tâm đột nhiên bày ra vẻ mặt nghiêm túc, có chút chua xót nói. "Vì sự việc tối qua, có lẽ sẽ mang lại không ít rắc rối cho anh, nhưng tôi nghĩ" anh có lẽ cũng từ trên người tôi đạt được không ít thích thú. Dương thần nghe lời nói này có chút cổ quái, nói. Có nghĩa gì, phiền phức gì, an tâm ấy náy cười cười. Anh rất nhanh sẽ biết. Đúng lúc này, cửa phòng bị đập, binh binh binh. Mở cửa. Dương thần sửng sốt, đây là chuyện gì vậy, vội vàng nghĩ đến việc mặc quần áo, trên người chính mình vẫn rất trơn bóng. Nhưng người đến rõ ràng so với Dương thần tưởng tượng hùng mạnh hơn một chút, không đợi dương thần đi mở cửa cửa liền bị bên ngoài mở ra vài người mặc quân phục cảnh sát cảnh sát với khuôn mặt trang nghiêm đột nhiên xông vào vài nhân viên cảnh sát ánh mắt như điện sau khi lướt qua người hai người dương thần và an tâm một nhân viên cảnh sát dẫn đầu lấy ra lệnh khám xét cảnh sát truy tìm văn hóa phẩm đồi trụy tất cả không được nhúc nhích tách tách theo sát phía sau mấy nhân viên cảnh sát là mấy tay phóng viên cầm camera chen lấn chụp ảnh dương thần vẻ mặt đờ đẫn cánh tay để trần ngồi trên giường, cũng không rảnh để ý tới vấn đề chưa mặc quần lót, hoàn toàn mơ hồ. Tách, tách, đang tránh ánh đèn flash đối diện, hình ảnh giờ phút này bị đóng băng. chương 90, tài sản hơn trăm triệu. Vừa sáng sớm đã vào cục cảnh sát, Dương Thần cảm thấy đây thật không phải là dấu hiệu gì tốt, ít nhất hôm nay không thể mang cơm sáng cho các nữ đồng nghiệp trong phòng làm việc, đợi sau khi quay về, nhất định bị lửa đạn oanh kích trên tay đeo còng tay dưới sự chăm sóc của hai nhân viên cảnh sát dương thần với an tâm cùng nhau đi vào cục cảnh sát khu tây dương thần nhìn an tâm một bên lần nữa không chịu nói cái gì đó không kìm nổi nghi hoặc hỏi cô đây là cố ý gài bẫy tôi hay là đúng lúc tôi đụng phải họng súng an tâm có chút ngượng ngùng nhìn dương thần sự việc đến nước này rõ ràng mọi người đều hiểu đã xảy ra chuyện gì vừa khéo anh đụng phải họng súng Danh tiếng khách sạn 5 sao của khách sạn Bích Vân như vậy, tuyệt đối không thể tùy tiện có cảnh sát vào điều tra văn hóa phẩm đồi trụy, cho nên Dương Thần vừa mới ra ngoài vụng trộm thì bị bắt quả tang, rõ ràng chính là mưu kế của An Tâm. Một người phụ nữ đem lần đầu tiên của mình giao cho một người đàn ông lần đầu quen ở quán ăn đêm, sau khi đi khách sạn còn muốn mình báo cảnh sát để cảnh sát đến bắt, chết người ở chỗ, không chỉ thông báo cho cảnh sát, còn gọi phóng viên truyền thông đến. Dương Thần cảm thấy không phải an tâm điên, chính là thế giới điên rồi, mình cũng điên rồi, làm sao, bánh lớn có nhân, như vậy vừa khéo đập trúng đầu mình. Có đôi khi đàn ông quá thu hút phụ nữ thích cũng không phải chuyện gì tốt, dương thần một mình tự kỷ nghĩ. Tuy rằng cụ thể không biết vì sao an tâm làm như vậy, nhưng dương thần cũng không hứng thú biết lắm, chỉ là đang nghĩ nên xử lý như thế nào một loạt sóng gió tiếp theo. Đừng khe khẽ thì thầm, đi mau. Một cảnh sát thúc giục hô. Dương thần quay đầu cười hì hì đồng chí cảnh sát vất vả rồi, vậy tôi không nói thầm nữa, tôi nói lớn tiếng lên một chút, tuy nhiên đi nhanh thì không được, đợi chạy đi rồi mấy người lại phải bắt tôi. Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của mấy cảnh sát nhân dân, an tâm dù đang tâm trạng rất gay gâu, nhịn không nổi bật cười, phản ứng của người đàn ông này quả thực kỳ lạ, rõ ràng biết mình lợi dụng hắn, còn hại hắn vào cục cảnh sát, có thể khiến hắn thân bại danh liệt, lại vẫn có thể trêu đùa cảnh sát. Nếu không phải bụng giả hắn đủ bao dung chính là bụng giả thâm hiểm đáng sợ đi vào bên trong văn phòng đồn cảnh sát hai người bắt đầu bị thẩm vấn một bóng dáng quen thuộc đã đứng bên cạnh bàn làm việc không xa thái nhiên trên người mặc bộ quân phục màu xanh lam như xưa vẫn phong thái hiên ngang như vậy hai tay khoanh trước ngực khiến đôi núi đôi phồng lên vô cùng rõ ràng nếu không phải trên khuôn mặt xinh đẹp đó có thể ớn lạnh làm tổn thương người tuyệt đối không có người thứ hai được chọn đóng phim đồng phục quyến rũ sĩ quan cảnh sát thái chúng ta lại gặp mặt rồi. Dương Thần cười khổ chào hỏi, chỗ gặp mặt đen đủi chút. Thái Nhiên cười lạnh, tiến bộ rồi. Lần trước cùng xã hội đen vào cục cảnh sát, lần này lại trong khách sạn chơi gái bị bắt. Hy vọng vợ anh có ý chí đủ lớn, bằng không tôi không ngại thay cô ta trừng phạt anh một chút. Thái Nhiên sáng sớm vừa mới đi làm, liền nghe cấp dưới báo cáo nói phát hiện một đôi nam nữ khách sạn Bích Vân làm chuyện mờ ám, bởi vì thân phận của một người phụ nữ trong đó còn có chút mẫn cảm cho nên vụ án này lập tức báo cho cô cục trưởng này nhưng việc không ngờ đến, ngoài bối cảnh khá đặc biệt của người phụ nữ đó ra, người đàn ông này đúng là Dương Thần. Vốn dĩ thấy hắn không thuận mắt, hiện giờ thành chồng của chị em tốt lâm nhược khê, vợ đang ở trong bệnh viện, còn dám sau lưng làm ra những chuyện này, thái nghiên thiếu chút nữa tức giận ném cái bản đi quyết tâm tự mình qua hỏi chuyện này. Dương Thần hoàn toàn không để ý những lời nói cay độc của thái nghiên, cười nói với an tâm ở bên. Đây là cảnh sát trưởng, là chị em tốt với vợ tôi, bộ dạng rất thân thiết, dường như là gặp lại người quen. An Tâm ngạc nhiên, không nghĩ tới người mình quyến rũ là đàn ông đã có vợ, hóa ra người đàn ông này chính là ra ngoài ăn vụng, xem ra cũng không phải đàn ông tốt đẹp gì. Nghĩ đến đây, cảm giác tội ác của An Tâm giảm đi một chút. Nhìn Dương Thần vẫn cười tủm tỉm giới thiệu với mình cảnh sát xinh đẹp trước mắt, cảm thấy ra mặt người đàn ông này thật dày, Miễn Cưỡng cười cười. Xin chào cục trưởng Thái, Hừ. Thái nhiên đương nhiên sẽ không nhìn an tâm với ánh mắt thiện cảm, phụ nữ luôn đố kỵ với phụ nữ có dung mạo hơn mình, đặc biệt vẫn là hình ảnh đầu tiên là người phụ nữ phóng đáng hư hỏng. An tiểu thư, cô cũng là người có thân phận, vẻ ngoài xinh đẹp, lại đi làm cái việc xấu xa quyến rũ đàn ông đã có chồng này, thành gian phu dâm phụ, trong mắt các người còn có luật pháp không? An tâm không hề gì cười quyến rũ nói. Cho nên bị bắt rồi, còn bị giới truyền thông chụp người không phải thánh hiền ai có thể tránh được, cục trưởng thái muốn thẩm vấn an tâm tuyệt đối phối hợp không biết liêm sỉ thái nhiên hừ lạnh một tiếng đừng cho rằng có gia tộc cô làm chỗ dựa chúng tôi sẽ qua loa cho xong tôi muốn biết chính là tình hình thực tế dương thần giơ tay nói tình hình thực tế kỳ thật rất đơn giản hai chúng tôi uống nhiều rồi tình đến mãnh liệt không kìm lòng nổi liền làm chút chuyện nam nữ bình thường một cảnh sát trẻ ở bên ghi chép đập bàn mạnh một cái ít nói bậy mại dâm chính là chơi gái bán thịt chính là bán thịt nói thật đi dương thần buồn rầu thở dài kiên nhẫn giải thích vì cảnh sát đại ca này tôi không nói bậy tôi chơi xong người phụ nữ này không trả tiền đây không được tính là mại dâm cô ta coi như bán cũng bán không thành rồi anh vài cảnh sát khác ở đó không kìm nổi thiếu chút nữa cười không ra tiếng đến an tâm cũng cảm thấy quá lộ liếu khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ oán giận chừng mắt nhìn dương thần cái gì mà tiền với không tiền bán với không bán, thầm nghĩ đêm qua tại sao không nhận ra người đàn ông này không biết xấu hổ như vậy, tuy nhiên chơi rất vui. Thái nghiên cảm thấy không khí không bình thường, ho khan một tiếng, các nhân viên cảnh sát xung quanh ngoan ngoan yên tĩnh lại. Không cần khoe miệng lưỡi lợi hại, anh lưu manh, anh vô lại, chúng tôi không nói được anh, cũng không cùng anh nói những cái này. Thái nghiên lạnh lùng nhìn chằm chằm dương thần, khinh thường nói. Tuy nhiên sự việc hôm nay đã bị truyền thông biết, Tôi nghĩ cho dù chúng tôi không cho hai người nếm mùi, bạn bè người nhà hai người, đoán chừng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. An tâm vẻ mặt ung dung ngón tay cuốn vòng quanh mái tóc dài của mình, thản nhiên như thường. Cục trưởng Thái, nếu không còn vấn đề khác, tôi nghĩ chúng ta có thể gặp luật sư rồi hãy nói tiếp. Luật sư của các người đã đến rồi. Thái nghiên cố nén tức giận, chỉ hai người đàn ông đều hói đầu ở cửa ra vào. Một người trong số đó dương thần còn có chút ấn tượng, đúng là lần đầu tiên mình đến cục cảnh sát, luật sư Trương đưa mình ra, thấy ông ta đến, Dương Thần biết rằng Thái Nhiên đã nói sự việc cho Lâm Nhược Khê biết, về phần người kia mang theo túi công văn, đoán chừng chính là luật sư của An Tâm rồi. Nhìn thấy luật sư đi vào, Thái Nhiên cũng không đếm xỉa tới hai người, bắt đầu cùng hai luật sư thương lược, tỉ mỉ kể lại quá trình xảy ra vụ án. Dương Thần nhân lúc rảnh rỗi, hỏi An Tâm. Tôi nói An Tiểu Thư, cô có thể giải thích một chút nguyên nhân của tất cả cái này không? mặc dù tôi nói không vì cô mà vứt bỏ nhiệt huyết nhưng dù sao cũng vì cô tiêu mất số tiền hơn trăm triệu cô dù sao cũng phải nói cho tôi nguyên nhân bị cô đùa chết này an tâm buồn bực bĩu môi cái gì mà số tiền trên trăm triệu tôi nhớ tiền phòng khi ra khỏi khách sạn vẫn là tôi đưa anh cũng là mời tôi uống ly rượu mà thôi đừng khoác loác cô đây không đúng rồi tiền bạc tầm thường sao có thể so sánh với tinh hoa đàn ông kia hơn trăm triệu của tôi nhìn thấy bộ dạng dương thần vẻ mặt cười gian tà an tâm lập tức hiểu cái gọi là tinh hoa kia là cái gì nhịn không nổi hung hăng nhéo phần thịt chỗ eo dương thần một cái má lúm đồng tiền xinh đẹp ửng hồng anh còn nói giày vò tôi cả đêm cũng không dùng biện pháp an toàn chẳng may tôi mang thai rồi tôi sẽ ôm đứa bé gõ cửa nhà anh xem vợ anh làm thế nào cái này còn có thể làm thế nào đều nhận mẹ con đều cần dương thần vẻ mặt hống hách nói an tâm hé miệng cười tỉnh lại đi việc này qua đi chúng ta sẽ đi theo hai con đường riêng biệt thật muốn tôi sinh con cho anh đợi anh có bản lĩnh gặp lại tôi hãy nói không phải tuyệt tình như vậy đợi đã cô còn chưa nói cho tôi vì sao lại xảy ra tất cả việc này dương thần truy vấn an tâm do dự một lúc thẹn thùng cúi đầu lần này tôi về nước kỳ thực là bố tôi đem tôi gả cho một người tôi không thích tôi không muốn lập gia đình nhưng lại nghĩ biện pháp dập tắt ý nghĩ của bọn họ cho nên cho nên cô liền chọn đem thân thể mình giao cho một người xa lạ để lấy cái này làm sự trả giá, khiến người đàn ông kia trở thành một vật hy sinh trong kế hoạch này của cô, đem danh tiếng của cô vấy bẩn, khiến đối phương từ bỏ ý nghĩ cưới cô. Dương Thần giờ khóc giờ cười, mình tại sao lại gặp việc như thế này, lau mặt, khô khốc cười nói. May mắn cô là người đẹp có giá trị, bằng không tôi thiệt to rồi. An tâm vốn tưởng rằng Dương Thần nghe xong việc hoang đường này sẽ giận dữ. Nhưng Dương Thần lại như cũ vẻ mắt cười hì hì, cẩn thận hỏi. Anh không tức giận sao? Tôi lừa gạt anh, còn mang đến cho anh nhiều phiền phức như vậy. Dương Thần ha ha cười. Tôi lại không phải lần đầu vào cuộc cảnh sát, hơn nữa danh dự lại không thể làm cơm ăn. Cô làm như vậy cũng không khiến thứ tôi thật sự để ý chịu tổn thất. Ngược lại tôi cảm thấy tôi bán có lời rồi, ngủ với một trinh nữ tuyệt đẹp, còn không cần gánh vác trách nhiệm. Hừ, tôi cũng nhìn ra rồi da mặt anh căn bản dày tới mức khó tưởng tượng, lớp màng kia của tôi thật là mất thật oan uổng. An tâm giả vờ giận dữ dơ dơ nắm tay. Không để hai người trò chuyện một thời gian dài, Thái Nhiên cùng hai luật sư đi tới, Thái Nhiên có vài phần nhụt chí. Hai vị có thể đi rồi. Dù sao luật sư hai bên đều là luật sư lớn, Thái Nhiên cũng không đủ chứng cứ, chỉ có thể thả người. Tuy nhiên trước khi đi, Thái Nhiên còn cười lạnh nói với Dương Thần anh hãy đợi ly hôn với Nhược Khê, cô ấy đã biết hết tất cả. Dương thần sơ sờ mũi, hôn nhân trước giờ kia bản thân không thực cảm giác đã từng tồn tại, việc này đâu sợ Lâm Nhược Khê biết, đoán chừng cũng là thoảng qua. Còn lại hai luật sư giải quyết một vài hậu quả, hai nam nữ vừa vào cục cảnh sát không bao lâu, lại trong ánh mắt khinh miệt của cảnh sát đi ra cửa lớn của đồn cảnh sát. Vừa đến bãi đỗ xe bên ngoài, Dương Thần với An Tâm liền nhìn thấy hai chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đỗ cách đó không xa. Sắc mặt An Tâm có vài phần khó coi, cười khổ nói: "Đến thật là nhanh, chương 91, những chuyện như thế này." Tình cảnh này, do đã biết được nguyên do, Dương Thần có thể đại khái đoán được người mà An Tâm nói đến là ai. Vài người đàn ông mặc Âu phục đen bước xuống từ hai chiếc xe Mercedes-Benz, theo sau là hai người đàn ông một già một trẻ. Thoạt nhìn thì khoảng ngoài 50 những sợi tóc đen trắng đan xen nhau được trải chỉnh tề vuốt ra sau đầu, một khuôn mặt dẻo dai không một nếp nhăn, xem ra bình thường rất chú ý bảo dưỡng, nhìn không ra vết tích của sự già yếu. Người thanh niên mặc một bộ âu phục màu trắng, thắt cà vạt màu đỏ, tinh thần sáng láng, khuôn mặt tuấn tú, mang theo nụ cười như ánh mặt trời, vừa xuống xe một cái liền đi bên cạnh người đàn ông lớn tuổi, thoạt nhìn có vẻ vừa thân cận lại vừa có vẻ tôn trọng người lớn tuổi. Đó là ba của cô, bảo dưỡng cũng không tệ nhỉ, lúc còn trẻ chắc còn đẹp trai phong độ hơn tôi xem ra gen của cô cũng rất khá đấy chứ dương thần chỉ chỉ vào người đàn ông trung niên có sắc mặt tái nhợt an tâm từ mặt của dương thần không thấy chút kinh hoàng nào kỳ lạ hỏi lại anh không đi sao ba tôi bây giờ nhất định là rất muốn xé xác anh ra đương nhiên là phải đi rồi nhưng bố của cô đã đến trước mặt tôi không chào một tiếng mà đã đi thì tôi lại thành bỏ chạy mất rồi tôi đây không thích chữ bỏ chạy này Dương thần cười cười nói. Không đợi an tâm khuyên nhiều, cha của cô đã chạy tới trước mặt của an tâm lên tiếng. Người muốn chạy cũng chạy không thoát. Ba, chuyện này coi như con làm, không liên quan gì đến anh ta. An tâm bước một bước đi đến trước Dương thần, chắn giữa cha và Dương thần, thản nhiên nói. Là con dụ dỗ anh ta, con gái an tâm của ba bây giờ đích thị là một người đàn bà hư hỏng rồi. Hơn nữa cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để lên trang bìa của một vài tờ báo lá cải, mọi người sẽ biết, con gái chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn An Thị đâu còn trong trắng nữa, trước khi kết hôn đã qua đêm với trai lạ ở quán ăn đêm, hơn nữa lại là ở khách sạn của gia tộc nhà vị hôn phu nữa chứ. Bốp, một cái bà tai như trời giáng lập tức giáng xuống, khuôn mặt trắng nõn nà của An Tâm hiện ra một dấu bàn tay đỏ ửng. Cái thứ nghiệp chướng như mày, mày, muốn tao tức chết. Hai con người trừng lên nhìn, mắt hẳn lên tia máu đỏ, giọng điệu run rẩy, bàn tay phải vừa dơ lên giữa không chung, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống một lần nữa. An tâm cũng không tránh đi, tiếng cười nhẹ bấm không vui không buồn, vuốt lại mái tóc dài bị rối một cách nho nhã. Nếu vẫn chưa đủ, có thể đánh thêm vài cái, dù sao cũng là ba đưa con đến thế giới này, ba có quyền đánh con, con không sao cả. Con không nên làm như vậy, từ nhỏ đến lớn, con chưa từng làm ba thất vọng, con đều rất nghe lời tại sao nhìn vào đứa con gái danh ghế duy nhất, đau khổ hỏi. An tâm nhìn thẳng vào ba, rồi lại liếc mắt sang nhìn người đàn ông mặc bộ âu phục trắng mặt không chút biểu cảm, cười đau khổ. Không sai, từ nhỏ đến lớn đều rất nghe lời ba, bởi vì ba nói con là niềm hy vọng mà người mẹ đã mất của con để lại ở thế giới này. Bảy tuổi ba nói con phải học piano, không mất đến một năm con đã đạt giải nhất giải nhi đồng toàn quốc. Năm chín tuổi ba để con theo học thầy dạy ba lê, 13 tuổi con đến viên tham gia biểu diễn cùng đoàn nghệ thuật của Nga, học vẽ, học xếp hoa, học tất cả những thứ mà con cái nhà quý tộc học, chỉ cần ba muốn con làm, con đều sẽ làm được, hơn nữa còn nỗ lực để đạt được thứ tốt nhất. Ba nói không biết nên chọn Oxford hay Cambridge con đã học đến quên ăn quên ngủ để lấy được tấm bằng thạc sĩ của cả hai trường đó. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần ba nhắc đến người mẹ đã mất của con, không muốn con phụ sự kỳ vọng của bà ấy, con đều dốc toàn lực đi làm. Nhưng, trong mắt An Tâm ánh lên vài tia màu hồng đỏ, trong suốt, khóe miệng cười lên những tiếng cười chua xót. Nhưng người mẹ đã mất của con sẽ không ép con lấy người mà con không muốn lấy, là ba muốn con lấy anh ta. An Tâm chỉ tay vào người đàn ông mặc bộ Âu phục trắng đứng bên cạnh đang lặng yên không nói câu nào, cười nhạt nói. Người này chi là kẻ thân thích của tình nhân của ba thôi, ba nghe lời tình nhân, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của con, muốn con lấy một người hoàn toàn xa lạ hơn nữa lại là người đàn ông mà con không thích. con là con gái ruột của ba, còn người đàn bà đó mới ở bên cạnh ba hai năm thôi mà cái gì ba cũng nghe à? hoàn toàn coi thường những việc con làm. đây lẽ nào cũng là vì người mẹ đã chết của con? đủ rồi. an tại huân quát lên một tiếng rất to, rồi ngay lập tức kho một trận kịch liệt, không nói tiếp được đến nửa câu. người đàn ông mặc bộ âu phục trắng đứng bên cạnh tỏ vẻ lo lắng, nhíu mày nói: bác an đừng kích động. An Tâm chỉ là nhất thời nghĩ không thông, cô ấy tuổi trẻ bồng bột dễ phạm sai lầm, để cháu đi nói chuyện với cô ấy. An Tại Huân nghe thấy lời của người đàn ông đó, lộ vẻ vui mừng, khổ sở gật gật đầu. "Liễu Vân, là nhà họ An chúng ta có lỗi với cháu, là An Tâm đứa con gái bất hiếu này có lỗi với cháu." "Con không có lỗi gì với anh ta, từ trước đến giờ con chưa từng hứa hẹn gì với anh ta, con muốn ngủ với người đàn ông nào đấy là quyền tự do của con." an tâm lạnh lùng nói. Liễu Vân cũng chẳng thèm để ý, Trấn An An tại huân xong rồi mới quay ra cười với an tâm nói. An tâm đừng bướng bỉnh nữa, em xảy ra chuyện này, bác và dì đều rất lo lắng cho em, mau đi về cùng chúng ta đi. Đây là chuyện nhà chúng tôi, liên quan gì đến anh? An tâm quay đầu bỏ đi, không thèm để ý đến Liễu Vân. Liễu Vân vẫn không hề tức giận, nở một nụ cười ấp áp khuyên nhủ. Được được, đây là chuyện nhà em, nhưng là một người bạn anh cũng muốn để cha con em có thể cùng ngồi xuống nói chuyện anh biết em không vừa ý khi được gả cho anh chúng ta quen nhau chưa lâu nhưng anh đối với em là thật lòng thật dạ từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đã không thể nào quên được em rồi hãy cho anh thêm thời gian đợi sau khi chúng ta kết hôn anh sẽ cho em thấy lựa chọn anh là một điều đúng đắn anh điên rồi sao anh còn muốn lấy tôi an tâm không thể tin nổi nhìn vào liễu vân anh còn muốn lấy một người phụ nữ hư hỏng một người phụ nữ mà trong mắt người khác là một người đàn bà dâm đáng về làm vợ anh. Liễu thiếu gia của tập đoàn Bích Liễu, não của anh có vấn đề rồi à? Dương thần đứng ở bên cạnh nghe đến đây không khỏi có chút kinh ngạc, không ngờ Liễu Vân trẻ tuổi này lại phải lấy an tâm yêu quái, đúng là xui xẻo, không những hủy hoại danh tiếng của bản thân mà còn ác ý hủy hoại danh tiếng của bên nhà vị hôn phu hẳn là đã có kế hoạch ở trong sản nghiệp nhà đối phương làm chuyện như vậy tối hôm qua không phải mình đưa cô ta đến khách sạch Bích Vân thì an tâm cũng sẽ tự nhắc đến. Lúc này, Liễu Vân lắc lắc đầu. Anh nói với em những điều này đều là thật lòng. An Tại Huân có chút cảm động, vốn tưởng chuyện này hỏng đến nơi rồi, không ngờ Liễu Vân lại khoan dung độ lượng như vậy, lập tức nói. Liễu Vân à, con đúng là đứa con ngoan, con bé an tâm này không biết tốt xấu, gây ra chuyện ô nhục cả đời như thế này, con không tính toán gì mà vẫn muốn lấy nó, Ta đúng là không nhìn nhầm người, An Tâm mau xin lỗi Liễu Vân đi. An Tâm hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi. "Con!" An Tại Huân lập tức muốn nổi đóa lên. "Có phải con muốn làm ta tức chết mới cam tâm không hả?" Đúng lúc này, thấy vẫn không ai để ý tới mình, Dương Thần chịu không nổi, mở mồm ra nói. "Vậy, không có chuyện của tôi, tôi đi trước đây, hôm nay tôi muộn làm rồi, không thể lại muộn tiếp được." mấy người lúc này mới nhớ ra nhân vật nam chính vẫn còn đang đứng ở bên cạnh. An Tại Huân đối với Dương Thần xa lạ đã là quan hệ, ác tặc với con gái ông, tất nhiên không mấy hỏa nhã, cười giận dữ nói. Muốn chạy sao, cậu dụ dỗ con gái ta, để nó phạm phải lỗi lầm lớn như vậy, cậu có thể toàn mạng mà rút lui sao? Chú à, vậy chú muốn như thế nào? Dương Thần cười khổ sở. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, cháu cũng chẳng biến con gái chú lại thành trinh nữ được cậu, tên xúc sinh này. An Tại Huân không ngờ Dương Thần không những không sợ, còn ngang nhiên trưng ra bộ mặt hồn nhiên không sợ sệt gì. Liễu Vân sốc lại tinh thần, sắc mặt ôn hòa hỏi Dương Thần. Vị tiên sinh đây họ gì vậy? Tôi tên Dương Thần, Liễu tiên sinh cảm thấy khó chịu trước việc tôi cướp đi vị hôn phu của anh, thì anh cứ to tiếng chửi tôi mấy câu, ưng ừ, tôi biết mà, đàn ông đương nhiên là không thích có người cướp đi người phụ nữ của mình rồi, mặc dù vẫn chưa trở thành người của anh dương thần sờ sờ đầu có những chuyện chẳng biết phải làm thế nào chuyện này mà cứ đè nén thì sẽ trở nên lung tung lộn xộn mất thôi liễu vân cười nói dương tiên sinh là người hiểu chuyện tôi không có ý định báo thù dương tiên sinh tôi hy vọng chuyện này có thể bình tĩnh giải quyết để an tâm vợ chưa cưới của tôi chịu ảnh hưởng ít nhất lần này là ngoài ý muốn của cô ấy là do tôi chăm sóc cô ấy chưa đủ tốt khó chối được sai lầm này dương tiên sinh nếu không ngại mọi người giải quyết chuyện này trong hòa bình chỉ cần dương tiên sinh miệng kín như bưng có người hỏi đến chuyện này thì cũng xin một mực phủ nhận phủ nhận nhà báo đều đến rồi phủ nhận thì có ích gì chứ dương thần hỏi liễu vân cười tự tin dương tiên sinh hình như không biết sản nghiệp truyền thông của tập đoàn bích vân cũng rất có thành tích sáng sớm hôm nay những thông tin kia đều đã được thu hồi lại rồi cơ bản đều đã được khống chế vì vây dương tiên sinh có thể yên tâm sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng của dương tiên sinh những bức ảnh truyền ra ngoài chúng tôi sẽ giải quyết, một mực phủ nhận tất cả, không cần biết là An Tâm hay Dương Tiên Sinh, đều sẽ không gặp bất cứ phiền phức nào. Dương Thần xem như đã hiểu ra rồi, vị chủ tịch trẻ của tập đoàn Bích Vân quả nhiên cũng có chút tài năng, không ngờ đến truyền thông Trung Hải cũng có thể khống chế được. An Tại Huân vui mừng vỗ tay. Liễu Vân giỏi thật, vẫn là cháu có cách, Liễu gia quả nhiên không phải là gia tộc tầm thường, cứ như vậy ta có thể yên tâm được rồi, ta nói cái con bé này làm chuyện ngốc nghếch như vậy, hỏng mất danh tiếng, không sợ sau này được gả vào liễu ra rồi sẽ bị người ta ghét bỏ sao. Bác yên tâm, người khác dám nói xấu gì an tâm liễu vân cháu sẽ cố hết sức bảo vệ an tâm không bị tổn thương. Liễu Vân nói xong lại nhìn An Tâm bằng đôi mắt đắm say. An Tâm rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt, nhưng không phải vì đôi mắt nồng cháy tình yêu của Liễu Vân mà là vì thủ đoạn của Liễu Vân khiến cô không kịp phòng bị. Kế hoạch phá hỏng danh tiếng của cô coi như thất bại, vậy là chắc chắn vẫn bị gả vào nhà họ liễu rồi không còn lựa chọn nào nữa hiện giờ vẫn còn một tia hy vọng đó là dương thần không phủ nhận gì đem tất cả chuyện ngày hôm qua nói ra hết vậy thì những thông tin bị phong tỏa kia cũng coi như vô dụng rồi bởi lời mà đương sự nói mới có sức thuyết phục nhất nhưng nếu dương thần nói sự thật ra thì anh ta cũng phải mang cái tiếng gian phu dâm phụ ảnh hưởng tới danh tiếng của anh ta khi còn có sự lựa chọn khác ai sẽ vô vị đến mức mà nhận các tiếng bị người ta phỉ nhổ chứ. Mặt an tâm trở nên trắng bệch, quay đầu lại nhìn Dương thần trầm mặc không nói, người mới quen biết không đến một ngày, lại cướp đi cái mà mình trân trọng còn hơn bản thân suốt 20 năm qua. Đích thị là một người đàn ông, anh ta vẫn như đêm hôm qua, hóa thành một chàng kỵ sĩ dũng cảm, mang chính mình lao ra phía trước bụi gai sao. Không biết từ lúc nào Dương Thần đã rút từ trong túi ra một điếu thuốc châm lửa nhả ra những vòng khói trông giống bộ dạng của một lão nông dân, so với người đã thành đạt như Liễu Vân quả là một trời một vực. Liễu Vân tràn đầy tự tin, kiêu ngạo nhưng vẫn không mất đi sự ôn hòa, dường như sự anh tuấn trẻ tuổi vốn như nó phải thế, nhìn Dương Thần chậm chạp không nói lời nào, có vẻ như đang suy nghĩ, anh ta cũng không vội vàng. Dương Tiên Sinh có phải cảm thấy chuyện này có chỗ oan ức, nếu Dương Tiên Sinh không ngại Liễu mỗ nhiều chuyện, Liễu mỗ sẽ bù đắp cho Dương Tiên Sinh chỉ cần Dương Tiên Sinh miệng kín như bưng là được, giữ gìn danh dự cho vợ chưa cưới của tôi và Dương Tiên Sinh. Không cần. Dương thần khoát tay phả khói, cao mày nhìn an tâm đang thấp thỏm không yên, lại nhìn Liễu Vân Dường như đã nắm chắc mọi thứ trong tay cười cười nói. Người như tôi chẳng dám nói đến chuyện vĩ đại gì, cũng chẳng nói được mấy chuyện nhưng, nói đến chuyện phụ nữ, chuyện đã rồi mà còn ép nói là không có chuyện đó, chuyện này, tôi không làm được audio điện tử võ tấn bền. Chương 92, tất cả đều cút hết đi. Dương Thần vừa nói dứt câu, nháy mắt một cái, vẻ mặt của mỗi người đều rất phấn khích. Liễu Vân và An Tại Huân đều tưởng mình nghe nhầm, ngay sau đó An Tại Huân lại nổi cơn tức giận, còn Liễu Vân chợt nhắm hai mắt lại, trong phút chốc không đoán ra được điều gì. Vui sướng nhất là an tâm, vui đến mức phát khóc, những giọt nước mắt trong suốt tràn qua mi. Anh ta vẫn là chàng kỵ sĩ đi con bà nó danh dự, đi con bà nó tiền bạc, đi con bà nó miệng kín như bưng. Làm thì làm rồi không có cái gì mà không được nói, không thể nói. Người đang hút thuốc khiến người khác phải sặc khói kia, bộ dạng bình thường, người đàn ông vừa mới quen biết chưa được một ngày, vì một kế hoạch vớ vẩn của mình, lại dùng danh dự của anh ta để giữ gìn sự tôn nghiêm cho mình. Dương thần em yêu anh chết mất thôi. Giống như vừa từ địa ngục trở lại với thiên đường, an tâm vui mừng nhào vào trong lòng Dương thần, Hai tay ôm cổ Dương Thần, cũng chẳng để ý chuyện Dương Thần vừa mới hút thuốc, hôn Dương Thần một nụ hôn thật nồng nàn. Chẳng sợ xung quanh còn có ba, chồng chưa cưới, vệ sĩ đang nhìn, như vậy thì đã sao chứ? Tất cả đều cút hết đi, tôi chỉ cần người đàn ông này thôi. Dương Thần có vẻ hơi xấu hổ, hiện tại con gái nhiều cô đơn thuần, chính mình là tên lưu manh chơi xấu người ta xem ra được coi là phong độ, còn chủ động hôn mình, trầm u mờ mặc dù không thích bằng hút thuốc nhưng hôn ngay trước mặt cha với chồng chưa cưới của người ta thế này, trong lòng vẫn thấy không tồi chút nào. Đặc biệt là tên Liễu Vân trẻ tuổi lắm tiền đó, so với mình còn đẹp trai hơn một chút, nhưng đến cuối cùng, người phụ nữ của ngươi chẳng phải vẫn nằm trong lòng ta sao? Ưm, chấm um, u .uhm. hát mờ. Dương thần ngại ngùng nói. An tâm cô, cô đừng dùng răng cắn đầu lưỡi của tôi. An tâm kiềm chế bản thân, ở miệng, ở mặt thậm chí cả ở cổ của Dương Thần đâu đâu cũng để lại những nụ hôn ướt át, lúc đó mới chịu bỏ ra, ánh mắt đầy cảm động nhìn Dương Thần. Bản thân An Tại Huân cũng sắp bị làm cho tức chết nhìn thấy con gái đứng ngay trước mặt đang hôn cuồng nhiệt một người đàn ông hoang dã, thiếu chút nữa giận đến ho ra máu, run rẩy khớp hàm nhìn hai người, lại không thể chửi được câu nào chỉ không ngừng thở hổn hển. Liễu Vân vẫn im lặng như nước, nhưng vẫn không hề tức giận, để An Tại Huân không phải quá kích động mới từ từ phong độ xoay người lại, nghiêm mặt nói dương tiên sinh xem ra anh không muốn phối hợp rồi dương thần cười ha hả nói đây không phải là tôi không muốn phối hợp chỉ là con người tôi không có thói quen trợn mắt lên nói dối như vậy thôi đặc biệt là đối với loại chuyện nghiêm túc như thế này người sống một bộ mặt cây sống một lớp vỏ không thể coi trinh thiết con gái nhà người ta không ra gì được tôi nghĩ nếu liễu đại thiếu ra quả thực thích an tâm thì nên hiểu đạo lý này nếu tôi không thật sự yêu cô ấy thì sẽ không hao tâm tổn trí che giấu giúp cô ấy. Dương thần lắc đầu, lần đầu tiên tỏ vẻ nghiêm túc. Anh phải che giấu cái gì? Anh che giấu không chỉ là trinh tiết của cô ấy, không chỉ là sự tôn nghiêm của cô ấy nếu như anh thật sự yêu cô ấy, thì nên yêu mọi thứ thuộc về cô ấy sợ gì chuyện cô ấy lên giường với một trăm, một nghìn, một vạn người đàn ông chứ, anh cũng nên tiếp nhận điều đó, chứ không phải là tìm cách để che giấu đi sự thật đó cái mà anh yêu chỉ là thể xác bên ngoài chứ không phải là an tâm dương tiên sinh hãy thu lại những lời nói vớ vẩn của anh đi đừng hoài nghi tấm lòng chân thành của tôi đối với vợ chưa cưới của tôi sắc mặt của liễu vân bắt đầu khó coi an tâm cũng khó có thể che giấu được vẻ xúc động vừa mới lau khô được nước mắt nước mắt lại trực trào ra giận dỗi đập vào ngực của dương thần đáng ghét chỉ biết nói những lời làm người ta phải khóc có phải là còn muốn lên giường với em không? Đây rõ ràng là do ông trời không tốt. Dương thần xấu hổ cười cười, hắn chỉ là ăn ngay nói thật. Nhìn hai người không coi ai ra gì còn liếc mắt đưa tình với nhau, Liễu Vân dù có nhịn thế nào cũng không thể nhịn được nữa, nheo hai mắt lại. Dương tiên sinh, xin anh hãy tự trọng một chút an tâm vẫn còn là vợ chưa cưới của tôi, tôi sẽ không thay đổi quyết định kết hôn của mình nếu anh hy vọng đến lúc đó có thể bình yên vô sự đến dự hôn lễ của chúng tôi, thì tốt nhất không nên dây dưa với vợ chưa cưới của tôi nữa nghe thấy những câu nói mang vài phần uy hiếp này dương thần theo bản năng liền cảm thấy không thoải mái cười nhạt nói tôi ở cùng tiểu bảo bối của tôi như thế nào đó là tự do của tôi về việc có thể nhìn thấy lễ cưới của anh và an tâm hay không còn phải xem an tâm có đồng ý lấy anh không đã vấn đề này tôi thấy còn phải bàn bạc thêm an tại huân lúc này đã lấy lại được một chút hơi giận không thể lớn tiếng quát mắng tên xúc sinh ăn tim gấu gan hùm ngươi là loại người gì vậy? Ngươi đừng tưởng con nha đầu thối này bảo vệ ngươi là chúng ta không làm gì được ngươi. Chỉ cần an tại huân ta còn một hơi thở, ta tuyệt đối không để tên xúc sinh như ngươi có ngày tốt lành đâu, ngươi tin không ngay bây giờ ta có thể sai người đánh chết ngươi. Không được làm hại anh ấy. An tâm thấy cha thực sự sắp động thủ vội vàng giang hai tay ra bảo vệ dương thần, trong lòng cô lúc này tràn ngập sự ái náy và cảm động đối với dương thần, sao có thể khác được. Dương thần cười nhạo, dường như đây là chuyện buồn cười nhất thế gian này, kéo an tâm yếu đuối không sức chống cự về phía sau mình, tiến lên vài bước, hướng về phía an tại huân và liễu vân nói. Dạo này tôi khá nghèo, không nhiều tiền bằng các người, thủ hạ cũng không đông bằng các người, xe cũng không đắt bằng của các người, chấm ti yêu ai nhiên, không có nghĩa là tôi để cho các người ức hiếp, tôi không có thói quen đem phụ nữ ra làm tấm kính để chắn cho mình, bộ mặt là phải dựa vào hai tay mình kiếm được, không phải dựa vào mồm mép mà nên chuyện được. Nói tới đây sắc mặt của Dương Thần trở nên đáng sợ, ánh mắt nhìn xuyên thấu khiến An Tại Huân và Liễu Vân đều cảm thấy vài phần khó chịu. Lão già, tôi nói cho ông biết, tôi ghét nhất bị người ta uy hiếp, Dương Thần tôi hôm nay đứng trước mặt ông, một đôi tay, một đôi chân, còn mang thêm một thứ mà hơn tất thảy các người. Lão già, tôi đã làm tình với con gái ông, tôi làm tình với con gái ông không chỉ một lần, hai lần, một đêm tôi làm tình với cô ta tới mười mấy lần, ông có thể làm giống như tôi không? Tôi đã làm rồi, tôi còn làm rất vui vẻ nữa, con gái ông cũng rất vui vẻ, qua mấy ngày không chừng con gái ông còn sinh cho tôi một đứa con cũng nên, vậy ông bảo tôi phải làm thế nào? Ông muốn tôi phải làm thế nào? Ngươi, ngươi, ta. Nghe đến những câu thô bỉ như vậy An Tại Huân trợn ngược mắt lên, giận tới mức không nói nên lời, liền hôn mê bất tỉnh vài tên vệ sĩ vội vàng đỡ ông ta đưa ông ta về xe an tâm nghe dương thần nói tới những hành vi phóng đãng như vậy đôi má lúm đồng tiền đỏ ửng chính mình cũng có chút ngạc nhiên không ngờ mình lại không hề nổi nổi giận ngược lại trong lòng còn cảm thấy ngọt ngào nhìn dương thần đứng sừng sướng trước mặt nhưng bóng dáng lại không hề cao lớn lại có cảm giác an toàn của một ngọn núi cảm giác vững vàng liễu vân cũng đã bị khiêu khích đến giới hạn chịu đựng cuối cùng từ trước đến giờ chưa có ai dám đứng trước mặt mình nói những lời khiêu khích như vậy khóe miệng cười nhạt nói. Dương tiên sinh, anh sẽ phải hối hận vì những hành động vô lễ mà anh đã làm. Hối hận cái mẹ ngươi á. Lúc Dương thần nói, đột nhiên thân hình ở phía trước nhào đến, một bàn tay như con rắn điện chộp lấy cổ liễu vân. Thiếu ra, vài tên vệ sĩ căn bản không kịp phản ứng, liền đứng nhìn liễu vân bị Dương thần dùng một tay bóp cổ, chặn ở chỗ chí mạng thả thiếu gia của chúng ta ra. Vài tên vệ sĩ giận dữ quát, nhưng lại không dám hành động khinh suất, bởi chúng có thể nhìn thấy lửa giận từ ánh mắt của Dương Thần, thậm chí là cả sát khí. Liễu Vân thấy mình bị giữ như vậy, liền có ý dùng quyền cước để đánh lại Dương Thần, để hắn thả mình ra, nhưng về điểm này anh ta sao có thể bằng được Dương Thần, vài cái nắm tay đá chân trên người Dương Thần, chẳng qua chỉ như mũi đốt chẳng thấm vào đâu. Dương Thần cười nhạt một tiếng, tay dùng thêm chút lực, bóp chặt vào cổ Liễu Vân, rồi nhấc bổng cái thân hơn 50 cân của Liễu Vân lên dễ dàng như nhấc một con búp bê bằng vải. Ngươi, chấm em yêu buông thiếu ra nhà ta ra. Mấy tên vệ sĩ cuống lên, nhưng chúng cũng không dám khinh thường người đàn ông khí lực phi thường này, nhỡ đâu hắn dùng lực bóp gãy cổ của Liễu Vân thì sao? Dù sao đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, vua vẫn phải thua thằng Liều, bọn họ đều không dám làm gì. Liễu Vân gần như đã không thể thở được nữa rồi, mặt đỏ bừng, bắt đầu liều mạng dãy ruộng nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi cánh tay cứng như thép của dương thần dương thần không thèm để ý nói nói chuyện tử tế với các người các người lại tức giận giận rồi thì cũng thôi lại còn chửi ta chửi ta ta cũng rộng lượng bỏ qua nhưng uy hiếp ta là không đúng rồi mà nói xong quay đầu lại hỏi an tâm vẫn đang ngây người ra an tâm tiểu bảo bối em nói xem có phải bóp chết hắn không an tâm giật mình lúc này mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình kinh ngạc vì sức mạnh quỷ thần khó đoán của dương thần đồng thời vội vàng hô đừng đừng giết người dương thần anh mau bỏ anh ta xuống xem ra ở trước mặt an tâm tiểu bảo bối ta tha cho ngươi dương thần nói rồi buông tay ra khỏi liễu vân liễu vân kịch liệt ho khan cả mặt đỏ bừng sợ hãi lui về phía sau của mấy tên vệ sĩ há mồm ra thở dốc mạng của ngươi là do an tâm cứu cho nên tốt nhất ngươi đừng có làm khó cô ấy lần sau ta sẽ không dễ dàng mà thả cái cổ của ngươi ra như vậy đâu nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây dương thần nói xong mỉm cười nháy mắt với an tâm rồi quay người bỏ đi liễu vân và đám vệ sĩ mặt biến sắc mấy lần trung quy là vẫn không đủ dũng khí đi ngăn cản nhưng thật ra an tâm mới là người không nỡ nhất nhưng biết rằng sau này không phải là thời điểm có thể quấn lấy dương thần hơn nữa chuyện đã đến nước này Dương Thần đã vì mình mà làm quá nhiều rồi, sau này phải dựa vào bản thân mà đối diện tất cả thôi. Giống như Dương Thần nói cô cũng có sự tôn nghiêm của cô. Trong lòng đối với Dương Thần rất cảm kích, An Tâm nhìn hắn rời đi, rồi sửa sang lại dung nhan, đi về hướng chiếc xe Mercedes Ben. An Tâm, em đi đâu? Liễu Vân trầm giọng hỏi. Anh ta không muốn người phụ này lại rời xa khỏi tầm mắt của mình một lần nữa. An Tâm mỉm cười, lười nhác nhìn anh ta. Còn có thể đi đâu được chứ? về nhà. Nói xong chủ động chui vào trong xe rồi kéo kính lên. Khuôn mặt Liễu Vân u ám hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp, đến cuối cùng, dùng những từ mà chỉ có mình nghe được lẩm bẩm nói. Là của ta, ai cũng không thể cướp đi được. Chương 93: Thất bại của người đàn ông. Dù sao thì vẫn là ngày đi làm, Dương Thần sau khi rời khỏi sở cảnh sát, lái xe chạy thẳng đến Quốc tế Ngọc Lôi, mặc dù kế hoạch chủ yếu mỗi ngày là mua đồ ăn sáng thất bại, nhưng là một người yêu công việc là một nhân viên xuất sắc yêu công ty, Dương Thần cảm thấy vẫn là nên tự mình tiếp tục trò chơi đến khi tan làm mới được. Vừa bước vào phòng làm việc của ban quan hệ xã hội, vô số ánh mắt u oán phẫn uất đều tập trung về phía hắn, khiến hắn được một phen dựng tóc gáy. "Các vị mỹ nữ chào buổi sáng." Dương Thần cười cười chào hỏi, rồi đứng ngây ra ở cửa như một cái máy thiếu dầu bôi trơn. "Hừ, người nào đó không để ý đến chị em chúng ta sống chết ra sao?" vừa mới sáng sớm đã khiến chúng ta bị đói. Trương Thái Biểu đôi môi đỏ mọng, oán giận nói. Dương thần sợ đám phụ nữ này thi nhau công kích, vội vàng nói. Tôi có thể giải thích, hôm nay gặp phải chút rắc rối. Rắc rối gì? Một người đẹp không tin hỏi lại. Dương thần từ trước đến nay vẫn khá thành thực, mở mồm ra nói. Đêm qua ở quán ăn đêm dụ dỗ được một em, sau khi lên giường thì bị cảnh sát bắt, Sáng sớm hôm nay vừa đi ra từ sở cảnh sát, tôi cũng không kịp ăn bữa sáng nè. Tất cả phụ nữ ở ban quan hệ xã hội đều có vẻ mặt đen tối, lý do này mà cũng có thể bịa được, ai tin đây? Vài người đẹp trêu đùa. Khoác lác, anh chỉ háo sắc chứ sao có gan mà làm, lại còn dụ dỗ người ta lên giường với anh, chắc là khủng long chứ gì. Cũng không phải một lần quên mua đồ ăn sáng, rồi tiện đến muộn sao, biết anh là người có tiếng làm việc không đàng hoàng, bọn tôi tha cho anh nhưng cũng đừng bịa ra lý do vớ vẩn như vậy. Anh Dương, hay là anh đến dụ dỗ em đi, để em xem em có lên giường cũng với anh không, để cho cảnh sát bắt một lần em cũng chưa vào đồn cảnh sát bao giờ. Đồ hồ ly tinh lẳng lơ, lần sau muốn vào đồn cảnh sát, thì cứ vào cửa hàng ăn đêm, như vậy không phải xong rồi sao? Một đám phụ nữ díu ra díu rít với nhau, chẳng ai thèm tin cả. Dương thần đâm ra bực bội, nói thật mà không ai tin, đây là cái đạo lý gì vậy? Phòng ba coi như đã qua được, đợi Dương Thần ngồi vào chỗ, Triệu Hồng Yến ngồi bên cạnh nửa cười nửa không liếc nhìn hắn một cái. Anh bị bắt vào đồn cảnh sát thật à? Tôi việc gì phải lừa cô chuyện như thế này làm gì, tôi còn cãi nhau với người nhà của cô gái đó mấy câu. Triệu Hồng Yến tỏ vẻ khâm phục. Anh cũng đen đủi quá đi chứ, Vụng Trộm ở bên ngoài còn bị cảnh sát bắt, chưa từng gặp người đàn ông nào thất bại như anh. Em tưởng Vụng Trộm mà đơn giản sao? Dương thần không vừa lòng. chị bằng lần sau em cũng thử đi vụng trộm xem sao, đừng để chồng em bắt được là được. Triệu Hồng Yến đỏ mặt, nhìn Dương thần với vẻ hờn rỗi. Nói lung tung cái gì vậy, tôi là gái nhà lành, tận sức phấn đấu cả đời vì hạnh phúc gia đình nhá. Lần trước không biết ai bị tôi sờ một cái, khiến phía dưới chảy cả nước thế nhỉ. Dương thần lầm bẩm nói. Triệu Hồng Yến sao chịu được sự khiêu khích ám muội này, giơ tay lên đánh vài cái vào vai dương thần đỏ mặt nói không được nhắc lại vấn đề này nữa sau này cũng không được phép làm thế nữa tôi chỉ coi anh là đồng nghiệp bình thường mà thôi không có ý nghĩ đen tối như anh đâu tâm tư xấu xa cái gì dương thần nhìn người phụ nữ đang xấu hổ bằng ánh mắt chế nhạo em nói tôi giấu đầu hở đuôi tôi còn chưa nói em xấu hổ cái gì chứ triệu hồng yến tức đến mức bộ ngực không ngừng phập phồng hư một tiếng rồi quay đầu bỏ đi không thèm để ý đến Dương Thần. Lúc đó Lưu Minh Ngọc mặc một bộ váy trắng, dáng người thướt tha tiến tới, mấy ngày hôm nay không cần ứng phó với sự quấy rầy của bộ trưởng mã, khí sắc của phụ nữ ban quan hệ xã hội này xem ra có vẻ tốt hơn nhiều rồi, hồng hào nhuận sắc, khuôn mặt mỹ miều như đóa hoa tulip. Lưu Minh Ngọc đang cầm một tách cà phê nóng hôi hổi, dựa vào bàn làm việc của Dương Thần, bởi vì bị đè ép, khiến cho thân dưới của cô ta trở nên đầy đặn hơn, lộ ra những đường cong khoa trương dương thần cậu cũng đừng trêu hồng yến nữa cô ấy cũng chỉ là vì lo lắng cho cậu mà thôi buổi sáng không thấy cậu đi làm còn muốn gọi điện thoại hỏi xem cậu có xảy ra chuyện gì không nhưng ai biết là điện thoại cậu lại tắt máy chứ triệu hồng yến bị nói ra hết những tâm sự không giữ được thể diện chị minh ngọc nói gì vậy sao em phải lo chuyện người không có lương tâm này đến hay không đến chứ trong lòng dương thần cũng cảm thấy ấm áp xem ra mấy người phụ nữ ở đây thực sự quan tâm mình cười cười nói với Hồng Yến. Xấu hổ cái gì chứ, quan tâm đến đồng nghiệp thì có gì không đúng. Ai quan tâm đến anh, ít tự kiêu đi. Triệu Hồng Yến vở giận dỗi chừng mặt nhìn hắn, quay người đi tiếp tục làm việc khác. Dương thần quay lại nhìn Lưu Minh Ngọc đang điềm tĩnh đứng bên cạnh, hỏi. Còn chị, có lo lắng cho tôi không? Tôi, Lưu Minh Ngọc đột nhiên bị hỏi như vậy, sắc mặt có chút không tự nhiên. Liên quan gì đến tôi chứ, cái bộ dạng vô lại của cậu đừng để người khác chịu thiệt thòi thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì. Nói xong, Lưu Minh Ngọc bước nhanh về. Thật là biết trả vờ, Dương Thần lắc đầu, cười cười, mở máy tính, bắt đầu chơi trò chơi của mình. Buổi trưa vẫn ăn cơm ở nhà ăn nhân viên của Quốc tế Lôi Ngọc, ba người phụ nữ một bàn, đem cơm canh chia cho Dương Thần xong, căn bản cũng chỉ là ngồi nhìn Dương Thần ăn như sói nhai hổ nuốt, chính mình cũng chỉ ăn được mấy miếng phần nhiều thời gian đều là ngồi nói những thứ như mỹ phẩm, thời trang, phụ nữ đúng là chẳng bao giờ hết chuyện, đặc biệt là phụ nữ làm ở công ty thời trang. Lúc này Trương Thái mới đột nhiên đề xuất ra một vấn đề. Ây, sắp công bố về bộ siêu tập mùa thu rồi, các chị nói xem đến lúc đó sếp có thể xuất viện để chủ trì được không? Chắc là có thể. Triệu Hồng Yến ngẫm nghĩ một chút. Sắp nửa tháng rồi, không phải nói sếp tiến hành trị liệu rồi sao, chắc cũng sắp kết thúc rồi nếu đến lúc đấy mà sếp vẫn không đến thì lễ công bố năm nay chắc chắn sẽ thiếu đi rất nhiều nhân vật cao cấp lưu minh ngọc cũng có chút lo lắng đột nhiên nhìn dương thần ở bàn đối diện đang ăn cắm đầu vào ăn giờ khóc giờ cười nói dương thần cậu chí ít cũng là nhân viên của công ty lại không quan tâm gì đến chuyện của công ty sao tôi quan tâm thì có tác dụng gì dương thần thầm nghĩ liếm liếm hạt cơm ở khóe miệng rồi cười tôi không phải là bác sĩ Tôi quan tâm thì Lâm Tổng có thể sớm xuất viện à. Vô tâm quá đi mất. Trương Thái lẻ lưỡi với bộ dạng đáng yêu. Vợ anh đúng là đáng thương, anh không đáng mặt làm chồng. Đúng vậy, lấy được vợ rồi còn đến quán ăn đêm lêu lỏng, kết quả là còn bị cảnh sát bắt. Công việc cũng không cố gắng, đúng là không biết cô gái ngốc nghếch nào sẽ lấy anh nữa. Triệu Hồng Yến châm chọc. Dương Thần cũng chẳng để bụng, cười cười, biết là các cô ấy cũng chỉ đùa thôi không thì đã không cùng ngồi ăn cơm với mình, trong lòng đang nghĩ, tuần sau Lâm Nhược Khê chắc chắn xuất viện rồi, có rất nhiều chuyện, cũng nên nói với cô ấy một chút. Nói chính hắn một, ông chồng, bị cảnh sát bắt, vẫn là do làm bậy với người phụ nữ bên ngoài, cô vợ, Lâm Nhược Khê này đến một bức thư cũng chả viết cho mình, chỉ phái một luật sư giúp mình ra khỏi sở cảnh sát có thể bình tĩnh đối đãi với chuyện chồng làm ở bên ngoài như vậy, trong giới phụ nữ, em Lâm nhà mình cũng coi như là độc nhất rồi lười đến độ nghĩ đến đây cũng chẳng có tác dụng gì dương thần lắc đầu định tiếp tục ăn cơm bất giác nhìn thoáng qua phát hiện đã nhiều hôm nay không nhìn thấy nữ trưởng bộ phận mạc thiện ni đi vào nhà ăn cùng với người bên cạnh cô ta là thư ký của lâm nhược khê ngô nguyệt theo sau hai người phụ nữ này còn là một đoàn người xem ra rất giống nam nữ tinh anh mạc thiện ni ăn mặc một bộ quần áo rất hợp thời chiếc quần màu cà phê sang trọng và đeo một đôi giày da ngư tử phong tao nhã khiến cả người toát ra một vẻ gợi cảm khiến không ít nam nhân viên nhà ăn vụng trộm nhìn cô. Chỉ có điều, khuôn mặt xinh đẹp của ả à mạc hiện ni lại có vài phần mệt mỏi, đôi mày đen như bị khóa lại, nói với ngô nguyệt vài câu, dường như sắc mặt đượm buồn. Trường bộ phận mạc gần đây rất đáng thương, bận việc của ban quan hệ xã hội rồi lại còn phải lo thêm công việc của tổng giám đốc. Trương Thái nhỏ tiếng nói, ngày nào cũng học học học, Chúng ta ăn cơm xong rồi mới được xuống ăn. Cũng hết cách mà, Lâm tổng tín nhiệm nhất là trưởng ban Mạc mà, hơn nữa có nhiều công lao, ai khiến trưởng bộ phận Mạc trước kia ở ban quan hệ xã hội mấy năm gần đây năm nào cũng có bao nhiêu lợi lộc, tôi đoán không chừng đợi Lâm tổng trở về, trưởng bộ phận Mạc nhất định sẽ được thăng chức, đám người của ban giám đốc đều đã chấm cô ấy rồi." Triệu Hồng Yến khâm phục nói. Hai người đẹp nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên Lưu Minh Ngọc cười cười mà không nói gì. Lưu Minh Ngọc nhìn hai cô gái có phần cổ quái. Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy? Trương Thái cười khúc khích. "Chị Minh Ngọc, đợi trưởng ban mạc thăng chức, thành phó chủ tịch, trợ lý của chủ tịch vân vân, trưởng bộ phận của bộ phận chúng ta, không phải là chị rồi sao?" Nói lung tung cái gì vậy? Lưu Minh Ngọc véo véo cái mặt mềm nhũn thịt của Trương Thái, mỉm cười nói. "Chuyện này đừng có nói linh tinh. Vốn là như vậy mà." Triệu Hồng Yến cũng tán đồng ý kiến của Trương Thái. Thành tích của chị Minh Ngọc mấy năm gần đây đều đứng đầu bộ phận mình, không thể để người ngoài đến làm trưởng bộ phận được, chị em chúng ta đều ủng hộ chị Minh Ngọc. Nhìn dáng vẻ vừa vui mừng, vừa ngại ngùng của Lưu Minh Ngọc, Dương Thần không nhịn được liền nói: Làm như mấy người là thành viên ban giám đốc không bằng ý, nói là ai thì sẽ là người đó. Ngậm miệng vào mà ăn cơm đi. Ba người phụ nữ đồng thanh nói ngậm miệng vào thì làm sao ăn cơm được. Dương Thần than thở một câu rồi, rồi cũng chẳng nói thêm câu nào nữa. Đồng thời, lúc vừa mới đi qua bốn người bọn Dương Thần điện thoại của Mạc Hiện Ni đột nhiên đổ chuông, sau khi nhận điện thoại, sắc mặt thay đổi, đáp vài câu đơn giản, quay sang bọn người Ngô Nguyệt giải thích vài câu, định rời đi trước. Quay người lại, đúng lúc nhìn thấy Dương Thần đang cố gắng nuốt cơm, Mạc Hiện Ni hơi do dự một chút, đi đến bên cạnh Dương Thần nói. Dương Thần đi cùng tôi đến một nơi xử lý một số chuyện. Hả, nhưng tôi đang ăn cơm. Không chết đói là được, đây là mệnh lệnh. Mạc Thiện Ni chừng mắt nhìn hắn, tên này là chúa lười, nhìn đâu cũng thấy tức. Dương thần bất đắc dĩ, nếu chỉ là cấp trên thuần túy thì không sao cả, nhưng dù sao thì cũng có giao tình lén lút, không tiện cự tuyệt, chậm rãi đứng dậy. Vậy được, nhưng nếu tôi đói bụng thì cô phải mua cơm cho tôi ăn đấy. Chương bốn, mau đưa cho cha mỗi lần cùng Mạc Thiện Ni ra ngoài, đều đến những chỗ quái lạ. Lần đầu tiên đến công ty Lưu Manh, lần thứ hai, đến một quán ăn khá náo nhiệt, lần thứ ba này theo ra đây, Dương Thần đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi đến chỗ hẹn, vẫn hơi sướng sốt. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Trung Nam, đây là một công ty. Nhưng chỗ đến của hai người, không phải địa điểm của công ty, mà chỉ là nơi thi công nhận thầu của công ty đó. Thép xây dựng bám đầy màu nâu, Màu xám của bụi xi măng, các loại đá nhuyễn lớn nhỏ đổ đống ở một bên, không khí tràn ngập cát bụi, dưới ánh nắng mặt trời trở nên mông lung. Xung quanh là những công nhân xây dựng đầu đội nón bảo hộ lao động màu vàng, không ít người ở trần làm việc, lộ ra những bắp thịt gầy nhom màu đồng, chất nhầy của mồ hôi làm thấm ướt cả quần, mọi người mặt mày đầy bụi bặm, cho dù đang cười với bạn cũng như thấy họ đang khóc. Người xưa thường nói mồ hôi của nông dân làm giàu cho chủ nông trại cũng như mồ hôi của công nhân xây dựng tạo nên những tòa nhà chọc trời. Cái này, Mạc Tiểu Thư, cô có chắc không đi nhầm chỗ. Dương thần nhìn vào người Mạc Thiện Ni ăn mặc đẹp đẽ cẩn thận đi trên con đường gập gành sỏi đá, nghi ngờ đôi giày cao gót của cô không biết có thể chịu được bao lâu. Mạc Thiện Ni vừa lau mồ hôi trên chán, bực bội nói. Cứ đi theo, đừng nhiều chuyện. Dương thần lưỡng thững cười, nhưng không quan tâm. Mạc Thiện Ni không thèm để ý, tiếp tục bước đi, gặp một người đàn ông trung niên như vẻ là người giám sát, mặc đồng phục màu xanh của công ty Trung Nam, đang chỉ huy vài công nhân khuân vác xi măng. Này chú, cho hỏi văn phòng làm việc của công trường thi công ở đâu? Mạc Thiện Ni lễ phép hỏi. Người đàn ông giám sát ngạc nhiên nhìn cô, trong lòng buồn bực nghĩ người con gái trẻ đẹp sao lại đến chỗ thi công dơ bẩn này. Đoán có thể là người công chức đến từ cơ quan nhà nước, mặt mày tươi tắn tiếp chuyện, nhanh chóng nói cho cô ấy biết vị trí của văn phòng. Cái gọi là văn phòng chỉ là phòng dùng ván ép lập tạm, một công ty xây dựng quy mô như vậy chắc đương nhiên có những trang bị tương đối, phía trong tuy hơi trống trải một chút nhưng không thua kém gì so với các văn phòng thực sự, có máy điều hòa và tivi. Trong văn phòng chỉ có một bàn làm việc bằng gỗ rất lớn, một người đàn ông trung niên bụng bự, mặc áo vest màu xám không hiệu đang cầm điện thoại nói ồn ào bằng tiếng địa phương, thấy Mạc Thiên Ni và Dương Thần đi vào, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Mắc Thiên Ni, sau đó nhìn hai người họ nghĩ ngợi. Gác nhanh điện thoại xuống, ông béo nở nụ cười sảng khoái, bước tới bắt tay với Mạc Thiên Ni. Không biết cô cần tôi giúp đỡ gì không? Mạc Thiên Ni không thèm để ý bàn tay đưa ra của người đàn ông, thản nhiên nói. Trương Phú Quý ở đâu? Tôi đến đón ông ta về. Ông béo hụt hứng vì việc bắt tay không thành, nghe đến cái tên Trương Phú Quý này, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh híp lại, sắp nhìn không thấy gì rồi cô chính là con gái của trương phú quý mạc thiện ni nhíu nhíu mày nhưng cũng gật đầu phải dương thần ở phía sau hơi tò mò nhìn tình cảnh vừa xảy ra không nghĩ rằng bố của mạc thiện ni ở đây hình như là lúc trước cô ấy nói với mình bố của của cô ấy đã chết rồi nói cách khác ông trương phú quý này chắc có lẽ là cha kế của cô dương thần không nói gì nhìn sự việc xảy ra một cách im lặng thong thả móc điếu thuốc châm lửa yên lặng hút có mang theo tiền không? Ông Béo đã thay đổi nét mặt, có phần kiêu căng nhìn Mạc Thiện Nhi, trong chốc lát hình như đã trở nên ngạo mạn hơn. Mạc Thiện Nhi yên lặng từ trong bóp lấy ra một sấp tiền, xem ra cũng không ít. Nói, đây là 5 ngàn nhân dân tệ, thả người. 5 ngàn? Ông Béo cười to. 5 ngàn là con số ban nãy, người cha cờ bạc của cô nói chuyện điện thoại từ nãy giờ, bây giờ không thể thiếu chỉ có 5 ngàn. Cái gì? sắc mặt Mạc Thiện Ni tỏ ra khó chịu, cố nén cơn giận hỏi. Ông ta lại thua nữa. Ông béo hử vài tiếng, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, chỉ vào phóng kế bên. Cô tự đi xem xem ông ta đã thua bao nhiêu. Mạc Thiện Ni như cơn gió xoay người rời khỏi văn phòng, đi đến phòng kế bên, dùng sức đẩy cửa phòng. Một luồng khói thuốc và mùi rượu phả vào mặt, Mạc Thiện Ni liền bị mùi ghê tởm này khiến cô sặc ho vài tiếng, sau đó mới nhìn rõ cảnh vật trong phòng phòng này chỉ đặt vài cái bàn và băng ghế dài. Khắp nơi vùng vãi những lá bài và con bài, mặt trược, trên sàn mặt xi măng tàn thuốc mọi nơi, và những chai bia không. Hai cái bóng đèn lắc lư phát ra ánh sáng mở nhạt. Hiện giờ trong phòng có bảy tám người đàn ông ăn mặc sộc sạch vây quanh cái bàn lớn nhất, hai đầu bàn mỗi bên ngồi một người. Một người đàn ông mặt dài, mặc chiếc áo sơ mi trắng không cài nút, đầu tóc dựng lên. phì phèo khói thuốc, một chân gác lên ghế trông rất nhàn nhã đối diện hắn một thân hình khác đang run bần bật mặc cái áo tay ngắn màu vàng nhạt sắc mặt bí xị chán và đuôi mắt có nhiều nếp nhăn khuôn mặt gầy ốm khiến cho hai gò má nhô ra nét mặt uể oải người trong phòng nhìn thấy cửa phòng bị đẩy ra đều ngoáy đầu lại nhìn khi nhìn thấy người mở cửa là một cô gái xinh đẹp ánh mắt liền lóe sáng chỉ duy nhất người đàn ông trung niên lưng khòm đôi mắt thất thần sau khi nhìn thấy mạc thiện ni lộ ra vẻ vui mừng khoảnh khắc giống như từ dưới đất bay dựng lên xài chân chạy đến trước mặt mạc thiện ni hai tay ghì chặt lấy vai của mạc thiện ni lắc mạnh kêu to tiểu ni mau đưa tiền cho cha mau đưa tiền cho cha cha cần phải gỡ lại vai của mạc tiểu ni bị ông ta nắm rất đau nhưng không dãy dụa hốc mắt đỏ ửng cười thảm thương cha cần bao nhiêu có bao nhiêu đưa bao nhiêu để ta gỡ lại người đàn ông la lớn giống như đã tiêm thuốc kích thích. Lúc này những người đàn ông kia đã rõ, người đàn ông tóc dựng cười nham hiểm. Cô bé, cô hẳn là cô con gái mà Trương Phú Quý từng nhắc tới, cha cô còn thiếu nợ đại quân tôi hai chục ngàn, cô trả giúp ông ta để chơi tiếp với tôi. Trương Phú Quý mặt đỏ lên, quay đầu lại hét lớn. Đại quân mày khoan hả hê, chờ tao lấy được tiền rồi chơi tiếp với mày, cho mày nợ lại tao hai mươi ngàn. Hai mươi ngàn, sắc mặt Mạc thiện ni tái nhợt, nhìn cái bóng điên cuồng nói. Mới qua nửa tiếng, cha thua từ 5 ngàn tăng lên đến 20 ngàn. Cha có biết cha đang làm gì không? Cha! Trương Phú Quý xoay lại nhìn thấy đôi mắt của Mạc Thiện Ni đã ứa lệ, cuối cùng cảm thấy có điều không phải, cố cắn răng nói. Lúc nãy cha chỉ hơi xui xẻo, con gái con đừng xen vào, lát nữa cha sẽ thắng trở lại. Xui xẻo, thời gian xui xẻo của cha còn ngắn sao? bao nhiêu năm rồi con đã đưa cho cha bao nhiêu cha có biết hay không số tiền đó có thể mua một căn nhà ở trung hải đấy mà thiện ni cuối cùng nhịn không được mà lớn tiếng trách cứ nói trương phú quý muốn nổi giận nhưng nghĩ tới trong tay chưa có tiền còn phải trông nhờ vào cô con gái này chỉ còn cách hạ mình cười khúm núm nói con gái đừng nói như vậy dù sao con người cũng có lúc xui xẻo con đừng khóc khóc cũng vô ích vì tiền mất đi thì phải gỡ lại cha nói với con là đến trung hải làm việc và nói đến công trường làm thợ hồ nhưng chưa quá một ngày thì bắt đầu cờ bạc mạc thiện ni thét lên nước mắt tràn ra thở hổn hển tiền phải đi kiếm chứ không phải thắng từ cờ bạc cha phải bao lâu mới hiểu rõ được trương phú quý bị nói đến không thể phản bác chỉ còn cách gào lên đừng dài dòng nữa đưa tiền đây không đưa đưa cho cha cha lại cờ bạc tiếp cha tự nghĩ cách đi mạc thiện ni tức lên dùng sức đẩy trương phú quý ra xoay người rời khỏi trương phú quý lập tức dùng sức túm tay mạc thiện ni lại giật lấy cái bóp trên tay của mạc thiện ni điên cuồng kêu lớn mau đưa cho cha 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 buông tay ra dù sao vẫn là phụ nữ làm sao so được sức của đàn ông cái bóp trên tay sắp bị cướp đi những người đàn ông trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này đều cười to hả hê trên nỗi đau của người khác mà la lên trương phú quý mày thư xê sự không được con gái cũng không nghe lời mày con gái mày cũng chẳng thèm cứu mày đáng đời mày ha ha trương phú quý nổi giận lên vừa mất tiền lại mất mặt liền vung tay chuẩn bị tắt mạc thiện ni một cái mạc thiện ni nhìn thấy trương phú quý sắp đánh cô nhưng tay không thể buông bóp ra chỉ còn cách nghiêng đâu qua để tránh không bị đánh trúng kinh hãi nhắm mắt lại vẻ mặt đầy đau khổ và chua xót ngay lúc đó tay của trương phú quý không thể giáng xuống vì bị một cánh tay khác nắm lại không nhúc nhích được. Ê, không phải con gái ông lấy tiền của ông, sao ông lại đánh cô ấy? Dương thần đứng trước mặt Mạc Hiện Ni, không biết từ lúc nào đột nhiên ra tay ngăn chặn Trương Phú Quý. Trương Phú Quý sửng sốt, thở hồn hển hỏi. Mày là ai? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ông không được đánh cô ấy, cũng không thể cướp tiền của cô ấy. Dương thần nói. Đây là chuyện gia đình của tao, tao lấy tiền từ con gái tao liên quan gì đến mày? Con gái tao sao tao không đánh được?" Trương Phú Quý hung hăng nói. "Ông giỏi như vậy, sao không đi đánh với bọn họ? Theo tôi biết, Mạc Hiện Ni không phải là con gái ruột của ông, chẳng qua là trên danh nghĩa thôi. Đừng tự cho mình là hay ho." Dương Thần lạnh lùng nói xong, cánh tay nắm chặt người Trương Phú Quý dồn sức đẩy ông ta lùi sau tới vài bước. Mạc Hiện Ni đang chuẩn bị chịu đòn, ngước đầu lên, thấy Dương Thần chắn trước mặt mình bóng dáng tuy không to lớn nhưng cũng làm cho cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Nhưng, nghĩ đến người cha kế nghiện cờ bạc mà đối với đứa con gái đến cứu hắn lại xử sự thô lỗ, thậm chí còn muốn ra tay đánh, Mạc Thiện Ni cảm thấy rất đau lòng, con tim tựa như bị cắn xé bởi vô số con kiến, những uất ức tích tụ trong quá khứ dâng trào ra, khó mà kiềm chế khóc ra thành tiếng. Dương thần nhìn thấy người con gái chỉ biết lau nước mắt khóc nức nở, cuối cùng hiểu ra được, vì sao Mạc Thiện Ni lôi kéo mình vào trong chiến trận này, là con gái chắc không dám đến một mình. chương 95, cây cỏ đầu tường. Mấy người đàn ông trong phòng sắc mặt trở nên khó chịu, đại quân đứng lên, vóc sáng của hắn cao khoảng 1m8, cổ áo phanh lộ ra cơ ngực chắc khỏe, nhìn dương thần, đôi mắt híp lại thành một tuyến. Thằng danh, coi chừng, hãy nhìn kỹ đây là địa bàn của ai có vay phải trả đó là chuyện đương nhiên, cha đánh con gái là chuyện thường tình, mày đừng can thiệp. Trương Phú Quý bị Dương Thần đẩy ra, cũng thẹn quá hóa giận, chỉ vào Mạc Thiện Ni và Dương Thần la lớn. Được lắm, còn để tiện, hóa ra tìm đàn ông đến giúp, mày muốn cha mày tới Trung Hải này không mấy ngày mà bị người ta giết phải không? Để sau này mày có một cuộc sống thoải mái một mình. Thấy Mạc Thiện Ni không đưa tiền Trương Phú Quý giận run người mở miệng bắt đầu chửi mắng. Mạc Thiện Ni đôi mắt ứa lệ nhìn ông một cái, đầy tuyệt vọng và xấu hổ, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Tùy ông nói sao cũng được dù sao tiền ông nợ ông phải trả dương thần chúng ta đi nói xong mạc thiện ni kéo dương thần toan rời đi dương thần thật sự không hề gì cái lão trương phú quý này đúng là chả còn gì để nói nếu không phải bại não chắc là bệnh tâm thần vô phương cứu chữa bốn chữ này thật hợp với ông ta nếu ông ta không phải là cha kế của mạc thiện ni cái quật vừa rồi theo lẽ đã làm gãy tay của ông ta rồi tuy nhiên mấy người đàn ông trong phòng giường như không dễ dàng gì để cho hai người rời đi. Đại quân hừ lạnh một tiếng. Không để lại tiền, đừng hòng rời khỏi đây. Vài người công nhân cười ha hả rành trước chạy ra ngoài cửa, chặn ngang đường đi của dương thần hai người họ, tiện thể dùng ánh mắt tham lam nhìn lên phần lộ ra da, da thịt mềm mại trên thân thể của Mạc Thiện Nhi. Dương thần cũng đã từng trải, sao giữa ban ngày vẫn ngang nhiên giữ người, nhịn không được cười nói với Mạc Thiện Nhi. Sao giống như trong phim vậy? mắc thiện nhi đâu còn lòng dạ nào để đùa giỡn cố nén sự sợ hãi trong lòng lau khô nước mắt nói các ngươi muốn làm gì có tin tôi gọi một cú điện thoại báo cảnh sát các ngươi tụ tập cờ bạc tất cả đều bị bắt giam và phạt tiền nhóm đàn ông trong phòng cười ha hả đứng lên dường như nghe được chuyện cười đại quân vẻ mặt kiêu ngạo tiến tới cười ác độc nói cô gái tôi cho cô biết lúc trước mọi người ở công trường này thiếu nợ tôi đều nói như vậy báo cảnh sát cho tôi vào tù nhưng mà cô biết sau này tụi nó ra sao không? Làm sao? Mạc Thiện Ni không hề sợ hãi hỏi. Đại quân cười diễu cợt. Trên đời này nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn, đợi tao cho tụi nó một trận cho mẹ nó nhìn không ra, coi sao mà báo cảnh sát, luật pháp cái gì, tất cả đều là chuyện tầm phào rồi cũng phải ngoan ngoãn nộp tiền cho tao. Đại quân nhìn dâm ô vào người Mạc Thiện Ni, chật chật nói. Tuy nhiên, tình huống hôm nay hơi khác, con người tôi không thích đánh phụ nữ, nếu cô gái xinh đẹp này chịu phục vụ cho anh em chúng tôi thì chuyện tiền bạc sẽ cho qua, xong rồi thì thả các người về. Hàm ý của câu nói này đã rõ, dùng thân trả nợ. Những kẻ đã có tâm địa xấu xa, nhìn Mạc Thiện Ni một cách thèm thuồng như là đang chờ một bữa ăn ngon vậy. Trương Phú Quý đang căng thẳng vẫn sợ bị đòn, bây giờ nghe đến chuyện tiền nong có phần hy vọng, tinh thần liền tỉnh táo, hướng đến Mạc Thiện Ni kêu lên. Đồ đê tiện, có nghe thấy anh quân nói không mà còn đứng đó thất thần. Chuyện mắc mớ gì đến mày, đại quân bước tới tát vào trương phú quý. Tao giống người ép buộc phụ nữ hả, à mà nói, 20 ngàn tệ đâu đáng giá bằng cô nàng xinh đẹp này. Mà kiện ni nghi ngờ, trương phú quý muốn cô bằng lòng đề nghị của đại quân thiếu chút nữa tức đến ngất đi, dường như nước mắt đã cạn, giờ phút này chỉ là sự bất khuất và căm phẫn, cười lạnh nói. Đừng có mơ, các người không dọa được tôi, biết điều hãy trách xa ra mau để chúng tôi rời khỏi, bằng không tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát. xử sự, sự của Mạc Hiện Ni khiến Dương Thần có phần khâm phục, đích thật là một cô gái cứng rắn, tuy cảm xúc hơi mất kiểm soát, nhưng rất nhanh lại cùng cô đứng thẳng lưng. Tao nói phụ nữ rất dại dột, mày cho là tao xạo. Đại quân gái gái lỗ tai, xem thường nói. Nói thật với mày, trưởng đồn cảnh sát này rất thân với anh về tao, cho dù mày báo cảnh sát, cũng không xảy ra chuyện gì, anh rể tao sẽ biết, là ông chủ của phòng kế bên, hắn đang theo dõi, tiền tao cũng là tiền hắn, tụi mày tưởng dễ dàng rời khỏi đây sao? Dương thần chợt bừng tỉnh, thì ra ông béo là anh rể của đại quân, hèn gì để cho đại quân cờ bạc sát phách bên cạnh phòng làm việc, cấu kết cùng nhau ăn tiền của công nhân. Mạc Thiện Ni không dự định ở lâu thêm nói. Dương thần, chúng ta đi, đừng bận tâm bọn họ. Hai người vừa mới nhích người rời đi, mấy tên đàn ông liền ngăn cản, mặt lộ vẻ hung hăng nhìn chằm chằn vào hai người bắt họ vào trong đại quân không thèm nói thêm gì quyết dùng bạo lực trương phú quý thấy đám người hành động vội kêu gào anh đại quân chuyện tụi nó không đưa tiền cho anh không liên quan đến em cút vào đi đại quân thô bạo tung cú đá vào mông của trương phú quý trương phú quý ngã nhào bên trong cánh cửa đám đàn ông tiến tới muốn bắt dương thần và mạc thiện ni từng người một túm vào phòng nhưng Dương Thần đâu để cho bọn được như ý, kéo mặc hiện Ni hơi băn khoăn vào lòng, nhấc chân đá mấy cái vào người đứng gần. Mấy người vừa muốn đến gần Dương Thần chưa kịp nổi nóng, bất thình lình đã bị cú đá bay ngược ra ngoài. Xương ức giống như gãy lìa ra, may mà tố chất của cơ thể tốt, mới không phun ra máu. Dương Thần thấy kẻ cầm đầu đại quân ngẩn người ra, cười lạnh một tiếng, tiến tới túm tóc của hắn, không để cho đại quân có cơ hội phản ứng, dùng sức kéo mạnh, ném đại quân vào trong phòng còn nhổ ra một nắm tóc. Đại quân bị ném tới không biết trời đất, lâu nay vẫn cho rằng mình khỏe mạnh ai cũng không sợ, nhưng không ngờ tiếp không nổi chiêu của người thanh niên bề ngoài không có gì đặc biệt này, chưa kịp phản ứng mà đã bị ném xuống đất. Đầu đau đến nỗi bị lột lấp ra, đại quân sờ vào đầu, một mảnh tóc đã bị nhổ đi, mà máu chảy ràn rụa, cả bàn tay cũng nhuốm đỏ, làm cho hắn liền bị choáng váng. Trong nháy mắt, tình thế nghiên hẳn về một phía, dương thần giống như đuổi dê vào chuồng, một cái tát, một cú đá dáng vào bọn họ lúc trước còn kiêu căng mà nay đã khóc la làng. Trương Phú Quý vừa mới ủ rũ sợ hãi nay thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng, cố chịu đựng nỗi đau đớn của cái mông vội chạy đến cạnh Dương Thần nói. Thì ra cậu là cao thủ, ha ha, giúp tôi cho bọn chúng một trận, trả thù cho tôi, vừa rồi tôi bị bọn chúng đánh ha ha. Dương Thần hờ hững liếc mắt nhìn hắn, nhấc chân lại đá vào mông hắn một cái. Ôi, ôi, Tư thế của trương phú quý như chó ăn phân, ngã vào trong phòng lần nữa. Mày tại sao đá tao? Tao là cha của cô ta. Trương phú quý chửi bới. Không đợi dương thần trả lời, mà kiện ni lạnh lùng nói. Tôi không có người cha như vậy. Mày, mày. Trương phú quý chửi ầm lên, nhưng gặp phải ánh mắt lạnh lùng của dương thần đang nhìn, tất cả đều nuốt trứng xuống, lẩm bẩm không dám mở miệng. Mạc Hiện Ni vẫn chưa hoàn hồn, cảm thấy tình thế đã được Dương Thần chế ngự, nhạc nhiên trước sự mạnh mẽ của Dương Thần, cùng lúc trong lòng cũng cảm thấy may mắn, chỉ là mình vừa rồi suy xét nhiều hơn, mới đầu, nhờ Dương Thần đi với mình hoàn toàn chỉ vì công trường thi công hoàn toàn là đàn ông, mình là phụ nữ đi một mình thật không tiện. Đâu ngờ mang theo Dương Thần Lai giúp được một chuyện lớn như vậy. Nếu không, hậu quả khó lường. Chuyện này là sao? Một âm thanh từ phía sau vang lên, là ông béo chủ quản vừa mới đi một vòng trở về, tức là anh rể của đại quân đã về nhìn thấy đống hỗn độn sợ hãi la lên đại quân thấy ông béo đến tựa như tìm được người cứu tinh dù cho cái đầu vẫn còn chảy máu vội vã khóc lóc thảm thiết anh rể anh đã tới bọn họ không trả tiền còn đánh người sắc mặt ông béo liền tối đi khuôn mặt đầy thịt run rẩy nói các người làm cái gì đông người như thế mà chỉ có một nam một nữ cũng làm không xong thằng này biết võ ôi đau chết đi được một thằng đàn ông nằm dưới đất la lên ông béo nhìn thấy cảnh tượng của bọn họ trong bụng có phần sợ sệt nhưng biết rõ lúc này không phải là lúc trùn bước vì thế ra vẻ điềm tĩnh nói thằng kia mày giỏi đánh rồi làm sao nay cái xã hội có luật pháp mày đánh người phải ngồi tù tin không bây giờ báo cảnh sát bắt tụi mày đi ngồi tù dương thần mỉm cười nói các người tụ tập cờ bạc và thông đồng lừa gạt tiền công nhân nếu chuyện này bị phơi bày ra ánh sáng đó không phải chỉ đơn giản là ngồi tù vài ngày thôi đâu bị chạm vào điểm yếu vẻ mặt ông béo đỏ lên đừng ăn nói lung tung chỉ mình trương phú quý muốn đánh cược có liên quan gì đến chúng ta thật sao không liên quan đến chuyện của ông dương thần cười rộ lên chậm rãi đi tới trước mặt ông béo nói nếu ông nói không liên quan đến chuyện của các ông thì chúng tôi khiến nó biến thành chuyện của ông thế nào cái có ý gì ông béo hơi ngạc nhiên. Đột nhiên Dương Thần nắm lấy cổ của ông béo, không đợi ông béo phản ứng, giống như tha con chó chết, vóc người to béo kéo lê vào trong phòng, cân nặng gần 100kg dưới tay của Dương Thần tựa nhẹ như phỗng. Đợi cho ông béo vào trong phòng, Dương Thần quay đầu cười với Mạc Thiện Ni. Cô qua văn phòng bên cạnh lấy vài tờ giấy trắng và vài cây bút qua đây, tôi cần dùng. Mạc Thiện Ni cảm thấy sự việc đã không nằm trong phạm vị tính toán của chính mình, tất cả đều xảy ra quá đột nhiên, nhưng giờ phút này ngoài việc tin tưởng Dương Thần không còn lựa chọn nào khác, liếc mắt nhìn Dương Thần và gật đầu. Rất nhanh, Mạc Thiện Ni mang về giấy trắng và bút, sau khi đưa cho Dương Thần đang do dự nghĩ muốn hỏi cái gì đó, nhưng không biết sao mà mở miệng. Dương Thần hiểu ý của cô cười trấn an. Yên tâm, sẽ không xảy ra tai nạn chết người đâu. Tất cả mọi người trong phòng đều sợ hãi đến không dám lên tiếng, sợ bị đòn nữa, dẫu sao cũng không phải liệt sĩ cách mạng, biết rõ đánh không lại còn sông lên, bọn họ chỉ nghĩ đến kiếm chút tiền, nếu tránh được không bị đánh đương nhiên không giải gì tự nộp mạng. Sau khi Dương Thần đề cho Mạc Thiện Ni ra ngoài, khóa trái lại căn phòng, rồi quay lại với bọn họ đã kinh hồn bạt vía, nở một nụ cười tủm tỉm. Audio điện tử võ tấn bền Chương 96 Tương lai của đời người Khi rời khỏi công trường của công ty Trung Nam, đã qua gần một tiếng. Sau khi đi ra từ trong phòng, những tờ giấy trong tay Dương Thần đều cuộn lại, nắm trong tay, sắc mặt rất bình tĩnh, cái gì cũng không nói, khiến cho Mạc Hiện Ni rất khó chịu. Trở lại trong xe, Dương Thần vẫn không lên tiếng, cuối cùng Mạc Hiện Ni nhịn không được hỏi. Trong tay anh là gì vậy? Rõ ràng rất muốn hỏi tôi, còn cố ý đợi lâu như vậy, thấy tôi không chủ động nói với cô, thật sự kìm không nổi mới hỏi tôi, Mạc tiểu thư, chẳng lẽ là vì rụt rè? Dương Thần trêu chọc nói, bị nhìn thấu chuyện trong lòng, khuôn mặt mạc hiện nghi đỏ lên, lườm hắn một cái, giật tờ giấy trong tay Dương Thần, cẩn thận xem. Xem không tới mấy trang, liền mở to con mắt long lanh nói không ra lời, có phần kỳ quặc nhìn Dương Thần nói. Tôi chợt cảm thấy xót xa vì bọn bọn họ tất phải chịu sự uy hiếp lớn mới viết ra được những lời thú tội chí mạng này. Không sai, những tờ giấy trong tay Dương Thần viết đầy những lời khai liên quan đến cờ bạc và ấu đả uy hiếp, lừa đảo, hàng loạt việc phạm pháp của bọn họ, tất cả đều do bọn chúng tự viết, hơn nữa còn có ký tên, điểm chỉ bằng máu. Tất cả thứ này giao cho cảnh sát, nhờ thêm luật sự mặc sức tố cáo, tối thiểu bọn chúng phải ở tù 2, 3 năm, phạt tiền thì không cần phải nói. Dương thần chỉ vào một trong những tờ nói. Tờ này là giấy nợ của tên đại quân thiếu nợ cô, nếu cần, bất cứ lúc nào cũng có thể đòi 100.000 tiền nợ từ anh rể hắn, tuy nhiên, nếu cô cảm thấy có thể tha cho bọn chúng, cũng có thể vứt vào thùng rác. Mạc thiện ni nhìn thoáng qua, đích thật là cách thức đúng chuẩn, còn ký tên và điểm chỉ, nếu gửi đến tòa án đương nhiên là chứng cứ hữu hiệu. Không ngờ chủ nợ bây giờ lại thành con nợ rồi. Chắn không phải anh cha tấn, giống như trong TV. Mạc thiện ni nghi ngờ hỏi, trong đầu hiện lên cảnh bạo lực đẫm máu mà dùng mình. Dương thần lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi giống người như vậy sao? tôi chỉ nói chuyện cuộc sống tương lai với bọn họ. Cuộc sống tương lai? Đúng vậy, tôi hỏi bọn họ, các người còn muốn nối dõi tông đường. Hoặc là đoạn tử tuyệt tôn. Móc lửng móc lửng chấm chấm móc lửng móc lửng. Qua một lúc, Mạc Kiện Nhi đem những thứ liên quan đến vận mệnh của bọn họ vứt vào hòm giữ đồ trong xe, mới khởi động xe, rời khỏi công trường, thở dài nói. Tuy rằng tôi không biết anh cụ thể làm như thế nào, nhưng mà... Tôi muốn nói lời cảm ơn, anh lại giúp tôi một việc lớn mấy người đó động thủ với tôi cái đó không chỉ giúp cô mà chính mình cũng không thể cho bọn họ dễ chịu dương thần ngẫm nghĩ một chút do dự nói tra kế của cô tôi để ông ấy tự về không thành vấn đề chứ không việc gì tôi thuê cho ông ấy một căn phòng ở gần đây tùy ông ấy quyết định mạc thiện ni nhíu nhíu mày rõ ràng trương phú quý làm cho cô ấy đau buồn cân nhắc chốc lát nói tôi không muốn nhắc đến ông ấy dương thần anh có thể đi cùng tôi đến một nơi không tôi muốn cảm tạ anh không phải muốn mời tôi ăn quán ăn lề đường chứ dương thần bĩu môi đồ ăn chỗ đó cũng khá cay lần trước cay tới tôi phỏng miệng tâm trạng của mạc thiện ni cũng khá lên lại lần nữa lộ ra bộ mặt cảm tính cười tủm tỉm nhìn dương thần giờ này là giờ điểm tâm chiều ăn cơm thì thôi tôi dẫn anh đến một chỗ chắc chắn anh sẽ thích dương thần lại lần nữa khẳng định theo chỗ mạc thiện ni đến chắc là những nơi chẳng ra sao làm cả sau nửa giờ, Mạc Thiện Ni dẫn Dương Thần đến một nơi tựa như chặng đường công viên rừng rậm ở vùng ngoại thành ven biển phía đông Trung Hải, dọc theo hai đường cái núi non xanh biếc, chiếc Audi màu đỏ chậm chậm lướt qua. Rừng cây bốn phía xanh um tươi tốt, đang dần đi vào mùa thu sắc vàng của núi lộ ra vẻ vàng xanh, từ trong rừng đôi lúc có đàn chim bay dọc qua mặt đường lá rụng lướt theo mỗi lần có xe chạy qua, xào sạc. Sau khi đi được 10 phút, Dương Thần mới nhìn thấy trên sườn núi là một sân vận động với bãi đất rộng, chính xác là một nơi trung tâm tổng hợp thể dục thể thao dành cho những đứa con rãnh rỗi của bọn nhà giàu đến chơi, nhìn từ xa trừ các sân ngoài trời của của các môn cầu, còn những đường băng cho ô tô. Nơi cô nói tôi chắc chắn thích là sân vận động. Dương Thần miếu máu hỏi. Mạc Thiện Ni gật gật đầu. Mỗi khi tôi buồn bực trong lòng thường sẽ đến đây tập luyện, sau khi toàn thân ra mồ hôi ướt đấm, giống như không có chuyện gì xảy ra cả nhưng tôi không thích tập luyện anh đánh nhau lợi hại như vậy sao lại không thích tập luyện mạc hiện nghi ngờ vực hỏi đánh nhau đó là dựa vào thói quen còn tập luyện thì lãng phí thể lực dương thần nghĩ bụng nhưng ngoài miệng cố chấp nói tôi là người lười biếng dù chơi trò chơi cũng không thích tranh tài thể thao vậy thì anh cứ ngồi đó xem người đẹp chơi tôi biết anh sẽ thích người đẹp ở đây rất nhiều dương thần lên tinh thần hẳn lên Mạc Thiện Nhi khinh thường liếc anh ta một cái. Hừ, đã có gia đình rồi còn thế này, cho anh biết, trung tâm nghỉ mát phong lâm này hoạt động ít nhất đã 20 năm, đại đa số thành phần là nhân viên văn phòng cấp cao và tiểu thư gia giàu của Trung Hải đều sẽ đến đây để tập thể hình. Nếu nói là sân vận động thà nói là câu lạc bộ cao cấp toàn diện, người đẹp đến đây tất nhiên nhiều rồi. Tuy rằng con người tôi về bề ngoài không cố chấp, nhưng vì sức khỏe của mắc tiểu thư là chính, chúng ta hãy mau vào đi. Dương thần vẻ mặt đầy thành khẩn nói. Chính như lời của Mạc Thiện Ni nói, sau khi đi vào khu nghỉ mát phong lâm, phụ nữ qua lại liên tục nhiều hẳn lên, phần đông đều mặc quần sọc thể thao ngắn, màu sắc rực rỡ, ngắn tới bắp đùi khắp nơi cũng thấy, những cặp đùi thon dài trắng nõn lắc qua lắc lại, đối với mọi người đàn ông mà nói đầu là sự hưởng thụ không tệ. Bởi sự hoạt động, không ít cô nàng trên người vẫn còn tí còn mồ hôi, mùi cơ thể và mùi nước hoa thoát ra, chỉ cần đi ngang, sẽ ngửi được các mùi hương sông vào mũi. Mạc Thiện Nhi ở phía trước dẫn đường, quay đầu lại thấy ánh mắt Dương Thần không kiêng nể gì mà nhìn khắp nơi, trong lòng có chút không vui. Này, cho dù anh muốn nhìn cũng không cần phải khoa trương như vậy, nếu chẳng may người ta có bạn trai gì đó trong này, dẫn tới tranh cãi thì rất phiền toái. Làm gì có thể gây ra tranh cãi chứ? Dương Thần không hề gì. Cùng lắm tới lúc đó tôi mặt dày không thừa nhận có xem là xong. Mạc Thiện Ni trợn mắt lên, thờ ơ chẳng thèm quan tâm đến tên vô lại này. Một mạch đi vào sảnh lớn của trung tâm nghỉ mát phong lâm, bộ phận chính của đại sảnh là thủy tinh công nghiệp trong suốt thoạt nhìn đặc biệt sáng sủa thời thượng, khung lập thể hiện đại màu bạc, các chậu cây cảnh trồng tỉa công phu ở những nơi làm cho đại sảnh tràn ngập không khí dễ chịu thông thoáng. Những nhân viên phục vụ đi đi lại lại ở bên trong đều là những cô gái trẻ tuổi hoặc là những chàng trai thanh niên, mặc áo phông có in logo của lá phong, thấy Mạc Hiện Nhi và Dương Thần hai người cùng lộ ra nụ cười nhiệt tình. Đi đến lối bị ngăn cản ở hành lang, qua khỏi hành lang này sẽ bước vào nội bộ của trung tâm nghỉ mát bắt đầu tham gia hoạt động, một cô gái với nụ cười duyên dáng đề nghị Mạc Hiện Nhi xuất trình thẻ vào cửa. Mạc Hiện Nhi lấy từ trong bóp ra một tấm thẻ từ màu đỏ sạm, đưa cho cho cô gái và chỉ Dương Thần đứng ở phía sau. Đây là trợ lý của tôi, có thể cùng vào không? Thẻ của cô là thẻ VIP, Cô có quyền dẫn theo một người bạn vào cùng. Cô gái dịu dàng trả lời. Dương thần sờ sờ mũi, sau khi đi theo Mạc Thiện Ni vào trong cười nói. Sao có cảm giác như là trai bao? Nói bậy, anh đâu có đẹp trai. Mạc Thiện Ni châm biếm nói. Dương thần không vui, sờ lên khuôn mặt điển trai của mình, nghĩ thầm sao cô nàng láo lỉnh, sao mau quên rằng mình là ân nhân của cô ấy. Mạc Tiểu Thư, cô chắc không đến đây một thời gian rồi chưa đi được vài bước, một giọng nói có chút quen thuộc và hấp dẫn từ bên cạnh vang đến, hướng về Mạc Thiện Ni đón tiếp niềm nở. Mạc Thiện Ni quay đầu lại, hướng về người đó nở nụ cười vui mừng nhưng không mất vẻ dè dặt, không biết có phải là nụ cười nghệ thuật giao tiếp của các cô tiếp tân hoặc là sức hấp dẫn vốn có của người phụ nữ này. Về phần dương thần vừa mới quay đầu lại nhìn, liền tỏ ra ngạc nhiên, sao lại là cô ấy? Đường Uyển với trang phục thư giãn cũng để ý tới người cùng đi vào là Dương Thần, nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của Dương Thần, có phần ngụ ý cười cười, nhân tiện trao hỏi. Ngài Dương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Dương Thần nhìn thấy đường Uyển trong nháy mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh, cảm thấy ấy náy, hắn biết đường Uyển đang nghĩ gì. Lần đầu tiên gặp mặt, tự mình tìm người ta để giải quyết sự hưu quạnh của đêm khuya, kết quả người ta không ngó ngàng đến mình. Lần thứ hai tại văn phòng của Lý Tinh Tinh, ở với cô Lý dễ thương không quá mấy ngày, Lần này lại cùng cô Mạc Hiện Ni quyến Dũ đáng yêu xuất hiện ở trung tâm thư giãn này. Đừng nói Đường Uyển như vậy, vừa nhìn thấy thì đã biết là phụ nữ thông minh. Là phụ nữ cũng sẽ nghĩ đến chuyện khác. "Đường tổng, cô quen biết Dương Thần?" Mạc Hiện Ni tò mò hỏi, trong mắt cô ấy, Dương Thần có thể quen biết với người phụ nữ có địa vị không vừa ở cái xã hội thượng lưu ở Trung Hải này, đúng là không tin được. Đường Uyển tao nhã cười. Đã có duyên gặp hai lần, lần này là lần thứ ba xem ra tôi và ngài dương rất có duyên ha ha dương thần áy náy cười che giấu nói thật sự là trùng hợp nơi hẻo lánh này cũng có thể gặp phải mạc thiện ni không kìm nổi chế nhạo nói có gì là trùng hợp đường tổng là người sở hữu của cái trung tâm này đây là địa bàn của người ta có gì trùng hợp hay không trùng hợp dương thần tức thì không nói gì hèn chi chẳng thể trách người phụ nữ này có thể lái chiếc xe land rover với số lượng có hạn Thực sự không phải là người giàu bình thường, cuối cùng U Oán nói. Tôi không phải ngây ngô ngu rốt sao? Nét mặt tựa như bị chút giận này làm cho hai cô nàng mỗi người mỗi vẻ cười khanh khách, tức thì bầu không khí trở nên hài hòa. Đường Uyển dường như nghĩ ra cái gì, nhìn qua lại, thân mật hỏi. Hai người đến đây chơi cái gì? Tập thể hình, bơi lội, yoga hay là đua xe gì đó? Vẫn chưa nghĩ ra, thật ra muốn đến để thư giãn. Đường tổng có gì hay để giới thiệu không?" Mạc Hiện Ni hỏi. Đường Huyền gật đầu. "Tôi đang muốn đi xem một trận đấu tennis, người thi đấu đều là khách quen, như cô Mạc khách VIP của Phong Lâm, chắc sẽ gặp rất nhiều người quen, mọi người cùng nhau vui chơi, không biết hai vị có sẵn lòng không?" Dương Thần đang muốn từ chối, hắn cũng không phải là khách VIP, cũng không gặp người quen, nhưng Mạc Hiện Ni kéo tay của hắn, giành nói trước. "Đã có chuyện vui như vậy, mà lại được Đường tổng mời." đương nhiên phải đi xem, nào chúng ta cùng đi. chương 97, Đông Thành Tây Tựu Dưới tình huống ép buộc, Dương Thần dối rắm bị kéo đến sân tennis, vẻ mặt vô tội hỏi Mạc Thiện Ni. Cô đi thì đi, tôi đi nơi khác chơi, tôi đâu phải là khách VIP, không ngủ quáng tham gia. Mạc Thiện Ni trừng mắt nhìn hắn, gần giọng nói. Đừng cho là tôi không biết ý đồ của anh, là muốn đến hồ bơi ngắm người đẹp chứ gì. Tôi nói cho anh biết, những khách VIP đến đây hầu hết đều là thương nhân và giới chính trị có danh tiếng ở Trung Hải. Nếu anh đã làm một nhân viên ban quan hệ xã hội của quốc tế Ngọc Lôi chúng tôi, nhất thiết phải giao tiếp nhiều với những người này. Mỗi một tầng lớp quan hệ đều là chìa khóa mở ra sự thành công, nhớ kỹ lời khuyên của lãnh đạo. Tôi chỉ hay mua điểm tâm, việc làm trước của tôi là bán thịt dê xiên nướng, tôi cảm thấy những việc đó đối với tôi thật xa vời. Không xa, phía trước chính là sân tennis. Móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng. Sân của trung tâm nghỉ mát Phong Lâm quả nhiên lớn, vừa đi vào sân tennis, Dương Thần cảm giác như là sân bóng đá, điều này làm cho hắn cảm thấy chính mình đang ở những nước phát triển Âu Mỹ yêu thích môn tennis, dù sao môn tennis cũng không phát triển ở nội địa, mà sử dụng sân vận động lớn như vậy để chơi tennis quả là đặc biệt, nếu là môn bóng bàn thì còn có thể chấp nhận. Trên sân tennis được làm từ chất liệu plastic đỏ xanh tinh xảo, ở đó đã có không ít người mặc đồ thể thao đang múa vợt, trong đó không thiếu những cô gái nổi bật trong lúc di chuyển qua lại bộ ngực căng đầy dung dinh thu hút sự chú ý những gã đàn ông đứng một bên hò hét khen ngợi, cũng không biết đang xem loại cầu gì. Một mạch theo đường uyển đi đến cùng giai điệu của sân banh. Lúc này trên sân banh đã có không ít nam nữ vui đùa tán gẫu, trong sân chỉ có hai cô gái trẻ thật sự đánh banh, đối với người tay ngang như Dương Thần mà nhìn, tư thế của hai cô gái rất là hoàn hảo, dáng người hấp dẫn, nhưng cặp mắt phán đoán không chính xác lắm, trai banh đến chậm như vậy cũng không đoán được cứ như là mạnh ai nấy giao banh, không ai trả banh lại. Đường Tổng, cô có biết chúng tôi đợi cô hơi lâu? Một người đàn ông diện mạo điển trai cười nói. Không ngờ từ Tổng cũng đã đến, thật là đáng quý. Đường Uyển bắt tay tự nhiên với người đàn ông đó. Đường Tổng không đến, chúng tôi chơi cũng không có ý nghĩa gì. Một người đàn ông trung niên với cái bụng bự cười nói. Đường Uyển mặt mày tươi tình mỉm cười. Thiệu Tổng, thật biết nói đùa, hôm nay mọi người cùng nhau chơi tennis, thiếu đường uyển tôi có gì đáng kể. Không thể nói như vậy, bà chủ không đến, đám chúng tôi không ra vẻ gia chủ. Một phụ nữ thanh tú xinh đẹp xu nịnh nói. Một nhóm người nhà giàu nhiệt liệt chào hỏi nhau, nói chuyện trong 10 câu cũng không có một câu là thật. Sự xuất hiện của Mạc Thiện Ni và Dương Thần cùng đường uyển đương nhiên cũng bị để ý, trong đó có người ngay lập tức nhận ra Mạc Thiện Ni người khá nổi tiếng trên thương trường, liền đến chào hỏi không ngờ Mạc Tiểu Thư cũng đến đây, đã lâu không gặp, Mạc Tiểu Thư vẫn xinh đẹp rạng rỡ Một người đàn ông trung niên tự cho là mặt mũi nho nhã đến khen Mạc Thiện Ni nói, nhìn có vẻ chân thành. Mạc Thiện Ni điềm nhiên cười. Huỳnh Tổng khách sáo rồi, vừa lúc nghe đường Tổng ở đây có trận đấu tennis, Thiện Ni chỉ đến để giúp vui. Ngay sau đó, không ít người đến trò chuyện vài câu với Mạc Thiện Ni, bầu không khí trở nên hài hòa, nhưng gần như đều rất tự nhiên không ngó ngàng tới dương thần không loại trừ cũng không gần gũi nhận xét của những nhân vật cốt lõi trong giới kinh doanh và chính trị vẫn lợi hại hơn bọn họ rất dễ dàng nhận ra địa vị thực tế của dương thần chắc chắn không phải là nhân vật quan trọng nhìn dương thần đi theo sau mạc thiện ni có thể suy ra không ít kết luận phần đông phỏng đoán dương thần là loại nhân vật trợ lý của mạc thiện ni có khả năng không công khai có những quan hệ nào đó trong cái thế giới nhỏ này việc như vậy không hiếm thấy cho nên dương thần thoải mái ngồi qua một bên nhìn hai cô gái tán gẫu với nhóm người không quen biết mạc tiểu thư nghe nói lúc trước lâm tổng của quý công ty sức khỏe kém vào bệnh viện có thật không trò chuyện nói cuối cùng có hỏi đến chuyện của lâm nhược khê mạc thiện ni vẻ u sầu gật đầu đúng vậy cục trưởng triệu nhưng chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi tuần sau có thể xuất viện sức khỏe đã khôi phục cục trưởng triệu đầy vẻ vui mừng nói vậy là tốt Lãnh đạo cơ quan nhà nước chúng tôi thật sự hết lời khen ngợi thành tích của quý công ty trong vài năm nay. Lâm Tổng càng không thua kém so với cánh mày dâu, tuổi còn trẻ mà có thể dẫn dắt quốc tế ngọc lôi, hàng năm giành được thành tích hơn người. So với lão chủ tịch còn có khí phách hơn, thực sự là trụ cột trẻ tuổi không thể thiếu của hội thương gia Trung Hải. Tôi còn nhớ một năm trước lúc nhận bằng khen người xí nghiệp lớn đứng đầu của Trung Hải, phong thái của Lâm Tổng thật làm cho người ta khó quên. Nói đến Lâm Nhược Khê cả nhóm người lại thổi phồng một phen, vài người đàn ông có triển vọng càng có đôi phần hướng theo dương thần âm thầm cười gược xem ra tính nét lạnh nhạt của lâm nhược khê cũng là vì bất đắc dĩ nếu mà có đôi chút niềm nở sẽ có rất nhiều đàn ông theo đuổi đến nỗi cửa cũng bị phá tung xem ra cuộc trò chuyện đã đến lúc đường uyển đề nghị nói hôm nay các vị đến là để chơi tennis công việc hãy gác qua một bên không biết ai muốn lên khởi động trước tiên ha ha đường tổng nói rất đúng lão lưu tôi lên chơi vài chiêu vị nào tiếp chiêu với tôi? Một lão tổng trung niên cầm cây vờ tennis lên hỏi. Để tôi, một một phụ nữ hơi béo nhìn có vẻ biết cách giữ dáng cầm vờ tennis lên mỉm cười nói. Anh Lưu, hãy nương tay, người ta mới vừa sinh đẻ xong vài tháng, sức khỏe vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Tất nhiên tất nhiên, Dương Thần nhìn người phụ nữ trẻ kia vặn vẹo cái mông to cùng người đàn ông kia cười cười nói nói lúc đánh banh, thầm cười trong bụng đây là đánh banh hay là tán tỉnh. Cuộc khởi động tennis bắt đầu không bao lâu, bên sân lại tới thêm một nhóm người, người đi đầu là người đeo kính đen, mặc đồ tennis màu hồng nhạt lè loẹt khuôn mặt đàn ông trắng nỏn, vóc dáng không cao lớn, khắp người lộ toát ra một chút hơi nhu mì mà người đàn ông bình thường không có, làm cho cả con người tỏ vẻ có vài phần dịu dàng duyên dáng, nếu không có đặc trưng của hạch cổ hoàn toàn có thể coi như là cách trang điểm trung tính của cô gái trẻ. 2. Ba người tùy tùng đi theo sau người đàn ông lưng đeo dụng cụ thể thao, ngoài ra còn bốn người bảo vệ mặc vest dù trời đang nắng nóng vẫn ăn bận tỉ mỉ chỉnh tề ánh mắt sắc bén nhìn bốn phía rõ ràng là những tay chuyên nghiệp nhóm người này xuất hiện khiến cho mọi người xung quanh để ý nhưng vẻ mặt khác với vẻ nhiệt tình lúc gặp đường uyển vừa rồi tuy đang cười nhưng nhìn ánh mắt của mấy người bộ dạng lộ ra đôi phần sợ hãi không ngờ chu thiếu tổng cũng đến thật là hân hạnh đường uyển là chủ nhân tiến trước nhất chào đón nói Người thanh niên họ chu vẻ mặt ôn hòa cười cười, gỡ kính dâm xuống, lộ ra đôi mắt một mí dễ nhìn, cùng đường uyển bắt nhẹ tay, liền buông ra, văn vẻ lịch sự. Đường Tổng thật biết đùa, chu đông thành tôi chỉ nhờ vào danh thánh của cha mới được hân hạnh quen biết quý vị ở đây, quý vị đừng phiền hà nửa chừng tôi đến quấy giày là tốt rồi. Nghe đến tên tuổi của Chu Đông Thành này, Dương Thần nhíu nhíu mày, khiều nhẹ cánh tay của Mạc Thiện Ni ở bên cạnh, hỏi nhỏ. Chu Đông Thành này, có phải là Chu Đông Thành của tập đoàn Đông Hưng? Mắc Thiện Ni kỳ lạ nhìn vào Dương Thần, cười nói. Không ngờ anh cũng biết tập đoàn Đông Hưng, xem ra anh cũng không phải là người không biết gì, không sai, anh ta là con một của Chu Quang Niên, đại thiếu gia của Đông Hưng, tôi khuyên anh nên tránh xa anh ta, không thì sẽ rất nguy hiểm. Nguy hiểm, xem anh ta khá lễ phép. Dương Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Đông Thành đích thực, không ngờ sắc vi ẩn náu trong nhà kẻ địch mà con của tên họ chu lại là một thanh niên xuất sắc, hơn nữa bộ dạng lễ phép, thật không nhìn ra xuất thân từ xã hội đen. Vẻ mặt mắc thiện ni có đôi chút khác biệt, cuối cùng nói nhỏ bên tai của Dương Thần. Tôi nói nguy hiểm, là vì anh ta không thích phụ nữ. Anh ta không thích phụ nữ, như vậy anh ta thích cái gì? Không sai, đàn ông. Dương Thần giật cả mình, hèn chi nhìn thấy cách bắt tay của anh ta với đường uyển như thể vừa chạm tay liền buông ra không phải vì lễ phép mà là anh ta không thích tiếp xúc phụ nữ mạc thiện ni nhìn thấy dương thần tựa như chúng độc cười khanh khách nói nhỏ anh sợ cái gì bộ dạng của anh anh ta chưa chắc thích đâu dương thần không để tâm nghe vì đột nhiên nhớ lại dạo trước khi ăn khuya đã cứu trần bá khi đó trần bá nói là có một ông họ chu bắt anh đi tiếp khách họ chu mà lại sai khiến được một tên đầu sỏ xã hội đen quách tử hàng ra sức bắt người, xem ra cũng chính là Chu Đông Thành này. Nghĩ vậy, mọi chuyện đều rõ ràng, mấy ngày trước bị mấy người lạ lái xe Honda màu đen truy đuổi, luôn buồn bực không biết bọn họ do ai phải đến, nghĩ sẽ có liên quan đến Chu Đông Thành, dẫu sao lúc đầu cho quánh tử hằng về báo với ông chủ của anh ta, có gì thì kiếm tao. Quả nhiên, Chu Đông Thành nói với nhóm thương nhân và chính trị đơn giản mấy câu, tự như không chút để ý nhìn về phía Dương Thần, còn cười một cách quyến rũ. Dương Thần vốn tưởng chuyện đã xong, nhưng sau khi Chu Đông Thành cùng với những nhân vật quan trọng nói vài câu, với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cùng với mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc, đi đến cạnh Dương Thần, tự nhiên ngồi xuống. À anh, phiền anh tôi ngồi chỗ này được không? Vẻ mặt của Chu Đông Thành có đôi chút giống nam diễn viên Hàn Quốc, môi mỏng mặt đầy phấn, nay lại gần làn da đặc biệt mịn màng, Tuy Dương Thần ở nước ngoài gặp qua không ít loại đồng tính này, nhưng lần đầu tiên ngồi gần như vậy, hơi gượng gạo cười. Anh đã ngồi xuống rồi, còn hỏi tôi làm gì nữa? Ngồi xuống là quyền của tôi, hỏi anh là muốn biết ý kiến của anh. mươi 98, không phải đang đánh bóng. Cho dù những nhân vật cao cấp của công ty và giới quan chức nhà nước cố bình tĩnh, nhưng nghe nói đến tên Dương Tây Tựu này đều nhịn không được cười ra tiếng. Đông Thành Tây Tựu, sức ảnh hưởng bộ phim này không tồi, bởi vậy nhóm người rất nhanh hiểu rõ của hàm ý của lời Dương Thần nói, sau khi cười, đột nhiên cảm thấy sự việc không đúng, đối mặt với người này lại là thiếu gia Đông Hưng Chu Đông Thành, vua con của thế giới ngầm khu Đông Trung Hải, thằng này có gan dám nói đùa, chắc không muốn sống. Nhưng phản ứng kỳ lạ của Chu Đông Thành lại không tỏ ra tức giận, ngược lại híp mắt cười nói. Anh Dương thật biết nói đùa, nhưng tôi thích đàn ông hài hước. Sóng nhu mềm dường như có đôi chút ngượng ngùng vui mừng. Dương thần cảm thấy nổi da gà khắp người, từ túi quần móc ra điếu thuốc châm lửa, và một hơi mới chấn tĩnh nói. Tôi không thích đàn ông thích tôi. Anh không thích bị thích, không có nghĩa là tôi không thể thích anh. Chu Đông Thành so sánh nói. Dương thần một tay kẹp điếu thuốc sẵn vuốt mái tóc, cũng không sợ bị cháy tóc bởi tàn thuốc. Tên thiếu gia đông hưng mềm nhũn ở trước mặt này phiền phức nhiều hơn so với hắn nghĩ. Nếu là loại người hung tợn, lực lưỡng thì dương thần không sợ nhưng thứ này mềm như bông gòn thật khó đối phó khách xung quanh cũng đã bắt đầu ai nấy hoạt động trên sân tennis cũng có vài đội vợt banh qua lại từ từ mặt trời ấm áp tỏa khắp sân banh dương thần duỗi mình không nói thêm gì nữa chu đông thành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhíu mày hút thuốc của dương thần một lúc cười nói tiếp tôi biết anh dương có thể hiểu lầm tôi nhưng thật tình tôi muốn kết bạn với anh không biết anh có cho tôi cơ hội bạn à dương thần ậm ơ nói cách kết bạn của anh là cho xe truy đuổi chu đông thành cũng không phủ nhận thẳng thắn gật đầu đúng vậy nhưng lần đó là ngoài ý muốn tôi không ngờ anh dương lại xử lý chấp chóng nhưng tôi có thể bảo đảm sẽ không truy cứu thật sự tôi chỉ thị bọn họ chỉ là điều tra những gì xung quanh của anh dương mà thôi tôi không thích bị người ta điều tra dương thần thản nhiên nói chu đông thành nhìn thẳng không sợ hãi tôi đảm bảo từ đây về sau anh dương theo cái nhìn của tôi là con người lòng dạ bao la tôi nghĩ anh cũng sẽ bỏ qua hành động thô lỗ lần trước đã bị người ta nói bằng những lời kính trọng dương thần thật sự không thể nói ra những lời khó nghe đành phải gật đầu như thể chuyện không gì quan trọng được rồi tôi cũng chẳng muốn nhiều chuyện như vậy đã là bạn có thể chơi tennis với tôi chứ chu đông thành đột nhiên hỏi tôi chưa từng chơi không sao quan trọng là chơi giao hữu, chứ không phải tính điểm. Lời của Chu Đông Thành làm cho người ta không thể cãi lại, hơn nữa đối với sự chủ động làm thân của gã nên hắn đành chịu. Dương Thần thở dài, đứng dậy trước, đi đến cạnh Đường Uyển nói: "Đường tổng, cho mượn cây vợt." Đường Uyển suốt nãy giờ vẫn để ý cuộc trò chuyện giữa Dương Thần và Chu Đông Thành, tuy không nghe được nhưng cũng nghĩ là có thể trước kia hai người có sự liên quan, lúc này không nói gì, gật gật đầu, ra dấu cho một người phục vụ đưa cho Dương Thân một cây vợt tennis đúng chuẩn. Chu Đông Thành cũng lấy ra một cây vợt màu hồng nhạt từ trong túi đựng đồ thể thao, màu cây vợt cùng màu với bộ đồ, sự lựa chọn quái đản này không gây nên sự chú ý đặc biệt của bao nhiêu người, vì trong giới này, Chu Đông Thành thích đàn ông, thích biến mình mình thành nữ tính hóa cũng không phải là điều bí mật, gặp nhiều sẽ cảm thấy bình thường. Khi Dương Thần và Chu Đông Thành cùng ra sân, hai cô gái đang chơi ngoan ngoãn đi ra nhường sân, không ít doanh nhân chính khách ở đây cũng bắt đầu ngờ vực sự phán đoán của chính mình dương thần có khả năng trò chuyện cùng chu đông thành và cùng nhau đánh banh chẳng lẽ thật sự là nhân vật dữ dằn nhưng những nhân vật nổi tiếng ở trung hải lại không thấy có ai như hắn không ít người đoán rằng có thể là thiếu gia của một đại tộc từ nơi khác kia gì dương thần đi đến bên sân hỏi mắc thiện nhi đang trò chuyện cùng vài người nam nữ mạc tiểu thư tennis chơi làm sao mạc thiện nhi ngẩn người Mặc dù không biết người đàn ông này hỏi câu hỏi ngây ngốc này làm gì. Nhưng vẫn giải thích đơn giản. Là đối phương đánh trái banh đến, chờ chạm đất một cái rồi đánh trả về. Đánh trái banh nằm trong phạm vi sân, còn đi ngoài sân là thua điểm. Ồ, rõ rồi. Dương thần nhớ lại trước kia nhìn thấy những hình ảnh trên TV. Đại khái hiểu được sơ sơ. Anh không biết chơi. Mạc Thiện Nhi phát hiện ra vấn đề nghi ngờ hỏi. Dương thần thành thật trả lời chưa từng chơi nhưng hiểu sơ sơ cách chơi rồi. Cơ bản những người chơi tennis cũng hiểu rõ, thoạt nhìn cây vợ tennis rất lớn, trái banh so với quả bóng ping pong gì đó lớn hơn nhiều, nhưng thực tế, trong cái sân xem ra cũng khá lớn này mà anh phải trả trái banh đón được mà trả anh về gây khó thì càng khó khăn hơn. Nhiều người mới học cảm giác lần đầu tiếp xúc tennis, rõ ràng nhìn thấy trái banh đến trước mặt, cứ một mực đánh không trúng, dù cho đánh trúng rồi đánh trả lại, cú đánh dứt điểm càng là chuyện khó hơn. Trước ánh mắt chuẩn bị xem màn kịch của đám người, Dương Thần nghênh ngang ngập điếu thuốc vác cây vợt bước ra sân, nói với Chu Đông Thành đứng phía sân bên kia. Nào, chơi với anh vài ván. Không ít người đứng bên sân nghe ra hàm ý trong lời, đều lộ vẻ kỳ lạ, mà kiện ni cũng hơi đỏ mặt, tên này nói chuyện sao luôn thô lỗ như vậy. Chu Đông Thành cười dịu dàng, liền tung banh lên, giao banh, động tác của anh ta cũng chưa đúng lắm, tuy dáng vẻ uốn lượn này khiến cho anh ta thoạt nhìn điệu bộ trở nên tao nhã trái banh nhanh đến theo cầu vòng, lướt qua lưới, tới phái bên đất của Dương Thần từ từ nảy lên. Dương Thần đã đứng vào vị trí của trái banh nảy lên, vì tay phải đang kẹp điếu thuốc, đương nhiên tay trái cầm vợt nhẹ nhàng hướng về trái banh đánh trả. Băng! Trái banh và vợt va chạm phát ra tiếng trầm đục. Trái banh dưới ánh mắt sửng sốt của mọi người, bay vượt qua lưới chợt hướng ra ngoài bay đi. Giống như một đạn đạo phóng lên không chung, xẹt qua một đường xéo, sau khi vượt qua ở cự ly 20 đến 30 mét, không ngờ tiếp tục bay vùn vụt lên trên vách ngăn bằng cao gần 10 mét hướng về bãi đỗ xe bên ngoài sân. Không ít cô gái phát ra tiếng la hét, đây là trái banh đánh ra từ một người sử dụng tay trái sao. Cho dù là không đánh chúng, đánh ra ngoài sân, đều có thể lý giải được, nhưng người đàn ông kia theo tay vung lên, mà còn dùng tay trái, vậy mà khiến cho trái banh bay ra ngăn lưới sắt cao 10 mét dù cho những người khác ở đây một tảng đá hình trùng trọng lượng vừa tầm cũng không ai dám nói có thể dễ dàng ném tảng đá lên ra khỏi tấm ngăn lưới sắt nhìn thấy mọi người xung quanh gồm cả chu đông thành đều lộ ra vẻ ngơ ngác dương thần biết mình sơ ý dùng quá sức thực ra cũng chưa dùng nhiều sức chẳng qua đánh giá không đúng mức tính đàn hồi cẩu sự va chạm giữa trái banh và cây vợt ngượng ngạo cười cười gà tàn thuốc xong tiếp tục ngậm lên miệng dương thần nói xin lỗi trái banh này tương quá đợi sau khi đánh xong tôi đi lượm về. Mọi người đều cười cứng nhắc, nhìn bắp thịt cũng không nổi cuộn lắm trên cánh tay dương thần lộ ra vẻ mặt kỳ dị, nếu như bị cái tay kia đấm một cái đoán chừng chắc mất mạng. Anh Dương thật là mạnh mẽ. Chu Đông Thành cũng là người hiểu đời, và lại lúc trước cũng biết rõ võ của Dương Thần rất khá, cho nên rất nhanh trở lại bình tĩnh, từ chỗ phục vụ lấy ra một trái banh mới, và nói. Chúng ta tiếp tục đi. Lần này Dương Thần không dùng nhiều lực, chỉ có điều phải tính toán dùng lực trả banh về đến đối phương, còn về góc độ, tốc độ, Dương Thần hầu như không để ý, đường banh sân của tennis dưới mắt Dương Thần tưởng chừng chậm như rùa, không hề có áp lực. Những người ở bên sân, nhìn thấy Dương Thần giống như đi dạo trong sân, dường như mỗi lần chỗ dừng chân nơi ấy đầu là chỗ trái banh bay trở về nhẹ nhàng, điểm tiếp đất đều ngay chỗ Chu Đông Thành đang đứng, tuyệt nhiên không cần Chu Đông Thành di chuyển đều có thể tiếp trả. Mọi người đã nhìn ra Dương thần không phải là đánh banh mà là chơi banh. Tuy rằng cách cầm vợt và tư thế đánh banh của Dương thần khó coi cực kỳ, nhưng cái này không ảnh hưởng chút nào đối với sự đánh giá thực lực của hắn. Không ít cô gái trẻ mắt tỏa sáng, với vẻ mặt khoan thai của Dương thần vừa ngậm điếu thuốc, mồ hôi chảy đầy trán, mái tóc lay động theo chiều gió hưu hưu, mày hơi nhíu lại, thản nhiên tự đắc, đã làm các cô gái hai mắt dính chặt. Đường Uyển để ý Mạc Thiện Ni đứng ở một bên có đôi phần đờ đẫn mà nhìn Dương Thần, trong ánh mắt cũng tựa như những cô gái khác có đôi phần say mê khác thường khẽ thở dài một cái trong cái nhìn của đường uyển không hề nghi ngờ dương thần đúng là một tay ăn chơi lần đầu tiên từ khi với mình trải qua chuyện tình một đêm ở bờ sông thì đã tỉnh ngộ về sau tại trường học của con gái gặp lý tinh tinh càng thêm chắc nịch không ngờ lần này lại là mạc thiện nhi lý tinh tinh thuộc loại con gái đơn thuần bị dương thần lừa gạt cũng là chuyện bình thường nhưng với mạc thiện nhi một cô gái quan hệ xã hội nổi tiếng của thương trường người quản lý xuất sắc của công ty, mà lại lún sâu trong bùn, điều này làm cho đường uyển không khỏi hoài nghi dương thần dựa vào cái gì mà tóm được lòng hai cô gái có phong cách rất khác biệt mà xuất sắc như nhau. Giờ khắc này chứng kiến trên sân banh tùy ý phát huy kỹ thuật đánh banh vụng về của người đàn ông này lại đem tennis bớn cợt trong tay, đường uyển có điều ngộ ra, xem ra đặc điểm lớn nhất của người đàn ông này chính là những điểm mà người đàn ông khác không thể có được. Dương thần không biết Mạc Thiện Ni đang nhìn mình với ánh mắt chưa từng có, càng không nghĩ tới đường uyển ở ngoài sân với vẻ mặt tươi cười chào đón mình mà trong lòng đã cho mình vào sổ đen chỉ có điều dần dần ý thức được chu đông thành ở đối diện đã sắp đuối sức khi trả banh về dường như sau khi đánh trả liên tục mười mấy lần qua lại chu đông thành đã sắp kiệt sức đến lúc trái banh bay đến trước mắt mình dương thần trực tiếp dùng tay bắt lấy trái banh chặt chẽ phun ra điếu thuốc gần tàn trên miệng hướng đến chu đông thành hô to còn đánh nữa không chu đông thành đổ mồ hôi đầy đầu khom lưng thở hổn hển hai tay trống trên đầu gối mới không ngồi bệt xuống đất ném vật xuống khó khăn phất phất tay buồn thảm nói không không đánh nữa vậy tôi đi đây dương thần thực sự không muốn ở nơi này thêm nữa vốn bởi vì quan hệ với sắc phi chu đông thành tất nhiên là kẻ địch nhưng kẻ thù này luôn cười quyến rũ với mình làm sao chịu được chu đông thành có phần vội cũng bất chấp mệt mỏi thở hổn hển hô dương anh dương đợi một chút không biết, không biết có thể hân hạnh mời anh Dương cùng dùng bữa tối. chương 99, chuyện xưa hơi dài. Đến khi ra ngoài phía cửa của trung tâm nghỉ mát phong lâm, Mạc Thiện Ni đã thở hổn hển không ngừng vì chạy. Nhìn tay Dương thần vẫn nắm tay mình không buông, Mạc Thiện Ni giả vờ ho, khuôn mặt cũng không biết vì thẹn thùng hay bởi sau khi vận động mà đỏ ao. Sao vậy, cổ họng của Mạc Tiểu Thư có vấn đề? Dương thần làm ra vẻ không biết. Mạc Thiện Ni chừng mắt nhìn hắn, buông cái giò heo của anh ra dương thần cười ha hả cũng không đỏ mặt nhưng vẫn buông tay ra khỏi cánh tay nõn nà kia tuy rằng cái cảm giác đó thật tuyệt tiện thể còn nói lại rõ hàm ý của câu nói vừa rồi mạc tiểu thư nói câu này thật mất trình độ giò heo sau gấp khúc được mà nắm tay cô đã biết đấu võ mồm không lại với tên này mạc thiện ni chẳng muốn nhiều lời tiếp tục đi tới hướng xe sau khi hai người trên đường trở về Dương thần nhìn về phía sau thấy không có xe và người đi theo, mới thở phào nhẹ nhõm. Mạc Thiện Ni có vài phần dí dỏm cười nói. Thì ra người mặt dạn mày dày cũng có lúc sợ, anh có phải lo lắng Chu Đông Thành đuổi theo? Dương thần thật sự lo lắng cái thằng ẻo là kia đuổi theo cười ngượng nói. Mạc Tiểu Thư thật thông minh lanh lợi, đã nghĩ đến vấn đề sâu xa như vậy. Yên tâm đi, tuy anh ta xuất thân từ xã hội đen, nhưng trong giới này, có tiếng là khiêm tốn lịch sự, không hề nhìn thấy sự hống hách của một thiếu gia anh ta chưa bao giờ ép buộc ai như cô vừa nói dường như anh ta rất hiền lành dương thần lẩm bẩm nói mạc thiện ni dùng tay ấn lên phím nhạc trên vô lăng chỉnh âm lượng nhạc đến nhỏ nhất nói dĩ nhiên không thể lúc nào cũng hiền lành nếu thật sự anh ta không nguy hiểm thì mọi người đâu có cảm giác sợ hãi đối với anh ta tôi chỉ nói nếu anh không chọc anh ta hay không gây tổn hại đến lợi ích của anh ta chu đông thành luôn luôn đối đãi anh mềm mỏng điểm này không giống cha của anh ta cô còn gặp qua chu quang niên dương thần hỏi mạc Hiện ni nhìn hắn như nhìn thằng khờ tất nhiên tập đoàn đông hưng cũng không phải là xí nghiệp nhỏ chúng tôi gặp chu quang niên trong những nơi công cộng không phải hiếm nhưng có điều là lão ta thật không giống người làm ăn cho dù bao năm vẫn làm ăn đàng hoàng nhưng mỗi lần tôi gặp ông ấy vẫn có cảm giác khắp con người như bị bao trùm trong bóng tối làm cho người khác hoảng hốt bằng không sao mà làm ông vua khu đông của thế giới ngầm nhưng dương thần lại cảm thấy dáng vẻ của chu quang niên bình thường hơn nói đến đây mạc thiện ni trầm lặng một lát nói cho anh chọn địa điểm dùng bữa tối để trả ơn sự giúp đỡ của anh hôm nay dương thần vừa nghe may mắn thay cuối cùng cũng không cần đi theo mạc thiện ni đến chỗ quái lạ nghĩ vậy nói tôi muốn ăn lẩu mạc thiện ni liếc mắt nhìn hắn thời tiết lại còn chưa tới đông ăn lẩu cái gì sẽ nóng và nổi mụn cô nói là cho tôi chọn vậy cô cảm thấy nên ăn cái gì dương thần uất ức nói ăn lề đường còn ăn lề đường chị hai cô đã nói cho tôi cơ hội chọn lựa dương thần cười khổ mạc thiện ni hừ một tiếng như anh đã nói tôi nói là cơ hội chọn lựa chứ không phải quyền quyết định nơi anh chọn đã bị bác bỏ rồi bây giờ chúng ta đi ăn lề đường nhắm mắt một cách đau khổ cô gái này thật biết chơi sỏ Nửa giờ sau, Dương Thần Lai buồn bực không vui theo Mạc Thiện Ni mặt đối mặt ngồi ở quán ăn lề đường của chị Hương, trước mặt bày ra vài món có hương vị tứ xuyên, màu hồng của trái ớt vừa nhìn thấy đã có cảm giác như cay chết đi được. Bởi vì thời gian còn sớm, xung quanh quán người vẫn chưa đông, so với lần trước đến hơi vắng vẻ, gió mát đầu thu nhẹ nhẹ thổi qua, đem lại sự ớn lạnh nhẹ nhẹ. Mạc Thiện Ni nhấp ngụm rượu trắng, nhìn thấy vẻ mặt như bị trẻ con bắt nạt của Dương Thần, không hài lòng nói anh có vẻ mặt gì đây, tôi mời anh đi ăn anh còn ra vẻ mặt đau khổ. Dương thần lau mồ hôi trên trán do bị cay. Đâu giống cô ăn cay từ nhỏ, cô nên biết, ở nước ngoài ít khi ăn những món cay như thế này. Ồ, chút nữa tôi quên, thì ra người ưu tú trước mặt tôi từng du học trở về, so với con gái quê mùa như tôi không thể so được. Mạc Thiện Ni châm biếm nói. Dương thần chẳng muốn tranh cãi, chợt nhớ tới cái gì đó, thần sắc nghiêm túc nói cô tính xử ký thế nào với vấn đề của người cha kế trương phú quý. Lúc trước không rõ nguyên do, chỉ nhìn thấy vẻ mặt cô mất ngày này rất khổ sở, nhưng hiện giờ xem ra, chắc là người đàn ông đó làm cho cho cô đau khổ chăng nếu cần giúp đỡ hãy lên tiếng, tôi rất rảnh, cô biết mà. Mạc Thiện Nhi ngừng đôi đúa một chút, ngước mắt nhìn thẳng vào Dương Thần hỏi. Anh luôn quan tâm tôi đau khổ hay không? Ơ, ờ, Dương Thần ngượng ngùng cười, dù sao cũng không thể nói rằng mỗi lần cô ấy đi ngang qua đều sẽ nhìn trộm, còn luôn nhìn vào mông cô ta, chỉ nói. Đồng nghiệp trong văn phòng làm việc đều nói cô không vui, tôi mới để ý tới. Trong mắt Mạc Thiện nghi ẩn chút thất vọng, nhẹ nhàng nói. Anh còn nhớ lần trước chúng ta đến đây, tôi đã nhận một cú điện thoại. Nhớ? Dương Thần còn nhớ đêm hôm đó mình bị cưỡng ôm. Là mẹ của tôi gọi đến, mẹ nói Trương Phú Quý đến Trung Hải làm thuê dặn tôi đi đón ông ấy và giúp ông sắp xếp mạc thiện ni cười nhạo nói sự thật ông ấy cũng chẳng cố gắng gì mà lại đi làm thuê ông ấy ở quê chúng tôi nợ nần cả đống nếu tôi không trả nợ giúp ông ấy ông ấy đã bị bọn họ đánh chết rồi bởi vì ông ấy ở đó đã quá mang tiếng chỉ còn cách đến trung hải này cô thừa biết rõ tính tình của ông ấy sao còn để ông ấy đến dương thần tò mò hỏi có phiền nghe một câu chuyện dài không Mạc Thiện Ni hỏi ngược. Nếu lần sau cô không dẫn tôi đến ăn ở đây thì tôi sẵn lòng nghe cô thổ lộ tâm tình. Dương thần với ý đồ đàm phán nói. Không thể. Hích. Dương thần cười lưỡng thững. Cô hãy nói đi. Mạc Thiện Ni như người thắng cuộc khóe miệng Dương lên, thản nhiên kể. Lần trước đã nói với anh, cha mất lúc tôi 13 tuổi, mẹ lại gả cho Trương Phú Quý. Ở trong thôn trong số ít người đàn ông chưa có gia đình Trương Phú Quý cũng coi là trẻ, và luôn yêu mến mẹ, bởi vậy cuối cùng mẹ tôi đồng ý. Vào lúc đó, Trương Phú Quý cũng chưa thích cờ bạc, tuy nghèo nhưng chúng tôi vẫn no ấm. Nhưng qua mấy tháng sau, vì mẹ tôi ngày ngày ra ruộng, vốn cơ thể yếu ớt nên bị bệnh không ngồi dậy được. Lúc đó tôi mới 13 tuổi, học xong tiểu học chỉ ở nhà không thể học trung học, sự thật là nơi đó cũng không có trường trung học. Lúc đó tôi để cho Trương Phú Quý dẫn mẹ đi khám bệnh ở nơi gần nhất trong thôn. Vì tôi sợ sau khi cha rời xa tôi, mẹ cũng rời xa tôi, nếu như vậy tôi thực sự thành cô nhi. Tôi rất sợ, không ngừng van xin Trương Phú Quý. Lúc trước tôi luôn không chịu kêu ông ấy bằng ba, nhưng lần đó vì cầu xin ông ấy tôi phải liên tục gọi ông ấy ba, ba. Nhưng Trương Phú Quý đột nhiên biến thành con người mà tôi không nhận ra, ông ấy không hề nghe theo lời tôi, ngoài đến trưởng thôn lấy chút thuốc nam nấu cho mẹ tôi uống, cái gì cũng không làm. Sau này bà hàng xóm ở bên cạnh nói với tôi, Trương Phú Quý nghèo quá, ông ấy không có tiền, cho dù đến bệnh viện trong thị trấn, cũng không cách nào đưa mẹ đi khám bệnh, càng không thể mua thuốc, thậm chí, ngồi xe đến thị trấn gần nhất, vé xe cũng chả không nổi. Nói đến đây, giọng của Mạc Thiện Ni trở nên khàn khàn, hốc mắt hơi đỏ, tự tay rót cho mình một ly rượu trắng, uống một hơi cạn. Vậy mẹ cô bà ấy? Dương thần không hỏi nữa. Mạc Thiện Ni nói sau đó mẹ tôi dĩ nhiên lành bệnh, không biết tại trời thương hay thuốc của bác hai trưởng thôn có công hiệu, nhưng sau lần đó bị bệnh mẹ tôi dường như già đi vài tuổi. Nhưng tôi vẫn rất sợ, lúc đó tôi nghĩ nếu mẹ bệnh lần nữa mà chúng tôi không có tiền mua thuốc chữa rồi sẽ ra sao? Tôi không dám nghĩ nữa, lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ là có tiền lo thuốc chữa bệnh cho mẹ. Cho nên cô một mình đến Trung Hải. Dương thần chợt tỉnh ra. Mạc Thiện Ni gật đầu tự diễu nói có phải cảm thấy rất vớ vẩn, rất ngốc. Một đứa con gái chưa đến 14 tuổi, làm ra vẻ trưởng thành nhưng thật sự là không biết gì hết. Thậm chí một mình ngồi trên xe lửa đến Trung Hải, muốn kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh. Không ngốc, nhưng cô rất giỏi, tôi rất ngạc nhiên làm sao cô có tiền để mua vé. Dương thần hỏi, ánh mắt Mạc Thiện Ni hơi trốn tránh, do dự nói. Tôi ăn trộm ví tiền của một người. Nói xong thấp giọng nói. Anh có khinh thường tôi không, cho rằng tôi không biết xấu hổ, rõ ràng làm ra một việc rất xấu xa mà còn nói ra một cách hùng hồn. Trộm ví tiền đáng gì, tôi còn từng cướp nhà băng nữa chứ. Dương thần nghĩ bụng nhưng ngoài miệng đương nhiên không nói ra, chỉ lắc đầu thành thật nói. Không có, con người cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, dù sao so với tôi còn cao thượng hơn, tôi đã vào cục cảnh sát hai lần rồi. Cuối cùng Mạc Thiện Ni cũng cười nói tiếp. Chuyện về sau chắc anh cũng đã biết được phần nào, sau khi tôi đến đây một mình, tìm cách tự học, được sự giúp đỡ của những người cùng quê như chị Hương và viện phúc lợi. Bắt đầu học trung học, về sau là vì bà nội của Nhược Khê, cũng là nguyên chủ tịch của Quốc tế Ngọc Lôi tình cờ đến thuyết trình ở trường chúng tôi, tôi bị bà ấy để ý, cân nhắc đào tạo tôi, từ đó về sau, tôi mới thật sự có thể ngẩng đầu lên ở Trung Hải, nếu không có nguyên chủ tịch thì không có Mạc Hiện Ni của ngày hôm nay, bây giờ chắc anh hiểu được vì sao lúc tôi nghe nói tên vô lại anh đã cưới Nhược Khê, mà tôi tức giận như vậy rồi chứ? Dương Thần mới sáng tỏ gật đầu. Trong cuộc sống ân đức đáng quý nhất là giúp người khi gặp nạn, tuy Mạc Hiện Ni nói dường như rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng, một người đến từ nơi quê xa hẻo lánh không nơi nương tựa, thậm chí một cô gái có thể tồn tại hoặc không tồn tại trên thế gian này cũng không sao mà lại vào được trường học đàng hoàng, tiếp xúc được mọi thứ của cái thế giới thượng lưu và được trở thành người xuất sắc trong giới thương nhân Trung Hải. Bà nội Lâm Nhược khê đem đến cho Mạc Hiện Ni tuyệt nhiên không phải chỉ là sự giúp đỡ về vật chất nhiều hơn nữa có thể là một sức sống tinh thần luôn được ủng hộ. Đương nhiên sự cố gắng trên quãng đường này mà Mạc Thiện Ni bỏ ra, so với người thường chắc chắn hơn gấp mấy lần, trong đó những chua xót đau khổ, chỉ có cô ấy mới cảm nhận được. Sau này, rốt cuộc tôi cũng kiếm được tiền, còn nhớ lúc gửi cho mẹ số tiền lần đầu tiên, trong điện thoại mẹ khóc rất lâu, nhưng chúng tôi đều rất vui, mẹ biết tôi khôn lớn rồi, tôi cũng hiểu rốt cuộc tôi có thể lo cho mẹ. Tuy nhiên, đó cũng là nguyên nhân cho sự bắt đầu mê cờ bạc của trương phú quý ông ấy biết tôi mỗi tháng được lãnh lương không ít hơn nữa ở trung hải đã bám dễ nên cờ bạc càng lúc càng lớn bắt đầu từ vài xu vài đồng về sau ăn thua với người ta trăm mấy hai trăm ngàn tệ cho đến hai năm gần đây đã là gần cả triệu rồi mạc thiện ni khẽ thở dài nói dương thần nhíu mày sao không cho mẹ ly hôn với ông ấy để mẹ cô rời khỏi ông ấy sống cùng cô ở trung hải là xong dựa vào thu nhập của cô, hoàn toàn có thể đem lại cuộc sống đầy đủ cho hai mẹ con, còn lo cho con ma cờ bạc kia làm gì. Mạc Thiện Ni cười sầu thảm nói. Ông ta đối với anh là một con ma bài bạc đáng xấu hổ, đối với tôi là người cha vô dụng đáng hổ thẹn, nhưng đối với mẹ mà nói, là người đàn ông đã tiếp nhận trong lúc mẹ bơ vơ nhất, là người đàn ông đã cùng mẹ sống với nhau hơn chục năm, cho dù trương phú quý tệ đến đâu đi nữa, ông ấy chưa bao giờ làm một việc gì không có tính người đối với mẹ tôi, vẫn luôn ở bên cạnh mẹ. Cho nên vì mẹ cô, luôn cho tiền trương phú quý để ông ấy trả nợ. Thậm chí bằng lòng cho ông ấy đến Trung Hải. Dương thần đã hiểu rõ nguyên nhân sự việc, cảm thấy thổn thức một lúc, nhà nào cũng có chuyện khó nói, nếu không phải từ chính miệng của Mạc Thiện Ni nói ra, ai mà biết được người này trước mặt mọi người vô cùng nở mặt nở mày lại có một hoàn cảnh như vậy. chương 100, Hân Hạnh nói với anh. Khi chia tay với Mạc Thiện Ni, đã là gần 10 giờ đêm, nhưng trong lòng dương thần vẫn không thể nào quên được việc xảy ra sáng sớm ngày hôm nay sau khi vào cuộc cảnh sát thật may là lâm nhược khê tìm đến luật sư trương mới có thể yên tâm đi ra đã muộn lắm rồi mà còn chưa đi cảm ơn người ta nói rõ sự tình thật sự không thể nào nói ra thậm chí biết rằng lâm nhược khê không muốn nghe nhưng cảm thấy vẫn nên gặp mặt sau khi lấy xe dương thần một mình lái xe tới bệnh viện khi sắp tới cửa phòng bệnh của lâm nhược khê bước chân dương thần có chút do dự bởi vì hắn phát hiện có hai nam nhân đang đứng trước cửa phòng bệnh dựa vào trực giác của mình dương thần có thể dễ dàng đoán ra là ai đối phương xuất thân là quân nhân từ tư thế đứng đến ánh mắt đều toát lên khí chất của một người quân nhân ưu tú là ai ở trong phòng bệnh lại còn có cả bảo vệ là quân nhân đứng ở ngoài cửa trong lòng có vài phần bất an dương thần không tránh đi mà còn bước nhanh tới cửa đứng lại một nam nhân đứng trước cửa giơ tay ra ngăn dương thần lại nói không được vào dương thần cười mà nói rằng hai vị tôi chỉ là đi thăm người bệnh đâu cần khó khăn như thế tôi có quen với người nằm trong đó các người không tin cứ mở cửa gặp mặt rồi sẽ biết ngay thôi hai người nam nhân vẫn là bộ mặt như thế không dài dòng mà nói rằng nói là không được vào thì không được vào nếu tôi cứ muốn vào dương thần không còn tươi cười sắc mặt lạnh xuống trong mắt người đàn ông kia có một tia tức giận cười lạnh một tiếng vậy thì cút ra xa một chút nói xong người đàn ông lấy một tay đẩy dương thần ra cút cái đầu các ngươi à dương thần tức giận một tay nắm lấy tay người đàn ông kia dùng sức mạnh khiến lão ta ngã xuống đập vào tường hành lang phía đối diện người đàn ông còn lại nhìn thấy dương thần ra tay liền rút một con dao đón đầu bổ xuống dưới Dương thần cũng không thèm nhìn tới, thật nhanh nhấc đầu gối giống như một cái rùi huyết thật mạnh vào bụng tên kia. Nam nhân kia nằm ôm bụng quằn quại trên đất. Trong nháy mắt, hai kẻ lúc trước không thèm để ý tới dương thần mà giờ đây, một kẻ thì choáng váng, một kẻ thì toàn thân đau đớn, căn bản không tin nổi bọn họ thân là bộ đội đặc trùng được huấn luyện mà lại không chịu nổi một đòn. Dương thần vén quần, nói, ta đây muốn gặp người đàn bà của mình mà phải hỏi các người ư. Đồ ngu, nói xong liền đẩy mạnh cửa phòng bệnh ra nhưng trong lúc vừa mới mở cửa hắn ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí mạnh đập vào mặt gần như là bản năng đầu dương thần tránh sang bên trái một chút một tiếng thét chói tai nháy mắt một nắm đấm không chúng đã trở thành móng vuốt cào lên cổ dương thần bước chân của dương thần ở trong không gian nhỏ hẹp bỗng nhiên lại trở thành một đường cong kỳ dị cùng lúc tránh móng vuốt kia hắn đã di chuyển ra phía sau của người đánh lén kia nhưng phản ứng và tốc độ của người đánh lén kia cũng khiến người khác phải nể phục. Trong lúc một chân chạm đất, chân kia đã quét ngang về hướng Dương Thần. Dương Thần đã đoán được sức mạnh của người này, sau khi nhận ra không hề uy hiếp, lần này lười né tránh, một tay dựng thẳng đón đỡ ở trước ngực. Thình! Một tiếng không khí dữ dằn, đó chỉ là tiếng động phát ra từ cái chân bị Dương Thần giữ chặt. Cơ thể của Dương Thần không hề nhúc nhích. Giờ khắc này, cũng đã nhìn rõ người công kích trước mắt, mặc trên người một bộ áo dài màu xám, dung nhan không có phần nổi trội, tóc hơi có vẻ hoa dâm của người già. Nhìn thấy là một ông già, Dương Thần bực tức kêu lên. Này, lão già kia, ta với người không thù không oán, hà cớ gì muốn lấy mạng của ta. Áo xám, lui ra. Một tiếng nói hung hậu uy nghiêm phát ra, một bên đầu giường của phòng bệnh lại có thêm một người đàn ông nhìn khoảng ngoài 50. Nam nhân này thân hình cao lớn, khuôn mặt anh Tuấn, cao giáo, mái tóc đen chỉnh tề, trên người là bộ quần áo xanh đen kiểu tôn trung sơn hiếm thấy. Cả người toát lên là người bề trên không có chút cầu thả nào. Khí chất rất phong xương. Người già bị gọi là áo xám nhìn dương thần một cách quái dị, nhưng rất nghe lời đã thu chân lại, cung kính chậm rãi lui về một góc. Dương thần xoay người, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy lâm nhược khê mà mình lo lắng, giờ phút này an tâm ngồi dựa vào giường bệnh. Trên người mặc bộ quần áo ngủ bông trắng tinh khiết, làm nền cho mái tóc đen kia, má hồng, chưa từng trang điểm, nhưng khuôn mặt tinh xảo như chạm ngọc, kiều diễm. Hai tuần điều trị với thuốc đông y đã khiến tất cả vẻ đẹp của vị nữ tổng giám đốc trẻ trung sinh đẹp đạt tới mức kinh động lòng người. So với lần đầu tiên dương thần nhìn thấy còn khiến người ta rung động hơn. Chỉ có điều, lúc này đây vẻ mặt lâm nhược khê buồn bực, dường như tất cả mọi thứ trước mắt đều không nhìn thấy. Hốc mắt hơi hơi đỏ lên, dường như vừa mới khóc, hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, tới mức khiến cho người ta thương tiếc. Người chính là Dương Thần. Nam nhân mặc kiểu áo tôn trung sơn trầm giọng hỏi. Dương Thần không hiểu tình hình, nhưng rất hiển nhiên, người có được thuộc hạ cao thủ như thế, thân phận sẽ không thấp, gật đầu. Ông là... ta là ông nội của Nhược Khê, tên là Lâm Trí Quốc. Lâm Trí Quốc, ông nội của Nhược Khê. Dẫu nhìn người này là đã có tuổi, nhưng không nghĩ rằng lại là ông nội của Nhược Khê, Dương thần nhớ là lần trước Thái Nhiên đến bệnh viện đã có nhắc tới người này, và còn rất tò mò là nhược khê rốt cuộc có ông nội hay không, không ngờ hôm nay được gặp. Không phải. Đột nhiên, Lâm nhược khê quay đầu lại, mạnh mẽ mà nói với Dương thần. Ông ấy không phải ông nội tôi, tôi không quen ông ấy, Dương thần hãy mau đuổi ông ấy ra đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông ấy. Lần này Dương thần gai to rồi, phải làm thế nào đây? Lâm Chí Quốc nhíu nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vài phần xót xa đau lòng nói nhược khê cháu hận ông đến thế sao ngay cả việc ông nội đến thăm cũng không được sao tôi nói lại một lần nữa ông không phải ông nội tôi thêm nữa ông đã nhìn thấy tôi có thể đi được rồi nhược khê lạnh giọng nói xong cũng không nhìn lâm trí quốc lúc này người mặc áo xám bên cạnh lại an ủi nói tiểu thư lão gia mấy năm nay cũng không mấy dễ chịu lúc nào cũng nhớ tới tiểu thư lần này biết tin tiểu thư nằm viện đã rất lo lắng lo rằng mọi người trong gia đình đều phản đối lão gia đến thăm tiểu thư nhưng lão gia đã bất chấp những điều đó để tới đây tiểu thư xin đừng trách lão gia lão gia cũng có nỗi khổ tâm lâm nhược khê cười lạnh nói tôi làm sao dám trách lâm lão gia quyền cao chức trọng các người không cần để ý tới một tiểu nha đầu như tôi đây tôi không cần sự thương hại tới mức nực cười của các người vẻ mặt lâm trí quốc biến sắc, thở dài, gật đầu nói. Được, nhược khê, cháu đã không muốn ông ở lại, ông sẽ đi ngay, có điều. Nói xong lâm trí quốc nhìn dương thần, người ông hoàn toàn không quen biết, đang đứng bên cạnh, nói. Có điều, cháu vẫn là người lâm gia, trong người cháu đang chảy dòng máu của lâm gia, chính là huyết mạch lâm gia cao quý nhất. Ông không cho phép cháu tùy tiện kết hôn với một kẻ bán thịt dê xiên nướng. Dương thần buồn bực, ông cụ này nói chuyện thật khó nghe. Bán thịt dê xiên thì đã làm sao? Cũng không phải là nghề bán thân, tôi bán thịt dê tôi tự hào. Hơn nữa, chúng tôi đã tới cục dân chính đăng ký kết hôn, việc chưa kết hôn mà mà đã làm chuyện chăn gối cùng nhau, chấm thì yêu ai là vì uống say, cơ bản cũng đã quên cảm giác, nhưng dù gì đi nữa cũng là vợ chồng hợp pháp. Sao lại gọi là kết hôn tùy tiện? Cũng không phải như trong phim Võ Hiệp, kết hôn thề nguyền dưới ánh trăng, ngay cả giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cũng không có đã sinh em bé rồi. Nhưng những lời này Dương Thần lại không dám nói ra, dù sao cũng là cháu gái yêu của ông nội. Bản thân là người ngoài lại là bề dưới, chỉ đành chịu thiệt thòi thôi. Dựa vào cái gì, tôi muốn lấy ai thì tôi lấy người đó. Tôi không phải người nhà họ Lâm các người, tôi chính là tôi, Lâm Nhược Khê. Ngoại trừ việc không thể sửa được cái họ chết tiệt kia, thì tôi chẳng có quan hệ gì với các người cả. Lâm Nhược Khê tâm trạng trở nên kích động, gần như phát điên mà nói. Lâm Chí Quốc sắc mặt lạnh tanh. Cháu có thừa nhận hay không không quan trọng, quan trọng là hai người phải ly hôn, nữ nhân Lâm ra chỉ gả cho nam nhân thành đạt. trò cười. Lâm Nhược Khê cười lạnh thấu xương nói. Ông cùng với bà nội phải chăng cũng coi là một trò cười. Câm miệng. Lâm Chí Quốc tức giận, giống một con sư tử bị dẫm đuôi, giơ tay lên muốn cho Lâm Nhược Khê một cái tát nhưng mà cánh tay vừa mới giơ lên lâm trí quốc toàn thân run lên vẻ mặt phức tạp từ từ hạ tay xuống trung quy là không đánh nổi thở dài nói là ông có lỗi với bà nội đó là nỗi ân hận lớn nhất của đời ông cho nên ông phải chăm sóc cháu thật tốt không thể để dòng máu nhà họ lâm trộn lẫn với một tên bán thịt dê được tôi rất vinh hạnh mà nói với ông rằng đã muộn rồi lâm nhược khê cười một cách mỉa mai cũng không biết là cười lâm trí quốc hay là mỉa mai chính mình Lâm Chí Quốc mở to mắt, giống như mũi lao nhìn Dương Thần. Ánh mắt đó như muốn xuyên thủng Dương Thần, giọng nói run run. Mày, mày nói gì? Mày và nó. Nếu không ông nghĩ vì sao tôi lại lấy anh ta? Lâm Nhược Khê cười vui vẻ mà hỏi lại. Dương Thần đứng bên có chút lúng túng, cười ngây ngô sờ lên mũi. Nữ nhân này cũng thật là, ngay trước mặt ông nội mà lại nói chuyện này, thật xấu hổ, chẳng trách sắc mặt ông ấy lại khó coi như vậy người khác không thể cười nổi không chỉ lâm trí quốc mà ngay cả người mặc áo xám đứng bên cũng lộ ra vẻ khiếp sợ rất lâu sau mới có thể chấn tĩnh lại lâm trí quốc yên lặng nhìn lâm nhược khê không muốn nói thêm điều gì nữa ngẩng đầu nhìn dương thần với ánh mắt thù hận nói ông không thể ngờ rằng sự việc lại thành ra nông nỗi này nhưng dương thần tôi hy vọng cậu sẽ không làm việc có lỗi với nhược khê nếu không tôi quyết không tha cho cậu cuối cùng cũng nói được một câu tử tế với mình, Dương Thần có chút khổ não. Việc này, phải xem cô ấy có muốn sống tốt với tôi không đã. Thiết luật của Lâm gia, bất kể nam hay nữ, cả đời chỉ được lấy một người, người phải đối tốt với Nhược Khê. Lâm Chí Quốc nói chắc như đinh đóng cột. Hả? Dương Thần nhìn Lâm Nhược Khê đang trầm mặc không nói, đột nhiên có chút giật mình, nguyên nhân vì sao mà nữ nhân này lại cùng mình kết hôn? Xem ra những kiểu hợp đồng hôn nhân như thế cũng chỉ là cái cớ bên ngoài, nguyên nhân chính là không muốn thừa nhận bản thân là người nhà họ Lâm. Nhưng trên thực tế, từ sâu trong tâm can thì lại làn như thế, việc này cũng quá mâu thuẫn. Trong lòng Dương Thần rối như tơ vò, bên cạnh mình không chỉ đơn thuần là một nữ nhân, nói mập mờ. Đó là quy định nhà các người, chẳng liên quan gì tới tôi cả." Lâm Chí Quốc ánh mắt sáng quắc nói. "Đừng tưởng có mấy ngón võ mà cho rằng ta không có cách nào để dạy dỗ ngươi, nếu ngươi dám để nhược khê chịu tổn thương, ta sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho ngươi. Trên giường lâm nhược khê lạnh lùng liếc dương thần một cái. Dương thần, đừng nói nữa, bảo ông ta đi đi. Không cần dục ông sẽ đi ngay. Lâm trí quốc lại nhìn dương thần với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi cùng với người mặc áo xám rời khỏi phòng bệnh. Hai người đàn ông bị đánh ngã cũng theo đi, không dám ở lại dù chỉ một khắc. Chỉ còn lại hai người ở trong phòng, ánh mắt họ nhìn nhau, không khí lúc này có chút gượng gạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 100.